còn muốn gọi thêm người tới ư, đây là thành phố Giang, có thể gọi ai tới nào. Hồ Minh Chính cũng buông lời đe dọa, Vương Nhất, mày chết chắc rồi. Trong mắt bọn họ, Vương Nhất căn bản chẳng kêu nổi ai cả, bởi vì đây là thành phố Giang, và nhà họ Hồ bọn họ chính là nhà giàu số một Giang Thanh, thế lực nơi này họ nắm rõ trong lòng bàn tay. Ra tay giết chết bọn chúng. Hồ Cương quắc mắt, uy nghiêm hét lớn, hơn trăm người đồng loạt lao về phía đám Vương Nhất. Rầm rầm. Đúng lúc này, mặt đất bỗng rung lên, tựa như có dòng lũ thép đang trào về phía này. Hả? Có động đất sao? Cảm nhận được chấn động nhẹ truyền đến từ dưới chân, tất cả mọi người đều sửng sốt, vô thức nhìn về hướng phát ra trận động đất. Vừa nhìn đã khiến bọn họ vô cùng choáng váng. Ở phía chân trời xa xôi, khói bụi bay cuồn cuộn, dường như có thứ gì đó đang chạy về phía này. Khi đến gần, chúng cũng dần dần bắt đầu thành hình cụ thể. Từng chiếc xe bán tải màu xanh đậm, mỗi một chiếc đều chở theo người đàn ông thiết huyết sẵn sàng xuất phát, vẻ mặt nghiêm túc và kiên nghị. Chỉ nhìn từ xa, tất cả mọi người đều cảm nhận được luồng hơi thở thiết huyết nồng đậm. Trong lúc hoảng hốt, mọi thứ dường như đã quay lại thời kỳ chiến tranh tàn khốc. Mưa bom bão đạn, gào thét rung trời. Thình thịch đùng đùng. Nhìn về hướng mà bọn họ đến có vẻ như đang tiến về phía này, khoảng chừng 100 vệ sĩ nhà họ Hồ đều sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt. Vũ khí trong tay rơi xuống đất loảng xoảng, thậm chí có một số người rất vô dụng, đáy quần đã ươn ướt màu vàng, không tự chủ được bản thân. Ken két. Ngay sau đó, những người đàn ông thiết huyết bước xuống xe, trong vòng chưa đầy 2 giây, bọn họ đã đứng thành hàng ngay ngắn. Khẩu súng đã lên đạn, chĩa vào người nhà họ Hồ. Đây là... Hồ Cương cũng bị chiến trận lớn như vậy làm cho sợ hãi, cả người không ngừng run rẩy, lẩm bẩm hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Về phần Hồng Phật và La Chi Viễn, bọn họ đã sớm sợ ngây người, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Vương Nhất, tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Trước đây, La Chi Viễn chỉ cảm thấy thân thủ của ông chủ rất lợi hại, hơn nữa biết thương si, một trong thất si của nước Hát. Nhưng không ngờ anh còn có năng lực lớn như vậy. Lúc này, một người đàn ông khôi ngô và cường tráng bước ra từ trong hàng ngũ, vóc dáng giống hệt Tiêu Thiết. Đó chính là Tiêu Hồng Cương, trong quân đội được mệnh danh là Đạp Thiên Binh Vương. Anh ta vô tình hay cố ý liếc nhìn Vương Nhất và Lãnh Nhan, sau khi phát hiện người sau lưng đang mỉm cười với mình thì nhanh chóng đứng thẳng lưng, từ xa cung kính chào theo kiểu quân đội. Sau đó, anh ta sải bước đến trước mặt Hồ Cương, lạnh lùng nhìn ông ta, ông biết đây là nơi nào không? Nhìn lướt qua, Hồ Cương mờ mịt lắc đầu, giống như linh hồn đã bị xuyên thấu. Khu vực này thuộc quyền quản lý của tôi, gia đình tôi sống ở gần đây. Tiêu Hồng Cương châm một điếu thuốc và hút một hơi, vợ con tôi còn đang ngủ say, nhà họ Hồ của ông mang theo nhiều người như vậy muốn làm gì đây? Bùm! Lời này vừa thốt lên, Hồ Cương như rơi vào trong động băng, vội vàng lắc đầu, tôi gọi nhiều người đến đây là vì. Khi thấy những bức tường xung quanh sân sụp đổ, ông ta nhanh trí đáp, là muốn sửa lại tường. Tiêu Hồng Cương giả vờ như không nghe thấy, sau đó vỗ nhẹ lên vai Hồ Cương, Hồ gia chủ, bây giờ thành phố Giang đang rất thái bình, đừng làm xáo trộn. Phải, phải. Hồ Cương bị vỗ một cái thì trực tiếp ngã xuống đất, quần cũng ướt đẫm, ông ta sắp bị dọa sợ đến phát khóc. Mặc dù trong lòng không muốn nhưng ông ta vẫn rưng rưng giống giật, lui hết về cho tôi, chỉ sửa chữa một bức tường thôi. Sao lại huy động nhiều người đến vậy? Hơn trăm tên vệ sĩ nào dám ở lại, vừa nghe được chỉ thị thì lập tức chuồn nhanh hơn cả chuột. Tiêu Hồng Cương xoay người rời đi. Chỉ là khi sắp đi đến trước mặt Vương Nhất, anh ta dừng lại rồi chào theo kiểu quân đội một lần nữa. Khi Tiêu Hồng Cương rời đi, bầu không khí căng thẳng trong nhà họ Hồ ngay lập tức biến mất. Chỉ là Hồ Cương vẫn đang ngồi dưới đất, hai chân run rẩy, hai tay ôm ngực, hô hấp dồn dập. Ông nội, gia chủ, những người còn lại trong nhà họ Hồ nhất thời tỏ vẻ lo lắng, đi đến kiểm tra tình hình. Mau, mau đỡ tôi đứng lên. Hồ Cương ôm ngực, ho khan dữ dội. Lúc về già, ông ta vốn dĩ đã bị đau tim, vừa rồi suýt chút nữa còn bị Tiêu Hồng Cương dọa sợ chết khiếp, tim giống như đi tàu lượn siêu tốc. Hồ Minh Chính núp ở phía sau, hai chân đã không thể cử động nổi. Chỉ những người này, đừng nói là người nhà họ Hồ. Thậm chí tất cả thế lực trong thành phố Giang cũng không đủ xử lý bọn họ. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm Vương Nhất, trong mắt nghi ngờ,
người vừa rồi thật sự là do Vương Nhất gọi đến sao? Nếu không thì tại sao lại không nói câu nào? Hay, chỉ đơn giản là hành động của nhà họ Hồ quá lớn, đã làm phiền đến bọn họ? Suy nghĩ một chút, Hồ Minh Chính toát mồ hôi lạnh sống lưng, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc này, Vương Nhất sải bước tiến lên trước, lạnh lùng nhìn Hồ Cương, Hồ gia chủ, đây chính là cậy mạnh hiếp yếu mà ông luôn tôn sùng. Hiện tại, ông còn cảm thấy chính xác không? Lúc này, Hồ Cương đang ngồi trên một cái ghế, họ hàng nhà họ Hồ đang ôm ngực ông ta, cố gắng giúp xoa dịu căng thẳng trong lòng. Nhưng lời nói của Vương Nhất lại khiến ông ta tức giận một lần nữa. Cậu cho rằng như vậy sẽ làm tôi sợ hãi à? Ông ta tức giận nhìn Vương Nhất, thật là một thằng nhóc may mắn, đúng lúc thủ lĩnh Lý lại đến đây. Nếu không, cậu cho rằng mình có thể sống sót bước ra khỏi nhà họ Hồ của tôi sao? Khi nói những lời này, mặc dù trong lòng ông ta cũng rất nghi ngờ, trước đây cũng đã có những trận chiến lớn hơn lần này nhưng lúc đó thủ lĩnh Lý đều không ra mặt, tại sao lần này lại xuất hiện? Ông ta có thể cảm nhận được có điều gì đó không ổn trong chuyện này, nhưng cũng không thể liên hệ cùng Tiêu Hồng Cương và Vương Nhất được. Ông nội! Sau lưng, Hồ Minh Chính lo lắng hô to một tiếng. Ngay cả anh ta cũng cảm thấy không đúng, bất cứ chuyện nào cũng chú trọng số mệnh, chống đánh lần thứ nhất thì khí thế phấn chấn, đánh lần thứ hai thì suy, đánh lần thứ ba thì khí thế đã kiệt. Vừa rồi nhuệ khí của nhà họ Hồ đã bị quét sạch, lúc này, ánh mắt anh ta nhìn về phía Vương Nhất có chút hoảng sợ. Không được hoảng loạn. Hồ Cương phất tay lên, có hơn chục người xông ra bao vây Vương Nhất, tôi đã nói rồi, hôm nay bốn người đừng hòng rời khỏi nhà họ Hồ. Lần này ông ta đã có kinh nghiệm, chỉ cử hơn 10 người, cho dù bị Tiêu Hồng Cương phát hiện thì đối phương cũng không nói được lời nào. Khóe miệng Vương Nhất hiện lên một tia giễu cợt, nếu đã như vậy thì tôi sẽ cho ông thấy thế nào mới là sức mạnh thật sự. Nói xong, anh sải bước về phía Hồ Cương. Lãnh Nhan và Hồng Phật một trái một phải theo sát phía sau. Giết bọn họ cho tôi. Hồ Cương thấy ba người Vương Nhất còn dám chủ động đi về phía mình thì tức giận hét lớn. Giết! Hơn 10 tên vệ sĩ đồng loạt xông về phía ba người Vương Nhất. Lãnh Nhan và Hồng Phật cũng đồng thời ra tay, mỗi người phụ trách một nửa. Bất cứ nơi nào mà lưỡi đao trong tay Lãnh Nhan lướt qua thì mọi người đều bị chặt cụt tay cụt chân. Hồng Phật chỉ thổi một tiếng sáo, sau đó không quan tâm gì nữa, bản thân cầm một hộp sữa chua uống ngon lành. Nhưng mà, những người có ý đồ bắt cô ta đều chết cóng ngay tại chỗ, thất khiếu chảy máu một cách quỷ dị. Chi chi! Chỉ nghe thấy tiếng ve sầu kêu khóc vang lên, ánh mắt của mỗi tên vệ sĩ đều đồng loạt trở nên trống rỗng, một con ve sầu vàng mập mạp chui ra. Xung quanh rơi vào yên lặng, tất cả người nhà họ Hồ nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng kinh hãi. Mà Vương Nhất cũng chậm rãi đi đến trước mặt Hồ Cương, trịch thượng nhìn ông ta, ánh mắt lãnh đạm không chút tình người. Cá lớn nuốt cá bé, bây giờ ông là kẻ yếu, tôi có nên giết chết ông không nhỉ? Giờ phút này, rốt cuộc Hồ Cương cũng cảm thấy sợ hãi. Phịch! Ông ta ngồi bệt xuống đất, sắc mặt hoảng sợ đến cực điểm. Đừng, đừng giết tôi, chân lý của tôi sai rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đáng tiếc, ánh mắt Vương Nhất vẫn lạnh lùng như trước. Anh biết Hồ Cương không thật sự thừa nhận chân lý cá lớn nuốt cá bé là sai, chẳng qua ông ta sợ tình hình hiện tại, lo lắng tính mạng của mình đang bị đe dọa nên mới tạm thời thỏa hiệp thôi. Nhưng Vương Nhất cũng không có ý định nói chuyện đạo lý với ông ta, nắm đấm của người nào mạnh thì người đó chính là chân lý. Chúng ta quay lại chuyện chính đi. Vương Nhất lạnh lùng nói, hai điều kiện lúc trước tôi đã nói, ông có đồng ý không? Hồ Cương nghiến răng không nói lời nào, vẻ mặt u ám, hai mắt của Hồ Minh Chính ở phía sau cũng tối sầm lại, suýt chút nữa ngất xỉu. Tất cả mọi người đều biết hai điều kiện của Vương Nhất là có ý gì, đó là giao nộp Hồ Minh Chính. Sau đó tất cả người nhà họ Hồ đều phải quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với Hồ Hoàng Việt. Cả nhà họ Hồ nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Nhất, nhưng tình thế cấp bách, chỉ có thể đập vỡ răng rồi nuốt vào bụng thôi. Hồ Cương im lặng một lúc lâu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất, cho dù nhà họ Hồ chấp nhận chuyện này, nhưng tôi có thể thay đổi hai điều kiện không? Dù giao Hồ Minh Chính ra, hay tất cả mọi người nhà họ Hồ lần lượt quỳ lạy tạ tội với người mà bọn họ đã bỏ rơi thì đều đang chà đạp lên sự tôn nghiêm của nhà họ Hồ. Là chủ một gia đình, ông ta tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.
Những người còn lại trong nhà họ Hồ vừa tức giận vừa hoảng sợ nhìn về phía Vương Nhất, hy vọng anh có thể thay đổi chủ ý. Nhưng Vương Nhất lại nhếch khóe miệng lên, mỉm cười lạnh lùng, Hồ gia chủ, ông đang có kè mặc cả với tôi sao? Hai mắt Hồ Cương lập tức trở nên rét lạnh, ông ta hiểu được ý tứ trong lời nói nhưng vẫn trầm giọng nói, Vương Nhất, nếu tha thứ được thì nên rộng lượng một chút, cần gì phải đẩy mọi chuyện đến đường cùng như vậy? Tha thứ cho người được thì nên rộng lượng. Vương Nhất bị những lời này chọc cười, nhưng nụ cười của anh lại rất lạnh lùng. 20 năm trước, khi ông có mưu đồ giết vợ của Hồ Hoàng Việt thì tại sao không nghĩ tới câu này? Lúc ông dung túng cháu ngoại mưu sát Hồ Hoàng Việt thì tại sao không nghĩ đừng đẩy mọi chuyện đến đường cùng như vậy? Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Hồ Cương cũng vô cùng khó coi. Lúc ấy, khi đuổi Hồ Hoàng Việt ra khỏi nhà họ Hồ, ông ta chưa từng nghĩ Hồ Hoàng Việt sẽ trở thành người giàu nhất, càng không ngờ sau lưng lại có một người trẻ tuổi đáng sợ như vậy. Còn có một cách khác. Vương Nhất đột nhiên nói. Trong mắt Hồ Cương lập tức nổi lên tia hy vọng, ông ta hỏi, cách nào? Nhà họ Hồ diệt vong. Sự trêu tức trong mắt Vương Nhất dần dần biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng thâm sâu. La Chi Viễn đứng sau lưng đã đút một tay vào túi, chỉ cần Vương Nhất nói một câu, dựa vào thân phận là người phụ trách của ông ta thì muốn tiêu diệt nhà họ Hồ chỉ cần một cuộc điện thoại thôi. Quả nhiên, vẻ mặt Hồ Cương tỏ ra lạnh lùng, trong mắt mang theo sát khí dày đặc, chỉ dựa vào các người mà cũng muốn tiêu diệt nhà họ Hồ của tôi sao? Nhà họ Hồ, lập nghiệp ở huyện Hồ trong thành phố Giang khởi đầu là kinh doanh vải, dần dần trở thành một gia tộc nhỏ ở thành phố Giang, dựa vào liên minh với cường hào ác bá lão lại đã ám sát không ít những người đứng đầu của các gia tộc cạnh tranh với mình, hoặc người thừa kế có thực lực cho đến khi sa sút, tôi nói đúng không? Hồ Cương vừa nói xong thì Vương Nhất đột nhiên cười tủm tỉm nói những lời này. Ngay lập tức, sắc mặt của tất cả người nhà họ Hồ đều thay đổi rõ rệt, sắc mặt của bản thân Hồ Cương cũng trắng bệch, cậu, sao cậu biết được? Lịch sử khởi nghiệp của gia tộc chỉ có một mình ông ta mới biết được. Vương Nhất khẽ cười, tôi đã nói rồi, cũng chỉ có các người tự cho mình thanh cao. Còn ở trong mắt tôi thì các người không khác gì so với người nhà họ Văn cả. Đúng rồi, nhân tiện nói một tiếng, lão lại đã chết, bất gia hoàng thành đã bị niêm phong, cho nên các người đừng nghĩ đến việc nhờ ông ta giúp đỡ. Toàn bộ nhà họ Hồ đều chết lặng. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Vương Nhất, chỉ có sắc mặt của Hồ Cương và Hồ Minh Chính lại trắng bệch. Môi hở răng lạnh, lão lại đã chết, có phải tiếp theo sẽ đến lượt Hồ Minh Chính không? Còn muốn tôi tiếp tục nói không? Muốn tiêu diệt nhà họ Hồ của ông thật sự rất dễ dàng. Lúc này, Vương Nhất cũng không nóng vội, sau đó nhìn về phía Hồ Cương, khẽ mỉm cười, nhà họ Hồ tiêu diệt hay là đồng ý với hai điều kiện kia? Hồ gia chủ, ông tự mình quyết định đi. Toàn bộ nhà họ Hồ đều tràn ngập sợ hãi sâu sắc, ánh mắt của những người khác nhìn về phía Hồ Minh Chính đột nhiên tràn đầy hận thù. Gia chủ! Tại sao cả nhà họ Hồ phải gánh vác mọi thứ vì việc mà Hồ Minh Chính đã làm chứ? Gia chủ, mau chóng đồng ý với anh ta đi, đuổi Hồ Minh Chính ra khỏi gia tộc. Nhà họ Hồ không thể bị diệt vong. Trong lúc nhất thời, tất cả các thành viên nhà họ Hồ đều căm thù Hồ Minh Chính, tuyên bố muốn đuổi anh ta ra khỏi gia tộc. Dần dần, ánh mắt của Hồ Cương nhìn về phía Hồ Minh Chính cũng buông lỏng hơn. Nhà họ Hồ vốn dĩ là một gia tộc thanh đạm như nước. Tất cả những gì mọi người nghĩ đến là làm thế nào để giành được ích lợi, vì thế mà bọn họ không ngần ngại giết hại đồng bào. Sắc mặt Hồ Minh Chính thay đổi rõ rệt khi thấy mọi chuyện không ổn, nắm chặt tay Hồ Cương, ông nội, cháu là cháu ngoại của ông không thể từ bỏ cháu. Không ngờ Hồ Cương cũng nghiêm mặt chỉnh trọng, đúng vậy, cháu là cháu ngoại của ông. Nhưng gia tộc đang gặp nạn, có phải đứa cháu ngoại như cháu nên đứng ra chia sẻ mọi chuyện giúp ông không? Hồ Minh Chính nghe vậy thì sắc mặt nhất thời trắng bệch. Anh ta biết rằng ông nội thật sự đã từ bỏ mình. Chỉ thấy Hồ Cương nghiêm túc nhìn về phía Vương Nhất, nói, Vương Nhất, oan có đầu, nợ có chủ. Cậu cứ dẫn đứa cháu này đi đi, sống hay chết tùy cậu định đoạt. Thấy vậy, Vương Nhất cũng nở một nụ cười thâm thúy, anh đã gieo một mầm móng hận thù vào nhà họ Hồ. Hôm nay, Hồ Cương có thể từ bỏ Hồ Minh Chính để bảo vệ bản thân. Vậy thì ngày mai ông ta cũng có thể từ bỏ bất cứ người nào trong gia tộc. Chẳng qua không ai phát hiện ra mối nguy hiểm ngầm này mà thôi. Nhưng mà Vương Nhất cũng không có ý định đón nhận, anh chỉ nhìn Hồ Cương với vẻ mặt trêu tức, nếu Hồ gia chủ đã biết lý lẽ như vậy thì mau chóng ra tay đi,
thanh lý môn hộ vì gia tộc họ Hồ. Ngay khi những lời này vừa thốt ra, sắc mặt Hồ Cương cũng thay đổi, oán hận nhìn Vương Nhất, cậu muốn tôi làm kẻ ác. Nếu không thì sao? Vương Nhất hờ hững hỏi ngược lại, gia tộc của các người thật xui xẻo khi có một đứa cháu trai như vậy. Nếu đã là ân oán trong nội bộ thì đương nhiên phải do ông tự mình ra tay rồi. Ông chính nghĩa tận trời như vậy, tôi tin rằng chuyện này truyền đi nhất định sẽ được người đời tán dương rộng rãi. Khuôn mặt Vương Nhất vô cùng nghiêm túc, chỉ thiếu chưa vỗ tay ca tụng Hồ Cương. Hồ Cương tức giận đến mức suýt nữa phun ra một ngụm máu, ôm chặt ngực, trái tim lại đau đớn. Ông nội, anh ta đang cố tình châm ngòi ly gián, khiến ông rơi vào cái hố bất trung bất nghĩa. Hồ Minh Chính hét lớn, nhưng sắc mặt ngày càng hoảng loạn. Cháu câm miệng cho ông. Hồ Cương gầm to, sắc mặt tối sầm lại. Đây mới là chiêu thức giết người của Vương Nhất, anh cũng chỉ ép buộc thôi, còn mọi hành động độc ác đều do Hồ Cường thực hiện. Danh tiếng của nhà họ Hồ sẽ rơi xuống đáy vực, không người nào lại muốn hợp tác với một gia tộc đã tự tay giết chết cháu ruột của mình. Vương Nhất lại châm thêm một ngọn lửa, Hồ gia chủ, ông còn do dự gì nữa? Nếu không làm thì hôm nay, nhà họ Hồ lập tức sẽ bị tiêu diệt. Nếu ông ra tay thì vẫn còn thời gian để thở đấy. Hồ Cương hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, người đâu, lôi đứa cháu phản nghịch này xuống, dùng gia pháp hầu hạ nó. Không chút do dự, hai người đàn ông trung niên lập tức bước đến, một trái một phải nắm chặt cánh tay của Hồ Minh Chính rồi kéo xuống. Ông nội, ông suy nghĩ kỹ lại đi. Ông không thể làm như vậy. Chẳng mấy chốc, tiếng kêu thảm thiết biến mất, Hồ Minh Chính sống hay chết thì Vương Nhất cũng không có thời gian quan tâm. Anh đã đạt được mục đích của mình, mỉm cười vỗ tay, được, Hồ gia chủ, yêu cầu thứ nhất đã hoàn thành, tiếp theo là yêu cầu thứ hai. Tôi chỉ cho mọi người 3 ngày, hy vọng trong vòng 3 ngày, tất cả người nhà họ Hồ đều có thể xuất hiện cùng nhau ở bệnh viện số 1 thành phố Giang. Thiếu một người thì nhà họ Hồ sẽ lập tức diệt vong. Nói xong, anh xoay người rời đi. 3 người Lãnh Nhan, Hồng Phật, La Chi Viễn cùng rời theo sau. Chỉ để lại một mình Hồ Cương mất hết sức lực ngồi phịch xuống ghế, trên mặt đầy vẻ tang thương, như thể trong nháy mắt đã già thêm 10 mấy tuổi. Nhóm người Vương Nhất đã đi rất lâu rồi, nhà họ Hồ vẫn vô cùng yên tĩnh. Người nhà họ Hồ đều cực kỳ tức giận, biết bao nhiêu năm qua, nhà họ Hồ vẫn luôn đứng đầu ở Giang Thành, đã bao giờ gặp phải chuyện thế này đâu. Một khi thật sự nghe theo lời Vương Nhất quỳ xuống trước mặt Hồ Hoàng Việt, thì không phải toàn bộ nhà họ Hồ đều mất hết mặt mũi sao? Ông nội, chẳng lẽ chúng ta phải thật sự phải quỳ xuống xin lỗi đổ bỏ đi đó à? Một người trung niên nhìn về phía Hồ Cương, tỏ vẻ vô cùng tức giận. Hồ Cương cười nhạt, sao có thể chứ? Đưa Hồ Minh Chính ra đã là nể mặt cậu ta lắm rồi, bảo toàn bộ nhà họ Hồ quỳ xuống xin lỗi cậu ta, sau này nhà họ Hồ ta còn có thể đứng vững ở Giang Thành sao? Vì quá tức giận, Hồ Cương đập mạnh tay lên thành ghế, sắc mặt xanh mét. Những người khác nghe thấy lời đảm bảo của gia chủ thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại hỏi, vậy chúng ta phải làm sao đây? Nếu Vương Nhất đó không chịu bỏ qua, vậy thì đừng trách chúng ta vô tình, không cần phải để ý đến cậu ta, âm thầm điều tra ra người có liên quan đến cậu ta đi. Nơi này là Giang Thành, nhà họ Hồ của chúng ta chính là ông trời ở đây. Trên khuôn mặt già nua của Hồ Cương tràn đầy sự tàn nhẫn. Ngoài ra, Bảo Kính Thư và Kính Trúc từ nước ngoài trở về, bọn họ phát triển ở bên ngoài lâu như thế, cũng nên dốc sức vì gia tộc rồi. Dường như nhớ ra điều gì, trong mắt Hồ Cương có ánh sáng lóe lên. Tất cả người nhà họ Hồ đều tỏ vẻ khiếp sợ, vâng, gia chủ. Có thể nhìn ra sự xuất hiện của Vương Nhất vẫn khiến gia chủ cảm nhận được chút áp lực. Dù nhà họ Hồ cố hết sức phong tỏa tin tức, nhưng nhà họ Hạ và nhà họ Lục ở Giang Thành vẫn nghe được phong phanh. Toàn bộ 2 gia tộc lớn đều tỏ vẻ khiếp sợ. Vì bọn họ cũng không xa lạ gì với cái tên Vương Nhất này. Nhà họ Văn giàu có ở Giang Thành giống như bọn họ chính là bị người trẻ tuổi này tiêu diệt. Thủ đoạn và năng lực mà anh thể hiện ra trên hôn lễ khi đó, khiến cả nhà họ Hạ và nhà họ Lục đều thấy sợ hãi. Không ngờ còn chưa bao lâu đã ra tay với nhà họ Hồ rồi. Cùng lúc đó, bệnh viện hạng A dưới trướng nhà họ Hạ. Một ông lão mặc đồ thời đường vóc người cao lớn đang ngắm nhìn ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ bằng ánh mắt sâu thẳm, người này chính là chủ nhà họ Hạ, Hạ Lãm. Sau lưng ông ta là một thanh niên anh tuấn tao nhã,
cháu trai của ông ta, Hạ Khiêm. Sắc mặt hai ông cháu đều rất nặng nề. Sau một hồi im lặng, Hạ Lãm chợt nói, nếu người này dám ra tay với nhà họ Hồ thì chứng tỏ cậu ta hoàn toàn không coi bốn gia tộc ở Giang Thành ra gì, nhà họ Hạ ta có thể không dính dáng đến cậu ta thì tốt nhất là không dính dáng vào. Bây giờ cứ quan sát đi, xem thử người này thật sự có thực lực không, hay chỉ là bên ngoài nạm ngọc bên trong thối nát. Vâng thưa ông nội. Hạ Khiêm đáp một tiếng, sau đó lặng lẽ bước xuống cầu thang. Lúc này, đèn phòng phẫu thuật trở thành màu xanh, một bác sĩ chủ trị mặc áo blau trắng bước ra. Gia chủ Hạ, bệnh tình của cháu gái ông đã được kiểm soát, nhưng rất khó đảm bảo sẽ tái phát vào lúc nào. Hạ Lãm lập tức nở nụ cười, cảm ơn. Bên phía nhà họ Lục cũng giữ trạng thái quan sát. Vương Nhất cũng không biết vì đến nhà họ Hồ một chuyến mà khiến toàn bộ Giang Thành sôi trào. Lúc này, anh đã về đến phòng bệnh. Anh Vương Nhất, anh rể, Tô Thắm và Lý Tuyết Nhi lập tức kích động đứng lên nghênh đón. Vương Nhất lập tức ra hiệu đừng lên tiếng, nhỏ giọng nói, ông ấy cần nghỉ ngơi, yên tĩnh lại. Lúc này Lý Tuyết Nhi mới nhỏ giọng lại, nói tình hình ở bệnh viện cho Vương Nhất. Cô Khương đã đi rồi, trước khi đi có kê một toa thuốc, chỉ cần làm theo toa thuốc, chú Hồ sẽ có thể tỉnh lại. Vương Nhất gật đầu, sau đó nhìn vành mắt thâm quầng và vẻ tiều tụy trên mặt hai cô gái, ánh mắt anh trở nên dịu dàng, hai người đã trông chừng suốt một ngày một đêm rồi, đi nghỉ ngơi đi. Tô Thắm vừa định từ chối thì Vương Nhất đã nói tiếp, đi nghỉ ngơi một lát cho có tinh thần, sau đó lại đến trông ba của em. Hai mắt Tô Thắm đỏ bừng. Cuối cùng cô ta cũng không từ chối nữa. Cô ta cúi người 90 độ với Vương Nhất, anh Vương Nhất, cảm ơn anh. Cảm ơn anh làm gì, đây là việc anh phải làm mà. Vương Nhất lập tức đỡ cô ta dậy. Đợi khi hai cô gái đi vào phòng nghỉ ngơi riêng, sắc mặt Vương Nhất mới trở nên lạnh lùng, anh ra lệnh cho La Chí Viễn ở sau lưng, có thể bắt đầu chuẩn bị rồi, trong vòng 3 ngày, khiến kinh tế của toàn bộ nhà họ Hồ bị tê liệt, nợ nần chồng chất. La Chí Viễn cũng nheo mắt lại, chẳng lẽ ông chủ cảm thấy nhà họ Hồ sẽ không đến nhận lỗi ư? Tôi đã kết thành mối thù không đội trời chung với bọn họ rồi, hơn nữa với gia quỷ bệnh hoạn của nhà họ Hồ, sao bọn họ có thể cam tâm tình nguyện cảm ơn được? Ánh mắt Vương Nhất rất lạnh lẽo, chỉ khi khiến bọn họ thấy sợ, bọn họ mới có thể nhận rõ thực tế thôi. Ông già đó đúng là to gan. La Chí Viễn cũng cười châm chọc, nếu đã thế, tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị. Tặng một món quà lớn cho nhà họ Hồ. Chuyện này cũng khiến Vương Nhất nhận ra một sự thật. Sức uy hiếp của anh chỉ giới hạn ở Thiên An, những thế lực khác bên ngoài hoàn toàn không thấy sợ. Như vậy xem ra hạng mục xây thành của tập đoàn Lệ Tinh muốn phát triển đến Giang Thành, e rằng các thế lực ở Giang Thành sẽ không dễ dàng đồng ý. Nhưng khắp thiên hạ, chẳng chỗ nào không phải lãnh thổ của vua, trong tứ hải, dân chúng khắp nơi chẳng ai không phải bề tôi của vua, Vương Nhất cũng không lo lắng. Cậu Vương. Đúng lúc này, sau lưng có một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Vương Nhất cũng cảm thấy giọng nói này khá quen tai, anh quay đầu nhìn thấy, một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồng phục y tá đang mừng rỡ nhìn anh. Bà là, bà Văn. Trên mặt Vương Nhất lập tức xuất hiện ý cười. Người này không phải ai khác mà chính là bà chủ trước đây của nhà họ Văn, Văn Bội Cầm. Sau khi nhà họ Văn bị tiêu diệt, bà ta cũng trở lại làm một người tự do. Cũng nhận Lý Mộng Đình làm con nuôi. Có điều Vương Nhất không hiểu được tại sao Văn Bội Cầm lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn mặc đồng phục y tá. Cậu Vương, là thế này. Văn Bội Cầm cũng hiểu sự nghi ngờ của Vương Nhất, mỉm cười nói, sau khi Văn Nam Thành chết, dựa theo quyền thừa kế, tất cả của cải đều thuộc về tôi, nhưng tôi không muốn tiếp nhận tài sản của nhà họ Văn, cho nên đều quyên góp cả, bây giờ tôi là y tá trưởng của đây. Thì ra là thế. Vương Nhất hiểu ra, sau đó nói với Văn Bội Cầm một vài tình huống gần đây của Lý Mộng Đình. Vậy bạn của tôi đều phải nhờ vào bà rồi. Vương Nhất cười nói. Văn Bội Cầm vui vẻ đồng ý, mỗi ngày đều đúng giờ kiểm tra cho Hồ Hoàng Việt. Khoảng thời gian tiếp theo, ba người Vương Nhất, Tô Thắm, Lý Tuyết Nhi thay phiên nhau gác đêm, bác Trương cũng biết Hồ Hoàng Việt không sao, trong lòng cũng thấy yên tâm. Bên phía nhà họ Hồ có động tĩnh gì không? Vương Nhất đứng trước cửa sổ sát đất của bệnh viện, đột nhiên hỏi. La Chí Viễn đứng phía sau cung kính nói, mọi việc đều giống như suy đoán của ông chủ, không có động tĩnh gì, cũng không có thành viên nào đến xin lỗi. Xem ra bọn họ không định đến xin lỗi.
Vương Nhất lạnh lùng vung tay, vậy thì ra tay đi, chặn ngang toàn bộ mạch máu kinh tế của nhà họ Hồ, tôi muốn để bọn họ lang thang đầu đường xó chợ. Vâng. La Chí Viễn đáp lại một tiếng, sau đó đi thực hiện. Khoảng một tiếng sau, La Chí Viễn gọi điện thoại đến. Ông chủ, đã sắp xếp xong rồi, tất cả xí nghiệp tập đoàn hợp tác với nhà họ Hồ, chỉ cần một câu nói của cậu sẽ lập tức dừng quan hệ hợp tác với nhà họ Hồ. Còn về ngân hàng cũng sẽ yêu cầu nhà họ Hồ lập tức trả lại khoản tiền vay cách xù mấy năm trước, nếu không sẽ kiện bọn họ ra tòa. Bây giờ sinh tử của nhà họ Hồ đang nằm trong tay cậu. La Chí Viễn liên tục báo cáo mấy việc, Vương Nhất cũng gật đầu nói, làm tốt lắm, nhưng không cần ra tay ngay, đợi thêm một ngày nữa. Hy vọng ông lão kia có thể nhận rõ hiện thực, nhanh chóng đến đây quỳ xuống xin lỗi. La Chí Viễn biết thời hạn 3 ngày chỉ mới trôi qua 1 ngày rưỡi, vẫn chưa đến lúc ra tay. Chỉ cần đến tối ngày mai mà vẫn không thấy người nhà họ Hồ đến, thì đó sẽ thật sự là ngày tận thế của nhà họ Hồ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chẳng mấy chốc thời hạn 3 ngày đã sắp đến. Nắng chiều rọi xuống, ánh mặt trời lặn xuống mang một màu đỏ như máu. Lúc này vẫn không thấy thành viên nào của nhà họ Hồ đến xin lỗi, Hồ Hoàng Việt cũng chưa tỉnh lại. Tô Thắm vẫn luôn nắm chặt tay Hồ Hoàng Việt, thỉnh thoảng nghĩ đến việc đau lòng sẽ liên tục rơi nước mắt. Vương Nhất nhìn thấy hết, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng. Đúng lúc này, anh nhận được một số điện thoại lạ. Vương Nhất đi ra khỏi phòng bệnh, nghe máy, ai vậy? Xin lỗi. Trong điện thoại vang lên tiếng cười lạnh lùng của Hồ Cương, gần đây nhà họ Hồ chúng tôi hơi bận, e rằng không thể đến bệnh viện được. Nghe thấy câu này, ánh mắt Vương Nhất lập tức trở nên lạnh lẽo, giọng nói cũng vô cùng lạnh lùng, nói thế nghĩa là gia chủ Hồ không định dẫn người đến đập dầu xin lỗi đúng không? Vương Nhất, cậu đừng có quá đáng. Giọng nói của Hồ Cương trong điện thoại trở nên cao lên, dù gì nhà họ Hồ tôi cũng là nhà giàu có đứng đầu Giang Thành, quỳ xuống đã là sỉ nhục rồi, càng không nói đến việc quỳ xuống với một đồ bỏ đi bị đuổi khỏi nhà 20 năm trước, cậu làm thế là giết người còn chu tâm. Vương Nhất cũng không nhiều lời với ông ta, nếu đã thế thì hy vọng ông đừng hối hận. Nói xong thì cúp máy, cũng gọi La Chí Viễn đến, ra tay đi. Vâng, thấy sắc mặt của ông chủ, La Chí Viễn lập tức biết chuyện gì xảy ra. Sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại. Cùng lúc đó, nhà họ Hồ. Hồ Cương đặt điện thoại xuống, nở nụ cười châm chọc, còn muốn toàn bộ nhà họ Hồ tôi quỳ xuống nói xin lỗi, người có thể khiến người nhà họ Hồ tôi xin lỗi vẫn còn chưa ra đời đâu. Sau đó, ông ta đi tới trước bàn uống trà cạnh sofa, cầm một phần báo cáo lên lật xem. Trên mỗi một tài liệu có dán hình của một người, lần lượt là Văn Bội Cầm, Lý Mộng Đình, Lý Tuyết Nhi, Tô Thắm, Hồ Hoàng Việt. Nhìn những tin tức này, nụ cười châm chọc trên mặt Hồ Cương càng rõ ràng hơn, không ngờ ở Giang Thành lại có nhiều người có quan hệ với cậu ta như thế. Khiến ông ta bất ngờ nhất chính là Văn Bội Cầm, bà chủ nhà họ Văn đã bị tiêu diệt, còn Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm thì muốn đến Giang Thành làm việc. Vào lúc ông ta muốn ra lệnh bắt bọn họ đến thì cửa đột nhiên bị tông mở. Gia chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Một quản gia hoảng hốt chạy vào. Hồ Cương tỏ vẻ không vui mắng, luống cuống hoảng hốt còn ra thể thống gì. Nói đi, có chuyện gì? Gia chủ, vừa nhận được tin tất cả xí nghiệp tập đoàn hợp tác với chúng ta tựa như là có hẹn trước, đồng loạt hủy hợp đồng với chúng ta. Cái gì? Trên nét mặt vốn tràn đầy tức giận của Hồ Cương lập tức trở thành ngạc nhiên, ông ta nắm lấy cổ áo của quản gia, nổi giận, tại sao đột nhiên muốn hủy hợp đồng với chúng ta? Tôi cũng không biết. Lý do là chúng ta không uy tín. Quản gia đã sợ ngây người, run cầm cập nói tiếp, hơn nữa, sổ sách tài vụ của công ty cũng xảy ra vấn đề, bị điều tra là trốn thuế, mấy công ty đã bị niêm phong kiểm tra, tiền trong tài khoản cũng bị đóng băng, tất cả quản lý cấp cao của tập đoàn cũng bị bắt về quy án. Dầm! Những lời này như hút sạch sức lực cả người Hồ Cương, ông ta ngã phịch xuống sofa, che tim, há to miệng hít thở. Một lúc sau ông ta mới lấy lại tinh thần, thở hổn hển hỏi, phải đóng bao nhiêu tiền thuế? Quản gia ấp úng một hồi mới lắp ba lắp bắp nói ra một con số. 6.000 tỷ. Nghe thấy mấy chữ này, Hồ Cương lập tức lăn xuống khỏi sofa, người cũng run rẩy dữ dội hơn. Tiền thuế 6.000 tỷ, ở tình huống bình thường, nhà họ Hồ thật sự có thể trả nổi,
nhưng vấn đề là bây giờ tài khoản của tất cả công ty dưới trướng đều đã bị đóng băng, giá trị cổ phiếu cũng bốc hơi với mức độ lớn, đi đâu tìm ra 6.000 tỷ đây? Toi rồi, nhà họ Hồ xong đời rồi. Rốt cuộc là ai đang hãm hại nhà họ Hồ chúng ta? Hồ Cương cắn răng nghiến lợi, cơn giận công tâm, trước mắt tối sầm rồi ngất đi. Gia chủ, ông chủ, mau gọi bác sĩ. Toàn bộ nhà họ Hồ trở nên hỗn loạn. Đợi khi Hồ Cương tỉnh lại, ông ta phát hiện mình không có ở nhà họ Hồ, xung quanh có mấy người mặc vest mang giày da, nét mặt lạnh lùng. Đây là đâu? Hồ Cương ngồi dậy, lúc lấy lại tinh thần mới biết đây là ngân hàng. Tất cả người nhà họ Hồ đều đang mặt mày chán nản ngồi ở một góc, xung quanh đứng đầy cảnh vệ, những cảnh vệ này đang lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Gia chủ, chúng ta bị ngân hàng tạm giữ. Lý do là không thể trả hết tiền vay. Nét mặt các dòng chính của nhà họ Hồ vô cùng u ám, người cũng không ngừng run rẩy. Không thể trả hết tiền vay. Hồ Cương cũng ngơ ngác, đây rốt cuộc là chuyện gì mà có liên quan đến ngân hàng thế này? Ông Hồ Cương, 5 năm trước ông từng mượn ngân hàng chúng tôi 15.000 tỷ, hôm nay điều tra được tài khoản của nhà họ Hồ các ông không sạch sẽ, chúng tôi có quyền thu hồi tiền vay trước thời hạn. Người đàn ông mặc vest lạnh lùng nói. Nghe thấy lời này. Trái tim Hồ Cương như bị nắm lấy, đập mạnh một cái. Sắc mặt ông ta tái mét, ông ta lo lắng nói, chủ tịch ngân hàng, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó, nhà họ Hồ tôi luôn yên phận, sao tài sản có thể không sạch sẽ được. Ông ta thừa nhận việc trốn thuế, nhưng có căn cứ gì nói tài sản của ông ta không sạch sẽ. Người đàn ông cười khẩy, ông cảm thấy tôi sẽ tin lời ông nói à. Mau trả tiền vay đi. Hồ Cương đỏ mặt, siết chặt tay. Đây là sự thật. Thật hay giả thì liên quan gì? Người đàn ông tiến đến gần hai bước, nói với âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy, nghĩ kỹ xem ông có đắc tội với nhân vật lớn không nên đắc tội nào không. Sắc mặt Hồ Cương cũng thoáng chốc trở nên nặng nề. Ông ta hoàn toàn tin tưởng phía sau có người muốn trừng trị nhà họ Hồ. Có điều ở Giang Thành này rốt cuộc có ai có năng lực lớn đến thế chứ? Hồ Cương nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ ra. Trong đầu đột nhiên xuất hiện hình dáng của một người đàn ông. Ông ta lập tức run rẩy, chẳng lẽ là cậu ta? Người đàn ông lạnh lùng kia chợt cười khẩy, không có tiền thì thế chấp đồ đạc, tất cả bất động sản của nhà họ Hồ đều sẽ bị sung vào công quỹ. Cút đi! Tất cả người nhà họ Hồ đều bị đuổi khỏi ngân hàng. Một tia chớp chói mắt lóe lên, bầu trời bắt đầu mưa như chút nước. Người nhà họ Hồ lập tức bị mưa xối ướt. Bọn họ cứ thế ngơ ngác nhìn màn mưa dày đặc, Hồ Cương đột nhiên hét to, ông trời đẩy nhà họ Hồ chúng ta đến con đường chết. Reng reng. Đúng lúc này, điện thoại reo lên, bên trong là giọng nói giễu cợt của Vương Nhất. Gia chủ Hồ, ông khỏe chứ? Vương Nhất, thật sự là cậu. Hốc mắt Hồ Cương lập tức hằn đỏ, ông ta vô cùng tức giận. Giọng nói của Vương Nhất thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, có phải tôi hay không còn có ý nghĩa gì sao? Còn nửa tiếng nữa sẽ hết thời hạn 3 ngày, một khi đến giờ, nhà họ Hồ, tử hình. Nói xong, Vương Nhất cúp máy. Hồ Cương đứng trong mưa một lúc lâu, nét mặt đờ đẫn, mãi không nói nên lời. Gia chủ, nhà họ Hồ chúng ta trở thành thế này đều là do cậu ta gây ra sao? Những người khác của nhà họ Hồ cũng nghe thấy những lời Vương Nhất nói, sắc mặt lập tức tái mét như tờ giấy. Thật ra vào lúc Vương Nhất nói ra quá trình trở nên giàu có của nhà họ Hồ, bọn họ đã có một dự cảm là Vương Nhất thật sự có thể tiêu diệt nhà họ Hồ rồi. Nhưng Hồ Cương vẫn không chịu tin tưởng, cố chấp nói, không thể là cậu ta được, chắc chắn là sau lưng cậu ta có một nhân vật lớn nào đó làm chỗ dựa. Trong mắt ông ta tràn đầy sự độc ác, không muốn thừa nhận sự thật này. Ông ta đã điều tra về Vương Nhất, ngoài một người vợ có tiền thì không còn gì khác nữa. Người như thế sao có thể lật đổ nhà họ Hồ được? Gia chủ, bây giờ chúng ta đã lưu lạc ngoài đường rồi, phải làm sao đây? Một tiểu bối lau đi nước mưa trên mặt, dùng mình hỏi. Hồ Cương đứng thẳng người, nghiêm túc nói, người nhà họ Hồ chúng ta thà chết vinh còn hơn sống nhục. Nghe thấy sự khí phách trong lời nói này, sắc mặt những người khác của nhà họ Hồ cũng đều trở nên cứng rắn. Đúng, gia chủ nói không sai. Chúng ta có sóng to gió lớn gì mà chưa từng thấy đâu, nhất định phải quỳ xuống xin lỗi à? Có sự dẫn dắt của gia chủ, chắc chắn nhà họ Hồ có thể huy hoàng trở lại. Hồ Cương vui vẻ gật đầu, nhưng chợt cảm thấy lạnh lẽo.
eo của tôi. Sau đó, ông ta rên lên một tiếng, đỡ eo, nét mặt vô cùng đau đớn. Vẻ cứng rắn trên mặt người nhà họ Hồ đều biến mất, thay vào đó là nụ cười ngượng ngùng. Gia chủ, hay là chúng ta đi xem sao? Chỉ còn 20 phút nữa thôi. Hồ Cương đỡ eo, ra vẻ đấu tranh, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Được, năm đó Hàn Tín cũng phải bò qua chân người khác, nhà họ Hồ chúng ta có gì mà không chịu được chứ? Gia chủ anh Minh, chỉ lần này thôi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đi nói xin lỗi thôi. Chỉ mới một phút trôi qua, người nhà họ Hồ khi nãy còn rất khí phách đều đã đổi ý. Sự thật chứng minh có nhiều lúc khí phách cũng không có tác dụng mấy, còn vô dụng hơn việc trong tay cầm hai cái màn thầu. Bọn họ bắt một chiếc taxi, cũng may bệnh viện số 1 không cách xa chỗ bọn họ lắm, có thể đến nơi trong vòng 20 phút. Ông chủ, bọn họ đến rồi. La Chí Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ, cười khẩy. Ừm, trên mặt Vương Nhất lại không hề có ý cười, vô cùng lạnh nhạt. Tô Thắm và Lý Tuyết Nhi đang trông chừng bên cạnh Hồ Hoàng Việt, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Sau đó một tiếng rầm vang lên, cửa phòng bệnh bị đẩy mở, Hồ Cương dẫn tất cả người nhà họ Hồ xông vào. Tô Thắm và Lý Tuyết Nhi sợ hết hồn, theo bản năng đứng dậy, các người là ai, sao lại xông vào đây? Nhưng Vương Nhất lại vung tay, ra hiệu bọn họ không phải sợ. Sau đó, anh nhìn về phía Hồ Cương đang mang nét mặt vô cùng khó coi, giễu cợt, gia chủ Hồ, chuyện gì thế này, bên ngoài trời mưa, ông không mua nổi một cái ô luôn à. Nét mặt Hồ Cương co quắp, nhưng ông ta vẫn không nổi giận, trầm giọng nói, Vương Nhất, cậu đừng có đắc ý, đợi nhà họ Hồ tôi ổn định lại, tôi chắc chắn sẽ khiến cậu chết không tử tế. Ông chắc chứ? Vương Nhất nhếch miệng cười khẩy, nhìn thoáng qua La Chí Viễn ở sau lưng. La Chí Viễn lập tức hiểu ý, tiến lên một bước, tiện tay ném một quyển sổ vào mặt Hồ Cương, xem thử đây là cái gì. Hồ Cương đang muốn nổi giận, ngay cả người này cũng dám ra tay với ông ta, nhưng ông ta chợt bị một ký hiệu quen mắt thu hút sự chú ý, lập tức cúi đầu. Trên sổ tay là ký hiệu chim ưng đỏ chói mắt. Mở ra xem, bên trong là giới thiệu của người phụ trách. Hồ Cương cảm thấy quen mắt. Ông ta ngẩng đầu nhìn lên, tỏ vẻ vô cùng sợ hãi, ông. Ông ta lắp ba lắp bắp, mất hết sức lực mới nói ra đủ câu, ông là người tổng phụ trách thương hội chim ưng đỏ. Nhà họ Hồ không gia nhập thương hội chim ưng đỏ, vì bọn họ cảm thấy không cần phải dựa vào lực lượng của thương hội. Nhưng đối diện với người tổng phụ trách thật sự, bọn họ vẫn cảm thấy bản thân rất nhỏ bé, thấp kém. Xem ra bài học dành cho nhà họ Hồ vẫn chưa đủ. La Chí Viễn cười nhạt, nếu đã thế, thì cứ để nhà họ Hồ thật sự biến mất khỏi Giang Thành vậy. Hồ Cương sợ đến mức ngã phịch xuống đất, người không ngừng run rẩy. Nhà họ Hồ không dám, nhà họ Hồ biết sai rồi. Sau khi La Chí Viễn để lộ thân phận, ông ta đã biết người đứng sau Vương Nhất là ai, không ngờ lại là người tổng phụ trách của thương hội chim ưng đỏ. Ông ta không chút do dự quỳ xuống, dập đầu với Vương Nhất, cậu Vương, cậu tha cho nhà họ Hồ lần này đi. Tôi thật sự biết lỗi rồi. Một câu biết lỗi rồi là xong à. Sắc mặt Vương Nhất vẫn rất lạnh lùng. Hồ Cương lập tức lấy lại tinh thần, quay đầu hét lên, tất cả mọi người, còn không mau quỳ xuống, dập đầu xin lỗi. Tất cả mọi người nghe thấy thế cũng không nhiều lời, lập tức quỳ xuống trước mặt Vương Nhất. Vương Nhất chỉ Hồ Hoàng Việt đang hôn mê, lạnh lùng nói, người các người phải quỳ lại không phải tôi, mà là ông ấy. Hồ Cương nghe vậy thì lập tức đổi hướng, quỳ xuống dập đầu với Hồ Hoàng Việt. Hoàng Việt, ông nội biết sai rồi, cho nên đến dập đầu xin lỗi cháu đây. Lúc dập đầu xuống đất, nét mặt Hồ Cương đều nhăn nhó. Những người khác cũng thế, trong mắt đầy vẻ oán hận, nhưng cũng không dám nói nửa câu, đều dập đầu theo ông ta. Cộp cộp cộp. Trong phòng bệnh, thậm chí toàn bộ hành lang đều là tiếng dập đầu nặng nề. Hồ Hoàng Việt vẫn nằm im trên giường bệnh không nhúc nhích. Hồ Cương thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may Hồ Hoàng Việt đang hôn mê, không biết mình đang dập đầu với nó, không tính là quá mất mặt. Dập đầu xong, ông ta đang muốn đứng dậy thì Vương Nhất đột nhiên búng ngón tay, một tiếng xé gió bay thẳng về phía khớp xương sau đầu gối của Hồ Cương. A! Ông ta lập tức hét lên một tiếng, vốn đang muốn đứng dậy lại phải quỳ xuống lần nữa. Ông ta quay đầu nhìn lại. Thì thấy khớp xương sau đầu gối bị kim đồng dùng trong chữa bệnh xuyên qua, đau đến mức trán ông ta đổ đầy mồ hôi.
Ông ta cố nhịn đau rút kim ra, tức giận nói, tôi đã dẫn người của nhà họ Hồ đến quỳ xuống xin lỗi cậu ta rồi, cậu còn muốn gì nữa? Ông cho rằng chỉ quỳ một lúc như thế là được à? Vương Nhất nở nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, ông quỳ đến khi ông ấy tỉnh lại mới thôi. Hồ Hoàng Việt không tỉnh lại một ngày, các người phải quỳ một ngày, ông ta không tỉnh lại một năm, các người phải quỳ một năm, quỳ đến chết mới thôi. Nghe thấy lời này, không chỉ tất cả người nhà họ Hồ thay đổi sắc mặt, mà Tô Thắm và Lý Tuyết Nhi cũng trợn mắt há mồm, che miệng kêu lên. Vương Nhất, cậu không cảm thấy như thế quá đáng lắm sao? Hồ Cương giận đến mức cả người không ngừng run rẩy, những người khác của nhà họ Hồ cũng trợn mắt lên. Không muốn quỳ à, được thôi. Vương Nhất cười khẩy, quay đầu nhìn về phía La Chí Viễn, tiếp tục chèn ép nhà họ Hồ, cho mỗi người một tội, ném hết vào tù. Nếu nhà họ Hồ thích hỉ thế hiếp người, vậy anh bèn dùng gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Đúng lúc này Hồ Hoàng Việt vẫn luôn hôn mê đột nhiên động đậy đầu ngón tay. Cử động rất nhỏ, nhưng vẫn bị một bề dưới nhà họ Hồ nhìn rõ, lập tức vui mừng kêu lên. Gia chủ mau nhìn đi, ngón tay của ông ta động đậy kìa. Ngay sau đó, mọi người nhìn theo tiếng nói, bao gồm đám người Vương Nhất, Tô Thắm và Lý Tuyết Nhi. Trên giường bệnh, ngón tay của Hồ Hoàng Việt vẫn tiếp tục động đậy. Hồ Cương mặt mày vui vẻ nói, tốt quá rồi, Hoàng Việt sắp tỉnh lại rồi. Sự kích động trong mắt ông ta, người không biết còn cho rằng là vui mừng vì Hồ Hoàng Việt sắp tỉnh lại. Nhưng thật ra Vương Nhất biết, ông ta đang vui vì không cần quỳ nữa. Trước đó, Vương Nhất đã nói, phải quỳ đến khi Hồ Hoàng Việt tỉnh lại mới thôi. Bây giờ, Hồ Hoàng Việt tỉnh rồi, họ không cần quỳ nữa. Thế nhưng, lúc này anh cũng không quan tâm đến những thứ này nữa. Chỉ cần người có thể tỉnh lại, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hồ Hoàng Việt. Một phút, hai phút, mười phút. Tròn mười phút qua đi, nhưng Hồ Hoàng Việt vẫn không tỉnh lại. Vương Nhất nhìn một lúc, đột nhiên ngồi trở lại chỗ cũ, lắc đầu, đừng đợi nữa, ngón tay ông ấy cử động, là phản xạ xương khớp. Lời này vừa nói ra, mọi người đều vô cùng thất vọng. Vì Hồ Hoàng Việt vẫn chưa tỉnh nên người nhà họ Hồ lại phải quỳ tiếp. Nhưng Tô Thắm đang lo lắng cho tình trạng của Hồ Hoàng Việt. Vương Nhất nhìn họ, nhớ lời tôi nói, trước khi Hồ Hoàng Việt tỉnh lại, không ai được phép đứng lên, nếu không tôi sẽ đánh gãy chân người đó. Nói xong, còn thật sự hỏi mượn Văn Bội cầm một cây gậy gỗ từ trong nhà kho bệnh viện, ném cho Lãnh Nhan. Cô và Hồng Phật thay nhau canh chừng, ai đứng lên thì đánh. Nếu mọi người đều không quỳ, nói với La Chí Viễn, để họ cũng nếm trải dư vị tan cửa nát nhà. Giọng điệu của Vương Nhất rất bình tĩnh, nhưng trong mắt người nhà họ Hồ lại giống như ma quỷ. Vương Nhất, hành động của cậu là giam giữ người khác, cậu không sợ tôi gọi người đến ư? Hồ Cương tái mặt, tức đến nỗi cả người run rẩy. Ông ta đã cảm thấy không ổn, tuổi cao, cũng gần 70, cộng thêm bệnh thấp khớp, quỳ đến tận bây giờ, đầu gối đã rất đau. Nhưng Vương Nhất lại cười châm biếm, được đó, ông gọi đi, tốt nhất là gọi người trong cục đến, xem thử ai bắt ai. Nói xong, Vương Nhất đi ra ngoài, gọi điện cho Khương Nhã Mi, nói chuyện Hồ Hoàng Việt đã có phản ứng ngón tay cho cô ta nghe. Hồ Cương im lặng không nói gì, vì một khi ông ta gọi người đến, Vương Nhất chắc chắn sẽ vạch trần những chuyện không muốn ai hay của nhà họ Hồ làm trước đây, đến lúc đó, người chết chính là bọn họ. Một bề dưới nhìn Hồ Cương cắn răng kiên trì, không nhịn được ngẩng đầu lên nói, anh bảo chúng tôi quỳ cũng được, vì chúng tôi còn trẻ, không sao cả, nhưng ông nội đã lớn tuổi, còn quỳ nữa thì sẽ mất mạng. Vương Nhất gọi điện xong, Khương Nhã Mi nói, đây là dấu hiệu sắp tỉnh, nghe vậy anh cũng yên tâm. Trở lại phòng, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, tuổi cao không phải là lý do để tránh bị trừng phạt. Bây giờ biết đau, biết xót, cũng đã muộn rồi. 20 năm trước, khi ông già này đuổi Hồ Hoàng Việt ra khỏi nhà họ Hồ, còn giết vợ sắp cưới của ông ấy, nhưng có người nào đứng ra nói đỡ một câu cho ông ấy không? Khi ông già này dung túng cho cháu ngoại, mưu đồ đâm chết Hồ Hoàng Việt, có bao giờ từng nghĩ đến một cô gái vô tội suýt mất ba mình lần nữa không? Giọng anh không nặng, nhưng từng chữ lại như nhát dao đâm vào tim mọi người. Ngay sau đó, Tô Thắm đỏ ửng hai mắt, nước mắt lăn dài. Nhìn Tô Thắm đứng cạnh, rơi nước mắt nhưng không phát ra tiếng, trái tim Hồ Cương khẽ run lên, ông ta lẩm bẩm,
lẽ nào cô gái nhỏ này chính là con gái của nó? Đúng vậy. Vương Nhất bình tĩnh, cô ấy chính là con gái của Hồ Hoàng Việt. Sau đó, lại nhìn sang Tô Thắm, trầm giọng nói, Tô Thắm, họ là gia tộc mà ba em vốn thuộc về, chính họ hại em mất mẹ, rồi lại suýt mất cả ba. Bây giờ, phải chuộc tội cho em và Hồ Hoàng Việt. Vẻ mặt anh u ám, thật ra, đi đến bước này, đây không phải là điều anh muốn. Bởi vì, thù hận cần dùng chính thù hận để kết thúc thì bao giờ mới giải quyết được ân oán. Báo thù chỉ khiến lương tâm của mình cảm thấy an ủi mà thôi. Nhưng người đã mất, sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. Quả nhiên, Vương Nhất đã vạch trần thân thế của Tô Thắm, hai mắt cô ta lập tức đỏ ửng. Cô ta nhìn một lượt mọi người nhà họ Hồ, nhìn rất kỹ, giống như muốn ghi nhớ hết mắt của họ vậy. Nhưng đối mặt với ánh mắt của Tô Thắm, mọi người trong nhà họ Hồ lại rất chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt cô ta. Thu tầm mắt lại, lúc này Tô Thắm mới nói câu đầu tiên. Vì sao các người lại làm như vậy? Giọng Tô Thắm rất nhẹ, không hề trách móc, chỉ vô cùng đau lòng. Một vài người nhà họ Hồ nghe vậy, trái tim khẽ run lên, con ngươi mở to. Không biết vì sao, khi nghe thấy câu này của Tô Thắm, họ đều có cảm giác rất đặc biệt. Có lẽ, 20 năm trước, nhà họ Hồ đã làm sai thật rồi. Các người đều là cô dì, chú bác, ông nội, bà nội của tôi, không phải sao? Tô Thắm nhìn mọi người, khẽ nói, nếu đã như vậy, một nhà họ Hồ lớn như thế, vì sao lại không tha cho ba mẹ tôi chứ? Cả hiện trường im lặng, không ai trả lời câu hỏi của Tô Thắm, cũng không trả lời nổi. Đây là một gia tộc ham vinh hoa phú quý, cho dù đôi khi có người biết là sai, nhưng cũng không có cách nào thay đổi được. Con người chính là một loài sinh vật có năng lực thích ứng rất mạnh, khiến mình trở nên giống với người bên cạnh, đó là bản năng của họ. Tô Thắm ngồi lại chỗ cũ, nắm chặt tay Hồ Hoàng Việt, lắc đầu nói, tôi không cần các người đền tội, tôi cũng không báo thù, tôi chỉ muốn ba mình khỏe lại thôi. Vương Nhất nhìn thấy hết, đáy lòng lại hơi xót xa. Thế giới này, vẫn còn tồn tại rất nhiều kẻ tiểu nhân bị ổi. Nếu là Tô Thắm trước đây, cho dù biết thân thế của mình thì có thể làm được gì chứ? Không báo được thù, cô ta chỉ có thể nghiến răng nuốt xuống bụng, chịu nhục, chật vật tiến về phía trước. Quỳ xuống cho tôi, quỳ đến khi Tô Thắm tha thứ cho các người mới thôi. Vương Nhất lại đổi giọng, nhưng lần này, không ai phản đối. Từng giây từng phút trôi qua, tia sáng bên ngoài cửa sổ lúc tối, lúc sáng. Y tá bác sĩ trước của cũng hết tốp này tới tốp khác đến. Từ kinh ngạc, chỉ trỏ lúc đầu, về sau đã biến thành im lặng. Ai cũng biết, đây là đang sám hối, chuộc tội. Nhà họ Hồ cũng không ai đứng dậy, từ đầu đến cuối đều quỳ trước mặt Hồ Hoàng Việt. Cho dù đầu gối đau nhức, cho dù quỳ đến nỗi ngất xỉu, cũng không ai dám đứng lên. Tô Thắm cũng không nói thêm câu gì nữa, chỉ im lặng canh chừng bên cạnh. Khi đối mặt với thù hận tuyệt đối, mọi tiêu chuẩn đạo đức, bao gồm cả lý trí cũng trở nên lu mờ. Người có thể chiến thắng hận thù, mới là người thật sự được thế giới này che chở. Ít nhất ở điểm này, Vương Nhất không bằng Tô Thắm. Anh không cách nào buông bỏ hận thù, cũng không thể vứt bỏ quá khứ, lãng quên đêm mưa bão, sấm chớp 3 năm trước. Thế nhưng, anh tin chắc, cho dù vùi mình trong bóng đêm, chỉ cần trái tim luôn hướng về ánh sáng, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp hơn. Cuối cùng, sau khi cả nhà họ Hồ quỳ đến tận khi trời sáng, Hồ Hoàng Việt cũng tỉnh lại. Ba, Tô Thắm lau sạch nước mắt, mừng phát khóc, ôm chặt ông ta. Nhìn thấy cảnh này, cả nhà họ Hồ đều rơi vào im lặng, vì họ đứng cạnh Hồ Hoàng Việt và Tô Thắm, nhìn thấy thứ trước nay họ chưa từng trải qua. Có lẽ, đã từng, nhưng đều bị họ ngó lơ. Đó là tình thân. Hồ Hoàng Việt tỉnh lại. Thứ đầu tiên nhìn thấy là gương mặt đỏ ửng của Tô Thắm, sau đó là Vương Nhất, La Chí Viễn, Lý Tuyết Nhi. Nghe thấy tiếng của Tô Thắm, Hồ Hoàng Việt lập tức ngây người, cháu vừa gọi tôi là gì? Ba. Cuối cùng, sau một ngày một đêm, trên mặt Tô Thắm cũng lộ ra nụ cười, gọi liên tiếp mấy tiếng, ba, ba, ba. Hồ Hoàng Việt trợn trừng mắt, quay lại nhìn Vương Nhất, ngài Vương, đây là... Cô ấy đã biết hết rồi, bao gồm cả thân thế của mình. Vương Nhất cũng lộ ra nụ cười. Hồ Hoàng Việt thử ra một lúc lâu, nhìn Tô Thắm trước mắt, cuối cùng ôm chặt cô ta vào lòng, nước mắt cũng lăn dài. Thắm, là ba có lỗi với con.
Tô Thắm lắc đầu, không sao đâu ba, đều đã qua rồi. Vương Nhất cũng nhìn sang, lúc này Hồ Hoàng Việt mới buông Tô Thắm ra, nhìn về phía trước. Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự nhìn thấy, trái tim của ông ta vẫn thắt lại. Tất cả nhà họ Hồ đang quỳ ngay ngắn trước mặt ông ta. Ba. Ngay khi nhìn thấy Hồ Cương, Hồ Hoàng Việt không nhịn được buộc miệng nói. Nghe thấy tiếng gọi này, Hồ Cương cũng run rẩy cả người, sau đó, ánh mắt trở nên độc ác, lạnh mặt, nói, đừng gọi tôi là ba, tôi không có đứa con trai như anh. Sắc mặt Hồ Hoàng Việt lập tức thay đổi, vẫn chưa hoàn hồn bởi chấn động trước mắt. Hồ Cương nói tiếp, đừng cho rằng, lần này tôi quỳ trước mặt anh, thì tôi sẽ cúi đầu, hoặc thấy mình sai. Nhưng tôi mãi mãi không hối hận về việc đã đuổi anh khỏi gia tộc. Vương Nhất lạnh lùng nhìn ông ta. Trong lúc anh định lên tiếng, Hồ Hoàng Việt lại nhếch miệng cười, vẻ mặt rất thản nhiên. Tôi biết chứ, trước đây khi chưa tìm được con gái, tôi thật sự hận thấu xương ông và cả nhà họ Hồ. Nhưng bây giờ, tôi đã tìm được con gái rồi, nhà họ Hồ các người đối với tôi mà nói, đã không còn quan trọng. Ông ta nhìn Hồ Cương, phát ra tiếng cười từ trong lòng, cho nên... Tôi phải cảm ơn ông, đã đuổi tôi ra khỏi nhà họ Hồ, tôi mới có thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà các người, bao gồm cả tai nạn xe lần này, tôi cũng không truy cứu nữa. Nói xong, còn mỉm cười với Tô Thắm cũng rất ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Sự lạnh lùng trên mặt Vương Nhất cũng biết mất, bởi anh biết, đây là lời nói thật lòng của Hồ Hoàng Việt. Nhưng khi rơi vào tai Hồ Cương, lại thành một ý nghĩa khác. Anh u ám nhìn Hồ Cương. Chẳng lẽ trong mắt ông, con gái còn không quan trọng bằng trở lại gia tộc ư? Đương nhiên. Hồ Hoàng Việt không thèm nghĩ, trả lời luôn. Tốt, tốt lắm. Hồ Cương tức đến nỗi cả người run rẩy. Ban đầu, tôi còn nghĩ 20 năm trước mình đã làm sai, muốn gọi anh trở lại gia tộc. Bây giờ xem ra, vẫn là tôi tự mình đa tình. Hồ Hoàng Việt lắc đầu, thản nhiên nói, tôi không hợp ở chung, các người cũng không cần quỳ nữa. Chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì cả. Chỉ mong về sau các người để tâm một chút, đừng gây phiền phức cho ngài Vương nữa. Nếu không, ông trời cũng không cứu được đâu. Hồ Hoàng Việt liếc Vương Nhất, giọng điệu trở nên trịnh trọng hơn. Hồ Cương không đáp lại, chỉ lạnh lùng cười, Vương Nhất, bây giờ người cũng đã tỉnh rồi, có phải cậu nên thả chúng tôi đi rồi không? Hay còn muốn đùa bỡn cả nhà họ Hồ chúng tôi? Vương Nhất liếc nhìn Tô Thắm. Thấy cô gái nhỏ không hề căm hận, anh dứt khoát gật đầu, đi đi. Hừ. Hồ Cương nặng nề hừ một tiếng, sau đó dẫn người rời đi. Hồ Hoàng Việt thở dài, từ thái độ vừa rồi của ba mình là biết ông ta không để vào tai những lời mình nói. Loại chuyện này xảy ra thêm vài lần nữa, thì sẽ định sẵn là nhà họ Hồ tan cửa nát nhà. Nhưng ông ta và nhà họ Hồ đã không còn bất kỳ quan hệ gì, nên cũng không cần quan tâm những thứ này. Chỉ nói với Vương Nhất những lời từ đáy lòng, ngài Vương, ơn lớn không lời nào nói hết được. Sau này, nếu có chuyện cần tìm Hồ Hoàng Việt tôi, anh cứ nói. Vương Nhất cười lớn, có thật đó, Giang Thành cũng nằm trong kế hoạch của tôi, ông chính là người mở rộng thị trường đầu tiên. La Chí Viễn cũng vỗ vai Hồ Hoàng Việt, nói, Hoàng Việt, ông chủ rất coi trọng ông, tiền đồ của ông rộng mở rồi. Hội trưởng La thật khéo đùa. Hồ Hoàng Việt vội vàng nói. Vương Nhất gật đầu, mấy ngày nay, ông cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong bệnh viện, đợi sức khỏe ổn định rồi mới có thể làm việc. Cảm ơn ngài Vương. Hồ Hoàng Việt lại cảm ơn anh, ông ta hiểu rằng ngài Vương chắc hẳn đã rất hao công tốn sức vì chuyện của mình. Ông ta phải mở rộng thành công thị trường Giang Thành giúp Vương Nhất, như vậy mới có thể báo đáp ơn của anh. Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm vốn muốn thực tập ở Giang Thành nên đã ở lại đây luôn. Cùng lúc đó, ở nhà họ Hạ. Hạ Lãm đang múa bút vẩy mực, phác họa bức tranh đầy sống động về một cô gái trên trang giấy. Cô gái mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, mắt to linh hoạt, Hạ Lãm vô cùng yêu thích. Đúng lúc này, Hạ Khiêm xông vào phòng. Gia chủ, điều tra rõ ràng rồi. Cái tên Vương Nhất đó vốn chẳng có tài cán gì, nhưng chống lưng cho lại là người của thương hội chim ưng đỏ. Chuyện lần này chỉ là một lời cảnh cáo của nhân vật lớn kia dành cho nhà họ Hồ. Hạ Lãm nghe vậy, cũng bỏ cuộn tranh xuống, biểu cảm u ám, thông tin chính xác chưa? Rất chính xác. Hạ Khiêm nói, vợ của Vương Nhất là Lý Khinh Hồng. Hội trưởng La của thương hội chim ưng đỏ rất thích Lý Khinh Hồng. Vì thế,
ra lệnh cho cấp dưới chăm sóc chồng Lý Khinh Hồng cũng là lẽ đương nhiên. Thật sự như vậy ư? Tuy nhiên, Hạ Lãm cảm thấy không đơn giản như vậy, ông ta cân nhắc một lúc rồi nói, dù sao thì tối mai sẽ là buổi đấu giá thu hút sự chú ý của toàn bộ Giang Thành. Cháu có thể gửi cho Ngài Vương một vé vào cửa xem liệu anh ta có tham gia đấu giá hay không. Đến lúc đó, thân phận có tôn quý hay không là biết ngay. Anh ta chính là kẻ ở rể. Hạ Khiêm đang muốn nói gì đó, nhưng lại bị Hạ Lãm trừng mắt nhìn. Do đó, anh ta chỉ có thể cầm một tấm vé vào cửa lên, vội vã ra khỏi cửa. Còn Hạ Lãm lại tiếp tục tận hưởng bức tranh người đẹp mình vẽ. Lục Kiệu, anh lấy một tấm vé vào cửa buổi đấu giá đưa cho Vương Nhất, thăm dò thử xem sao. Cuộc trò chuyện như vậy cũng xảy ra ở nhà họ Lục. Đối với phản ứng của hai nhà Lục và Hạ, người trong cuộc là Vương Nhất vẫn chưa hay biết gì. Lúc này, anh đang định cùng Lãnh Nhan và Hồng Phật lái xe rời khỏi Giang Thành. Két! Đột nhiên, một chiếc xe nhà sang trọng lao từ bên trái đến, chặn trước mặt. Cẩn thận! Sắc mặt Lãnh Nhan lập tức thay đổi, đánh tay lái, xe lập tức chuyển hướng. Hồng Phật đang ngồi ở hàng ghế sau vui vẻ uống sữa chua lập tức run tay, sữa chua đổ hết lên quần áo. Ngay sau đó, cô ta mặt đầy tức giận, sao cô lại lái xe? Lãnh Nhan cười lạnh một tiếng, câu hỏi này, cô vẫn nên hỏi chiếc xe trước mặt thì hơn. Vương Nhất không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn về phía chiếc xe trước mặt. Cửa xe mở ra, một người đàn ông đầu đinh cao lớn đi xuống, sải bước đến trước mặt chiếc xe của Vương Nhất, gõ cửa sổ. Có chuyện gì à? Vương Nhất hạ cửa xe xuống, thản nhiên liếc nhìn anh ta. Người đàn ông đầu đinh mặt không cảm xúc ra lệnh, xuống xe, đi cùng tôi một chuyến, cậu chủ nhà tôi muốn gặp anh. Vương Nhất nhíu mày, lãnh đạm nói, muốn gặp tôi, bảo anh ta đích thân đến mời. Giọng điệu ngông cuồng, quả nhiên không coi đối phương ra gì. Vương Nhất vừa dứt lời, ánh mắt của Lãnh Nhan cũng lạnh xuống. Nhìn cách đối phương hung hăng xông đến chặn đường bọn họ là đủ để biết được đối phương không có ý tốt gì. Trên mặt Hồng Phật cũng tràn đầy tức giận, vì người đàn ông này mà sữa chua cô ta vẫn luôn nhớ thương bị đổ. Mà rõ ràng người đàn ông đầu cua cũng không ngờ đối phương lại ăn nói ngông cuồng như vậy, giọng điệu lập tức trở nên không tốt. Thật to gan, cậu có biết cậu chủ nhà tôi là ai không, lại cũng dám bảo cậu ấy đến mời cậu. Cùng lúc đó, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn ta chấn động ra ngoài. Sắc mặt Lãnh Nhan và Hồng Phật hơi thay đổi, từ luồng khí tức này có thể thấy được, đây là một cao thủ. Vương Nhất vẫn hờ hững liếc mắt nhìn hắn ta, căn bản không quan tâm đến, cậu chủ của anh là ai. Nhắc tới điều này, sắc mặt của người đàn ông đầu cua lập tức trở nên cung kính. Cậu chủ họ Hạ, tên Khiêm. Hạ Khiêm. Vương Nhất suy nghĩ một lát, sau đó nhớ ra. Anh ta đại diện nhà họ Hạ tham gia hôn lễ của nhà họ Văn. Sau này nhà họ Văn diệt vong, anh ta và đại diện nhà họ Lục là Lục Kiệu cùng nhau phân chia nhà họ Văn. Hóa ra là anh ta. Ánh mắt Vương Nhất tùy ý nhìn về phía chiếc AV sang trọng kia. Cửa sổ xe màu đen nên cũng không thấy được người ngồi bên trong. Người đàn ông đầu cua cho rằng báo tên họ cậu chủ nhà mình ra, chắc chắn Vương Nhất sẽ sợ bay màu, không ngờ Vương Nhất không những không sợ hãi. Trái lại còn cười nhạt một tiếng, nói với Lãnh Nhan, lái xe đi, không cần để ý đến. Cậu! Sắc mặt người đàn ông đầu cua lập tức thay đổi, lần nữa bước lên trước ngăn cản, cậu muốn chết. Vương Nhất từ tốn nói, toàn bộ Giang Thành còn chưa có người nào có thể bắt tôi đến tận nơi gặp mặt, hoặc là anh ta đến mời tôi, hoặc là tránh ra. Muốn ra tay, người của tôi không ngại cho các anh biết thế nào là lễ độ. Vừa dứt lời. Lãnh Nhan đã xuống xe đi đến trước mặt hắn ta, lộ vẻ lạnh nhạt nhìn hắn ta. Sắc mặt người đàn ông đầu cua hơi thay đổi, chẳng biết vì sao, trước mặt Lãnh Nhan, hắn ta lại không dám ra tay. Cậu chờ đó. Hắn ta hung ác trợn mắt lườm Vương Nhất một cái, sau đó rời đi. Không lâu sau lại dẫn một thanh niên phong độ đẹp trai đến, chính là Hạ Khiêm từng có duyên gặp mặt một lần. Vương Nhất đúng không? Nét mặt anh ta bình thản. Nhìn Vương Nhất nói, anh cũng kiêu căng lắm, còn chưa có người nào có thể khiến tôi tự mình xuống xe tiếp đón đâu. Vương Nhất mỉm cười, bây giờ có rồi. Nghe vậy, ánh mắt Hạ Khiêm càng thêm u ám, nhưng nghĩ đến gia chủ, cuối cùng vẫn không gây chuyện. Gặp anh cũng không có việc lớn gì, chỉ là muốn đưa cho anh một thứ.
Anh ta móc ra một tấm vé vào cửa tinh xảo trong ngực đưa đến trước mặt Vương Nhất, cầm lấy. Đây là cái gì? Vương Nhất nhận rồi xem xét, chỉ thấy trên tấm vé vào cửa không có thứ gì, chỉ đính một chiếc vòng tay và tên của Vương Nhất. Hạ Khiêm cười nhạt, đây là buổi đấu giá có quy mô lớn nhất Giang Thành, do Thương hội Chim Ưng Đỏ làm nhà tài trợ duy nhất, chỉ có gia tộc hạng nhất của Giang Thành mới có thể tham gia, cho dù anh là hội viên sơ cấp của Thương hội Chim Ưng Đỏ cũng không có tư cách đó, chỉ trung cấp trở lên mới được. Hạ Khiêm vốn không cần nói câu phía sau, nhưng anh ta lại cố tình nói ra, không hề nghi ngờ, đây là muốn nói cho Vương Nhất nghe. Rõ ràng, Hạ Khiêm cho rằng hội viên Thương hội Chim Ưng Đỏ đứng sau lưng Vương Nhất chỉ là hội viên sơ cấp. Vương Nhất nhíu mày, cầm vé vào cửa mà không nói gì. Hạ Khiêm lại nói, anh cũng coi như may mắn, gia chủ nhà tôi bởi vì biểu hiện ở nhà họ Văn của anh lần trước nên rất coi trọng anh, vậy mới cho anh một tấm, nếu không, người bình thường nào có thể lấy được. Anh ta đã hoàn toàn vứt hết lời Hạ Lãm nói với mình ra sau đầu, trong mắt anh ta, Hạ Lãm cho anh tấm vé vào cửa này căn bản là vẽ vời thêm chuyện. Vương Nhất lại vò vé vào cửa quý giá thành một cục, ném xuống dưới chân Hạ Khiêm. Anh biết anh đang làm gì không? Thấy vậy, Hạ Khiêm lập tức mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Nhất. Vé vào cửa mà các gia tộc hạng nhất của Giang Thành tranh nhau vỡ đầu lại bị một tên ở rể xem như giấy vụn ném đi. Vương Nhất hờ hững duỗi ra ba ngón tay. Thứ nhất, tôi đến từ Thiên An, không phải đến từ Giang Thành. Thứ hai, đối với các anh, vé vào cửa buổi đấu giá tượng trưng cho thân phận, mà đối với tôi, nó chỉ là một tờ giấy vụn mà thôi. Thứ ba, thu hồi kiêu ngạo vì là người nhà họ Hạ hào môn của anh lại đi, bởi vì ở trước mặt tôi, sự kiêu ngạo của anh chỉ là một câu chuyện cười. Nói xong, nâng cửa sổ xe, nghênh ngang rời đi. Hạ Khiêm sừng sốt tại chỗ một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Đồ không biết điều, đã nể mặt rồi còn ra vẻ. Do dự chốc lát, anh ta vẫn nhặt vé vào cửa bị vò thành một cục lên, nét mặt tràn đầy đau lòng, đây chính là vé vào cửa ngàn vàng khó mua đấy, không biết vuốt phẳng còn có thể dùng hay không. Bên kia, ba người Vương Nhất thuận lợi lái xe vào lối vào của cao tốc Minh Giang, còn chưa kịp thở dốc đã bị một chiếc xe ngăn cản trước mặt. Vương Nhất, chúng ta lại gặp nhau rồi. Một cậu ấm xuất hiện trước mặt Vương Nhất, trái phải còn ôm hai cô gái xinh đẹp, phong lưu phóng khoáng. Lục Kiệu của nhà họ Lục. Vương Nhất nhíu mày, hỏi ngược lại. Lục Kiệu sững sờ, sau đó khẽ cười, nhớ rõ tôi là chuyện anh nên làm. Tôi nghe nói chuyện trước đó rồi, anh từ chối vé vào cửa nhà họ Hạ tặng, không tệ, rất có giác ngộ. Một loạt lời nói tự cho là bản thân tốt đẹp khiến Vương Nhất nghe mà nhíu mày. Lục Kiệu còn chưa ý thức được, cũng móc một tấm vé vào cửa giống hệt tấm trước đó từ trong ngực ra, đây là nhà họ Lục cho anh. Không có hứng thú. Lục Kiệu còn chưa nói hết lời, Vương Nhất đã vô tình cắt ngang lời của anh ta. Lãnh Nhan đạp chân ga, chiếc xe nhanh chóng chạy qua người anh ta, vé vào cửa anh ta lấy ra sớm đã không cánh mà bay. Lục Kiệu sửng sốt tại chỗ rất lâu mới nhận ra rằng mình bị từ chối, lập tức thẹn quá hóa giận, Vương Nhất, từ chối lòng tốt của nhà họ Lục tôi, anh sẽ phải hối hận. Trong xe, trên mặt Vương Nhất tràn đầy không kiên nhẫn, anh thật sự chịu đựng những cậu ấm hào môn này đủ rồi. Cũng may anh đã trở về, bằng không, vừa nghĩ đến chuyện sau này Lý Khinh Hồng phải lấy loại người như vậy, anh liền tức không chịu nổi. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình. Vậy mà lại là Đồng Yên Nhiên gọi đến. Ngài Vương, bây giờ anh ở Giang Thành sao? Trong điện thoại, giọng điệu của Đồng Yên Nhiên hơi mang vẻ lo lắng. Nghĩ lại khi mình và Lý Khinh Hồng đến Yến Kinh, Đồng Yên Nhiên và Bạch Yến đều có việc gấp tìm mình, Vương Nhất cũng bình tĩnh lại, hỏi, có chuyện gì? Đồng Yên Nhiên lập tức nói, Ngài Vương, nếu như anh ở Giang Thành thì tốt quá rồi, tôi và Bạch Yến cũng đang trên đường đến Giang Thành. Vương Nhất sững sờ. Các cô đi Giang Thành làm gì? Đi tham gia buổi đấu giá của Giang Thành. Đồng Yên Nhiên nói ra, ông già sắp không xong rồi, bác sĩ nói chỉ còn một tháng, tôi nghĩ rồi, dù nói thế nào thì ông ta cũng là ba tôi, có thể kéo dài một ngày thì kéo dài một ngày, đúng lúc trong buổi đấu giá Giang Thành có một cây nhân sâm nghìn năm, tôi muốn mua lại. Vương Nhất nghe vậy, đây không phải là buổi đấu giá Hạ Khiêm và Lục Kiệu nói sao? Nhưng chuyện này liên quan gì đến mình? Dường như Đồng Yên Nhiên đã biết nghi ngờ của Vương Nhất, nói tiếp, ông già sắp không xong,
vội vã muốn gả tôi đi, cho nên, anh có thể đi theo giúp tôi không? Vương Nhất lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói của Đồng Yên Nhiên, sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi, đây không phải là làm bạn trai giả của cô ta sao? Chuyện này sao có thể? Vương Nhất không hề suy nghĩ, lập tức từ chối. Trong điện thoại, giọng điệu Đồng Yên Nhiên lập tức trở nên vô cùng sốt sắng. Ngài Vương, tôi biết anh đã kết hôn, chỉ cần anh xuất hiện với tư cách bạn trai tôi, tạm thời ứng phó với ông già nhà tôi một chút thôi. Dừng một lát, Đồng Yên Nhiên nói tiếp, Ngài Vương, anh là người từng trải, biết phải lấy một người mình không thích là chuyện đau khổ cỡ nào. Đồng Yên Nhiên tôi tự thấy đã giúp anh không ít việc, anh nhẫn tâm nhìn tôi phải chịu sắp xếp của gia tộc sao? Vương Nhất cau mày, im lặng một lúc lâu mới thăm dò hỏi, chỉ xuất hiện cùng cô trong dịp này thôi. Đương nhiên, nghe ra vẻ xuôi xuôi trong lời nói của Vương Nhất, giọng điệu Đồng Yên Nhiên trở nên vui mừng, anh cũng kết hôn rồi, sao tôi có thể ra tay với một người đã có vợ chứ? Vương Nhất cũng hoàn toàn yên tâm, gật đầu, vậy được. Đồng Yên Nhiên vui mừng khôn xiết, giọng điệu nũng nịu mềm mại vô cùng, tốt quá rồi, vậy lát nữa gặp. Nói xong định cúp điện thoại, không ngờ lại bị Bạch Yến giành lấy, Ngài Vương, tôi là Bạch Yến. Cô lại có chuyện gì? Vương Nhất hỏi. Tôi không có chuyện quan trọng gì, chỉ là có một chuyện muốn nói với Ngài Vương. Giọng điệu của Bạch Yến rất nghiêm túc, Ngài Vương còn nhớ đối tượng xem mắt lúc trước nhà họ Bạch giới thiệu cho tôi không? Vương Nhất khẽ gật đầu, Đồng Thiên Tường. Đúng vậy. Bạch Yến tiếp tục nói, vốn dĩ, sau khi nhà họ Bạch diệt vong, hôn nhân của tôi cũng coi như xong, nhưng gần đây đồng nghiệp Sử Kiến của tôi lại thổ lộ với tôi, sau này tôi mới biết được, Sử Kiến chính là con riêng của Đồng Lão Lục. Vương Nhất không nói gì, nói thật lòng, anh không hề hứng thú với cuộc sống cá nhân của Bạch Yến, nhưng câu nói cuối cùng lại nói đến điểm mấu chốt. Đồng nghiệp Sử Kiến trước đây luôn đi theo sau lưng Bạch Yến lại là con riêng của Đồng Lão Lục, như vậy, anh ta cũng là người của nhà họ Đồng. Nhưng anh cũng chưa nói ra bất kỳ ý kiến gì, chỉ hỏi, cô muốn nói điều gì? Giọng điệu của Bạch Yến trở nên nặng nề, gần đây Sử Kiến lên chức, lấy danh nghĩa cấp trên muốn tôi cưới anh ta, mặt khác, nhà họ Đồng cũng đến chỗ mẹ tôi xin cưới, lúc này tôi mới nghĩ đến lời anh từng nói với tôi, đó là cẩn thận người ở bên cạnh. Vương Nhất hơi nheo mắt, cho nên cô đang nghi ngờ Sử Kiến. Không chỉ anh ta, Bạch Yến nói tiếp, còn cả cái chết của ba tôi, phía sau cũng có bóng dáng của nhà họ Đồng. Vương Nhất im lặng một lát rồi nói, vậy cô muốn làm gì? Tôi muốn Ngài Vương tìm ra hung thủ sát hại ba tôi giúp tôi. Giọng nói của Bạch Yến mang đầy căm giận. Vương Nhất im lặng một lát, lên tiếng, tôi từ chối, cô là cảnh sát, chuyện phá án, cô mới là người trong nghề. Nói xong lập tức cúp điện thoại. Anh nhìn Lãnh Nhan nói, quay đầu, trở về Giang Thành. Vâng. Đầu tiên Vương Nhất gọi điện thoại cho La Chí Viễn, muốn lấy mấy tấm vé vào cửa của buổi đấu giá ngày mai. Sau đó gọi điện thoại cho Lý Khinh Hồng, giọng điệu tràn đầy áy náy. Khinh Hồng, anh bận chút việc ở Giang Thành, có lẽ phải mấy ngày nữa mới trở về. Không sao, anh cứ làm việc của anh đi. Giọng điệu của Lý Khinh Hồng vẫn rất bình thản. Trong lòng Vương Nhất tràn đầy áy náy, khi đang định nói chút gì đó, Lý Khinh Hồng lại nói, ngày kia em dẫn Tử Lam đến Giang Thành, đúng lúc thương lượng chuyện cải tạo hạng mục xây dựng thành phố với gia tộc của Giang Thành. Cúp điện thoại. Vương Nhất sững sờ, sau đó gượng cười một tiếng, anh mới đến Giang Thành một hai ngày đã trở thành điểm tập trung công kích rồi. Vương Nhất lặng lẽ trở về Giang Thành, không làm kinh động đến bất kỳ kẻ nào. Đi đến địa chỉ Đồng Yên Nhiên gửi cho, Vương Nhất nhìn xung quanh một lượt, không thấy bóng dáng của Đồng Yên Nhiên và Bạch Yến. Khi định lấy điện thoại di động ra, sau lưng bỗng nhiên có làn gió thơm mát ập đến, một cơ thể mềm mại ôm lấy Vương Nhất từ phía sau. Ngài Vương! Cuối cùng anh cũng đến rồi. Sắc mặt Vương Nhất lập tức cứng đờ, sao có thể nghe không ra chứ, đây chính là giọng nói của Đồng Yên Nhiên. Vội vàng đẩy cô ta ra, trên mặt tràn đầy lúng túng giữ một khoảng cách nhất định, cô Đồng, chúng ta nói chuyện chính đi. Bàn về sắc đẹp, Đồng Yên Nhiên không kém Lý Khinh Hồng, bàn về tính cách, Đồng Yên Nhiên lại càng phóng khoáng. Nhìn khuôn mặt quyến rũ gần trong gang tấc, dù Vương Nhất kiên định thì trong lòng vẫn có chút hoảng hốt. Đồng Yên Nhiên cũng biết chừng mực buông cánh tay ra, nở nụ cười xinh đẹp, vào khách sạn rồi nói. Sau đó vẫy vẫy tay về phía sau, trên mặt Bạch Yến tỏ rõ vẻ lúng túng, đi đến. Tôi đã đặt sẵn phòng khách sạn cho các cô rồi.
Đồng Yên Nhiên nhìn về phía Lãnh Nhan và Hồng Phật, cười nói. Đám người đi lên tầng, Hồng Phật và Lãnh Nhan mỗi người một phòng, Vương Nhất lập tức nhíu mày, cô không đặt phòng cho tôi sao? Đồng Yên Nhiên quăng cho anh một ánh nhìn quyến rũ, biết rõ còn cố hỏi, nếu anh đã muốn làm bạn trai giả của tôi, đương nhiên phải ở cùng một chỗ với tôi, nếu không sao có thể lừa được ánh mắt của những người kia. Vương Nhất chìm vào im lặng, đi vào bên trong thoáng nhìn một lượt, chỉ có một chiếc giường tròn lớn. Sau đó, ánh mắt trở nên nghiêm túc, cô Đồng, tôi thật sự không chấp nhận được chuyện này, thứ cho tôi khó mà nghe theo. Nói xong xoay người rời đi. Vương Nhất, anh đứng lại đó cho tôi cũng không ăn anh. Đồng Yên Nhiên cắn chặt bờ môi, trên mặt tràn đầy tức giận. Thấy Giang Thành vẫn không quay đầu lại, Đồng Yên Nhiên tức đến dậm mạnh chân xuống, nhưng bởi vì cô ta đang đi giày cao gót nên lòng bàn chân đau nhức kinh khủng. Cứ như vậy, Vương Nhất ở một mình một đêm, nửa đêm Đồng Yên Nhiên từng đến gõ cửa một lần, nhưng lại bị phớt lờ. Trạng vạng tối ngày hôm sau đám người Vương Nhất, Đồng Yên Nhiên mới ra khỏi khách sạn. Chúng ta đi thôi. Đồng Yên Nhiên rất tự nhiên khoác lên cánh tay Vương Nhất, không nhắc một lời đến chuyện không vui ngày hôm qua. Vương Nhất nhíu mày, muốn buông lỏng ra, nhưng Đồng Yên Nhiên lại giống như bạch tuộc cuốn chặt lấy cánh tay Vương Nhất, còn nhìn Vương Nhất với ánh mắt như đang dạo oai, giống như muốn nói, bây giờ anh phải giả làm bạn trai tôi, còn trốn được sao? Vương Nhất cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho Đồng Yên Nhiên kéo lên xe đi về phía buổi đấu giá Giang Thành. Không biết vì sao, dọc đường đi Vương Nhất đã nhìn thấy không chỉ một cỗ xe sang giá trị mấy chục tỷ, nhìn phương hướng thì chắc là cùng điểm đến với bọn họ. Có thể thấy được, buổi đấu giá này tượng trưng cho thân phận ở Giang Thành, người có thể tham gia, không phú thì cũng quý. Đồng Yên Nhiên thở dài một hơi, cho dù nhà họ Đồng cô ta cũng không cách nào so sánh. Bỗng nhiên, ánh mắt Vương Nhất nghiêm lại, nhìn thẳng về phía trước. Chỉ thấy đầu cầu phía trước chen chúc một đống người. Chỉ trỏ trỏ, châu đầu ghé tai, dường như đã xảy ra chuyện gì. Lái đến mới phát hiện, hóa ra là một cô gái nằm co quắp trên mặt đất, trên trán túa đầy mồ hôi, đồng thời chỉ có hít vào không có thở ra. Dừng xe. Vương Nhất lập tức lên tiếng. Dừng xe làm gì? Đồng Yên Nhiên ở bên cạnh cũng nhìn thấy cô gái kia, sao có thể không biết suy nghĩ của Vương Nhất, vội vàng ôm chặt cánh tay của anh. Đương nhiên là cứu người rồi. Vương Nhất cũng không quay đầu lại, nói ra. Nhưng buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, quá thời gian sẽ không được vào. Trong lòng Đồng Yên Nhiên hơi không thoải mái, sống trong nhà họ Đồng quanh năm cũng bồi đắp cho cô ta một tâm lý u ám máu lạnh vô tình, cô ta không muốn Vương Nhất xen vào việc của người khác. Mạng người quan trọng, bỏ lỡ thì bỏ lỡ thôi. Vương Nhất nói rất nghiêm túc, mở cửa sải bước đi xuống. Đồng Yên Nhiên ngẩn ra hồi lâu, nhìn điện thoại di động. Lại nhìn bóng lưng Vương Nhất, nghiến chặt hai hàm răng. Tên đầu gỗ này. Thầm mắng một tiếng, Đồng Yên Nhiên đi trên đôi giày cao gót, cộc 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 chạy theo. Hình như cô gái này bị bệnh không nhẹ đâu, hay là chúng ta giúp đỡ cô ta đi. Giúp cái gì chứ, chẳng lẽ anh quên vụ án ở Nam Thành rồi sao? Có lòng tốt cứu người nhưng lại ngã đau, bị người ta lừa ngược 3 tỷ. Đúng vậy, mặc dù nhìn cô gái này rất đáng thương, nhưng phòng ngừa ngộ nhỡ. Vẫn là không nên tự chuốc lấy họa. Trên đường Vương Nhất đi đến, nghe thấy tiếng bàn tán của người vây xem, trên mặt toát vẻ tức giận. Cô gái này đã sắp không xong rồi, bọn họ ở bên cạnh lại không dám giúp đỡ, thậm chí ngay cả 115 cũng không gọi. Cứu, cứu tôi. Tim tôi đau quá. Cô gái nằm dưới đất run rẩy, trong miệng cố nặn ra hai câu khó hiểu. Giống như nói xong hai câu này đã lấy hết toàn bộ hơi sức của cô ta. Bây giờ chỉ có thể gắng sức hít thở. Nhường một chút, nhường một chút. Vương Nhất vừa nhìn đã biết cô ta bị đột quỵ, lập tức muốn chen qua đám người đi vào bên trong. Bỗng nhiên, mấy người đàn ông ngăn cản đường đi, không cho anh vào. Cậu nhóc, thôi đừng đi cứu nữa, cô ta sắp không xong rồi. Đúng vậy, cứu được thì cũng thôi, lỡ như không cứu được, người nhà bệnh nhân bắt cậu phụ trách thì phải làm sao bây giờ, được không bù nổi mất đó. Thời đại này muốn làm người tốt cũng khó lắm. Ánh mắt Vương Nhất lạnh lẽo, cô ta biến thành thế này không phải do các anh làm hại sao, nếu như các anh gọi điện thoại cấp cứu sớm một chút, cô ta cũng không biến thành thế này. Mấy người đàn ông nghe vậy thì tức giận, ôi cậu này, chúng tôi là đang khuyên cậu đừng làm chuyện ngu ngốc, sao còn lại trách chúng tôi.
từ lúc nào mà cứu người đã trở thành chuyện ngu ngốc rồi? Vương Nhất châm biếm hỏi lại, phần lớn người đứng xem lập tức quay đầu đi, không nói thêm gì nữa. Nhìn những người đang im lặng, Vương Nhất bỗng cảm thấy thật đáng buồn. Thật ra bọn họ chỉ là không muốn tự chuốc lấy họa thôi, một cục phân chuột, hỏng cả nồi cháo, bởi vì một số cực ít những người có lòng tham không đáy mà khiến cho lòng người bây giờ trở nên lạnh giá, ngay cả cứu người cũng không dám. Lúc này, Đồng Yên Nhiên cũng đuổi đến, lo lắng nói, Vương Nhất, chúng ta mau đi thôi, nếu còn không đi thì sẽ không kịp buổi đấu giá. Tránh ra! Vương Nhất lại cau mày, hét lớn một tiếng. Đồng Yên Nhiên giật nảy mình, vô thức lùi lại một bước. Giây phút này, sắc mặt Vương Nhất vô cùng lạnh lùng. Đồng Yên Nhiên do dự một lát, khóe miệng lộ vẻ đắng chát, giải thích, xin lỗi, tôi chỉ sợ không kịp thời gian. Sẽ nhanh thôi. Ném lại một câu, Vương Nhất chen ra khỏi đám người, đi đến bên cạnh cô gái, hỏi han, cô sao rồi? Cô gái yếu ớt mở mắt nhìn Vương Nhất, trong mắt đều là cảm kích. Chỉ là, hô hấp càng ngày càng gấp rút, khẽ nhếch miệng, nhưng lại không nói nên lời. Lông mày Vương Nhất nhăn tít lại, vừa nhìn đã biết trái tim cô gái không khỏe dẫn đến đột quỵ. Anh đỡ cô gái nằm ngửa trên mặt đất, lại lật tìm gì đó trong túi của cô gái. Chỉ chốc lát, Vương Nhất tìm được một lọ thuốc cấp cứu, nhét vào trong miệng cô gái. Viên thuốc vào miệng, sắc mặt cô gái tốt hơn một chút, ít nhất không còn tái nhợt như trước đó nữa, nhưng hô hấp vẫn rất dồn dập. Vương Nhất biết, chỉ sợ không chống đỡ được đến lúc xe cấp cứu tới. Thế là, anh nghiến răng một cái, hít sâu một hơi, sau đó in môi mình lên môi cô gái. Xì xào. Ngay lập tức, mọi người ở đây kinh ngạc thốt lên. Đồng Yên Nhiên không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, mặc dù cô ta biết Vương Nhất đang hô hấp nhân tạo cho cô gái này, nhưng cách làm này vẫn khiến sắc mặt cô ta vô cùng khó coi. Rõ ràng hôm nay Vương Nhất là bạn trai cô ta còn chưa được hưởng mà đã bị người phụ nữ khác nhanh chân giành trước rồi. Vương Nhất làm liên tục mấy lần, cuối cùng sắc mặt cô gái hồng hào lên nhiều, cũng không thở hổn hển nữa, chỉ là vẫn còn mê man. Đơn giản như vậy đã cứu được rồi. Có phải chúng ta thật sự sai rồi hay không? Người vây xem đều trợn to hai mắt, trên mặt còn mang theo vẻ chột dạ. Ánh mắt sắc bén của Vương Nhất liếc nhìn mọi người xung quanh, mấy người đều nghĩ lòng người quá đen tối, chỉ có người bị lợi ích làm mê muội mới lấy oán báo ân, thế giới này vẫn còn nhiều người tốt. Trên mặt những người vây xem tràn đầy áy náy, mấy người đàn ông ngăn cản Vương Nhất cứu người vừa rồi thì càng xấu hổ, cụp đuôi xám xịt chuồn đi. Đồng Yên Nhiên nhìn đồng hồ, trên mặt tràn đầy lo lắng, mau đi thôi, sắp không kịp rồi. Vương Nhất gật đầu, khi đang định rời đi, một chiếc Rolls-Royce màu đen bản dài dừng sát bên cạnh, một người đàn ông trung niên uy nghiêm đi xuống. Tránh ra cho tôi. Người đàn ông trung niên thô bạo đẩy người xung quanh. Vô cùng lo lắng đi đến bên cạnh cô gái, lớn tiếng hô lên, chân, con sao rồi? Vệ sĩ sau lưng cùng mặc âu phục màu đen, xếp thành một hàng, trực tiếp cô lập nơi này. Người vây xem đều ngơ ngác, cô gái này còn là cô chủ của gia tộc lớn. Cô ta đã không sao rồi, xe cấp cứu cũng sắp đến, sau đó chỉ cần đưa cô ta đến bệnh viện là được. Vương Nhất ở bên cạnh lên tiếng. Người đàn ông trung niên vừa nhìn đã biết là anh cứu con cái của mình. Vội vàng cảm ơn cậu cứu con gái tôi, cậu tên là gì, lát nữa tôi phái người đưa 30 tỷ đến. Lời này vừa nói ra, mọi người hâm mộ trợn tròn đôi mắt. Không nói đến 30 tỷ này, chỉ riêng tình hữu nghị với gia tộc lớn đã là vô giá rồi. Nghĩ đến chuyện mình vừa bỏ qua cơ hội kết thân với gia tộc lớn, ai nấy đều đau lòng không thôi. Nhưng mà, Vương Nhất lại thản nhiên xua tay, không cần, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau. Tên chỉ là một con chữ, nói cũng được mà không nói cũng không sao. Nói xong xoay người rời đi, để lại Hạ Lãng ngây ngẩn tại chỗ. Tên chỉ là một con chữ, nói cũng được mà không nói cũng không sao. Hay, ông ta lặp lại câu này, sau đó hai mắt tỏa sáng, ra lệnh, điều tra cho tôi, nhất định phải điều tra rõ ràng thân phận của người trẻ tuổi này, ngày khác tôi phải đến tận nhà nói lời cảm ơn. Vâng. Vương Nhất còn không biết cô gái anh vừa cứu giúp chính là Hạ Chân, con gái của Hạ Lãm, gia chủ nhà họ Hạ, giờ phút này, anh và Đồng Yên Nhiên đang gấp rút đi về phía buổi đấu giá. Đây là buổi đấu giá gây chú ý nhất Giang Thành, được bố trí ở Thiên Cơ, công trình kiến trúc cao nhất Giang Thành. Xuống xe,
Đồng Yên Nhiên kéo Bạch Yến chạy nhanh về phía trước, bởi vì cô ta biết là đã muộn giờ rồi. Thế nhưng, Vương Nhất vẫn nhàn nhã bước đi, giống như chẳng hề sốt ruột. Nhanh chút đi. Đồng Yên Nhiên thúc giục, sau đó giơ vòng tay ra kiểm chứng. Cỗ máy bên cạnh lại xuất hiện dấu gạch chéo. Bảo vệ bên cạnh lập tức ngăn cản bọn họ, xin lỗi, đã qua thời gian kiểm tra, các cô không thể đi vào. Nghe vậy, sắc mặt Đồng Yên Nhiên lập tức thay đổi, nhẫn nhịn đi năn nỉ. Xin lỗi, dọc đường chúng tôi xảy ra chút việc, có thể châm trước cho chúng tôi đi vào hay không, đối với tôi buổi đấu giá này thật sự rất quan trọng. Có khi nào cô cả nhà họ Đồng phải ăn nói khép nép cầu xin người ta như vậy? Nhưng dù thế, bảo vệ của cao ốc Thiên Cơ vẫn thờ ơ, đến muộn chính là đến muộn, các cô trở về đi. Sắc mặt Đồng Yên Nhiên lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đúng lúc này, một đoàn người đi đến, nhìn thấy đám người Vương Nhất bị chặn ngoài cửa, lập tức bật cười thành tiếng. Em họ, sao em lại bị chặn ở bên ngoài thế này? Quay đầu nhìn lại, sắc mặt Đồng Yên Nhiên và Bạch Yến lập tức trở nên lạnh lẽo. Sử Kiến, anh đến làm gì? Trong đám người đi tới kia có một người mặc vest mang giày da, khuôn mặt anh Tuấn, chính là Sử Kiến. Vương Nhất đứng ở phía sau cũng hơi nheo mắt nhìn chằm chằm anh ta. Anh ta từng là đồng nghiệp của Bạch Yến, nhưng thân phận thật sự là con riêng của ông Sáu Đồng. Việc thăng chức của Sử Kiến cũng không thoát khỏi liên quan với ông Sáu Đồng. Việc này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ con cờ nằm vùng của ông Sáu Đồng đã thâm nhập vào các ngành nghề từ lâu rồi. Đương nhiên tôi cũng đại diện nhà họ Đồng ở Thiên An đến tham gia buổi đấu giá. Sử Kiến tươi cười đi tới, khác với Đồng Hiểu Sinh lúc trước, anh ta không hề sợ hãi Đồng Yên Nhiên chút nào. Đồng Yên Nhiên lạnh lùng này, nhà họ Đồng có tôi tham dự là được rồi, bây giờ anh lập tức trở về Thiên An cho tôi. Sử Kiến bị những lời này chọc cười, em họ, cô vẫn chưa nhận ra tình hình bây giờ sao? Cô đã bị ngăn lại bên ngoài rồi, đi vào bằng cách nào chứ? Chúng tôi không thể đi vào, còn anh thì có thể à? Đồng Yên Nhiên lạnh lùng hỏi ngược lại. Sử Kiến khẽ cười, sau đó nhìn hai thanh niên anh Tuấn sau lưng, em họ, cô vẫn chưa biết hai người này là ai đúng không? Nghe vậy, Đồng Yên Nhiên lập tức nhìn ra sau lưng, cô ta tập trung toàn bộ sự chú ý vào Sử Kiến, cho nên thật sự không nhìn thấy hai người phía sau. Vương Nhất nheo mắt quan sát hai thanh niên này. Hai người này cũng chú ý đến Vương Nhất, vẻ mặt lập tức trở nên châm chọc. Đây chẳng phải là cậu Vương à, không ngờ lại trùng hợp gặp nhau ở đây. Hạ Khiêm và Lục Kiệu cười đi tới, nhìn máy móc phía sau, lập tức hiểu ra điều gì đó, nụ cười trên mặt càng sâu xa hơn. Nhà họ Hạ chúng tôi đưa cho cậu vé vào, cậu lại vứt bỏ nó như rác rưởi. Bây giờ cậu không có vé, muốn vào cũng không thể vào, tôi có thể hiểu đây là cậu tự mang đá đập chân mình không? Nghe thấy lời này, Đồng Yên Nhiên, Bạch Yến và Sử Kiến lập tức nhìn Vương Nhất bằng ánh mắt khó tin. Vé vào của hội đấu giá Giang Thành có tiền cũng không mua được, bọn họ đều nhờ vào quan hệ, vòng vo mấy lần mới lấy được. Nhưng Vương Nhất lại ném nó như rác rưởi. Phí của trời thế. Nhà họ Lục tôi cũng thế, nhưng tôi không vô tình như nhà họ Hạ, tôi sẵn sàng cho cậu một cơ hội hối hận. Lục Kiệu tỏ vẻ trêu đùa, anh ta đẩy người đẹp trong lòng ra, chỉ vào Lãnh Nhan ở sau lưng Vương Nhất, người phụ nữ sau lưng cậu không tệ, cho tôi mượn một đêm, tôi sẽ mượn danh nghĩa nhà họ Lục cho cậu một tấm vé vào, được chứ? Trong mắt Lãnh Nhan lập tức lộ vẻ lạnh lùng, nhưng Vương Nhất lại ngăn cản cô ta. Tôi khuyên anh không nên làm như thế, sẽ lấy mạng anh đấy. Lục Kiệu nghe không hiểu hàm ý trong lời nói của Vương Nhất, chỉ cho rằng anh nói cô gái này là một hoa hồng có gai, vì vậy nụ cười trên mặt càng nồng đậm hơn, tôi rất thích kiểu phụ nữ có thể lấy mạng tôi, như thế rất kích thích. Lúc nói chuyện, anh ta giơ tay ra, định sờ lên mặt Lãnh Nhan. Bộp! Vương Nhất bắt lấy tay anh ta, nụ cười trên mặt cũng biến mất, anh thử tiếp tục duỗi tay về phía trước xem. Có lẽ là cảm nhận được sát khí trên người Vương Nhất. Cuối cùng Lục Kiệu vẫn rụt tay lại, có điều sắc mặt anh ta cũng theo đó trở nên nặng nề. Cậu đã bỏ qua ý tốt của hai nhà chúng tôi, không có chỗ để đặt chân ở Giang Thành nữa. Dù Vương Nhất tiêu diệt nhà họ Văn, xử đẹp nhà họ Hồ, nhưng bọn họ vẫn nghĩ đây không phải năng lực của Vương Nhất, cho rằng anh chỉ là cáo mượn oai hùng. Vương Nhất lại thẳng thừng coi thường bọn họ, e rằng bọn họ không biết bản thân đang tự tìm đường chết đâu. Ha ha, em họ! Không ngờ bạn của cô lại to gan như thế,
ngay cả cậu Hạ và cậu Lục mà cũng dám đắc tội. Sử Kiến cười to nói. Anh im miệng cho tôi, nơi này không đến lượt anh nói chuyện. Sắc mặt Đồng Yên Nhiên vô cùng khó coi, cô ta giận dữ nói. Ánh mắt của Sử Kiến cũng dần trở nên lạnh lùng, Đồng Yên Nhiên, cô còn coi mình là cô cả nhà họ Đồng không? Ông Sáu Đồng sắp chết rồi. Đồng Yên Nhiên lập tức thay đổi sắc mặt, anh có ý gì? Không biết vì sao, trong lòng cô ta chợt dâng lên một cảm giác không tốt. Sử Kiến cười to, ông Sáu Đồng chết, nhà họ Đồng sẽ cho một người có năng lực thăng chức, còn cô, tuy năng lực không tệ, nhưng cũng chỉ là một cô gái, cuối cùng vẫn sẽ gả ra ngoài, cô còn có thể làm cô cả nhà họ Đồng được bao lâu nữa? Anh! Đồng Yên Nhiên trợn to mắt, nhưng không nói được câu nào. Vì Sử Kiến nói đúng. Ông Sáu Đồng đã sắp xếp hôn sự cho cô ta rồi, đợi cô ta cưới chồng, ông Sáu Đồng chết, nhà họ Đồng chắc chắn sẽ đại loạn. Có sự giúp đỡ của cậu Hạ và cậu Lục, cuối cùng người lên chức sẽ là tôi. Sử Kiến cười to, sau đó nhìn về phía Bạch Yến, tôi cho em một cơ hội cuối cùng, về phe tôi dẫn em vào hội trường buổi đấu giá, sau này em sẽ trên thành bà chủ nhà họ Đồng. Bạch Yến tỏ vẻ không muốn, dù có chết, tôi cũng sẽ không lấy anh. Sử Kiến thoáng sửng sốt, sau đó, nét mặt anh ta trở nên dữ tợn, nếu đã thế thì cô đừng hòng biết được nguyên nhân cái chết thật sự của ba mình. Cái gì? Nghe anh ta nói thế, Bạch Yến lập tức trở nên kích động, trong mắt Vương Nhất cũng thoáng hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Anh mau cho tôi biết sao ba tôi lại chết, anh mau nói đi. Bạch Yến nhanh chóng chạy về phía Sử Kiến, lại bị Sử Kiến đẩy ra, cút ngay cho tôi. Anh ta kiêu căng nhìn Bạch Yến. Cô đã bỏ lỡ cơ hội đến bên cạnh tôi rồi, nếu đã thế, thì cô cứ đợi ở bên ngoài với bọn họ đi. Nói xong, anh ta và hai người nhóm Hạ Khiêm, Lục Kiệu đi vào phòng đấu giá. Khóe mắt Bạch Yến đỏ bừng, cô ta được Vương Nhất đỡ dậy, sắc mặt của Đồng Yên Nhiên cũng cực kỳ khó coi. Hạ Khiêm đi được mấy bước thì đột nhiên dặn dò bảo vệ, các người canh chừng kỹ cho tôi, không có vé thì nhất quyết không cho đi vào. Lời nói này rõ ràng là nhằm vào Vương Nhất. Sao bảo vệ có thể không đồng ý được, lập tức cung kính nói, cậu Hạ, cậu cứ yên tâm, người không có vé vào chắc chắn không được vào. Vương Nhất đột nhiên lắc đầu, chúng ta đợi 2 phút ở bên ngoài đi, một lát nữa sẽ có thể đi vào. Nghe vậy, Đồng Yên Nhiên và Bạch Yến đều sửng sốt, chẳng lẽ anh có cách? Sử Kiến lại cười khinh thường, cậu á, dù cậu có đợi thêm 2 ngày cũng không thể đi vào được đâu. Nói xong. Anh ta lại ra vẻ cậu chủ nhà giàu dặn dò bảo vệ, nhìn kỹ mấy người này cho tôi, tuyệt đối không được cho bọn họ đi vào, nơi này là buổi đấu giá cao cấp nhất của Giang Thành, không phải ai cũng có thể đi vào. Bảo vệ cười lấy lòng nói, thưa cậu, có tôi ở đây, cậu cứ việc yên tâm. Lúc này Sử Kiến mới đi vào bên trong cùng với Hạ Khiêm và Lục Kiệu. Bọn họ vừa đi, bảo vệ lập tức hung hăng nhìn về phía mấy người nhóm Vương Nhất, vung gậy trong tay lên. Tốt nhất các người nên mau chóng rời đi, nếu không gậy của tôi không có mắt đâu. Vương Nhất hoàn toàn không thèm để tâm, chỉ im lặng chờ đợi. Phác, còn dám coi thường tôi, xem ra không cảnh cáo cậu một chút thì cậu sẽ không chịu đi. Bảo vệ cười khinh thường, xắn tay áo, cầm gậy cảnh sát muốn đập Vương Nhất. Dừng tay cho tôi. Đúng lúc này, một tiếng quát giận dữ vang lên từ phía sau. Nghe thấy giọng nói này. Bảo vệ kia lập tức sửng sốt quay đầu nhìn lại, thấy một người đàn ông trung niên mặc vest mang giày da đang tức giận đi về phía này. Người của thương hội chim ưng đỏ. Dù bảo vệ kia không biết La Chí Viễn là ai, nhưng anh ta biết ký hiệu trước ngực La Chí Viễn. Anh ta lập tức nở nụ cười, niềm nở nói, thưa ông, mời ông vào, đợi tôi xử lý mấy người không có mắt này xong sẽ lập tức dẫn ông vào trong. Chát! La Chí Viễn tát một cái lên mặt anh ta, giận dữ nói. Cậu mới là kẻ không có mắt nhất đấy. Nói xong, dưới ánh nhìn của bảo vệ kia, ông ta chạy chậm đến trước mặt của Vương Nhất, cung kính nói, cậu Vương, toàn bộ tòa nhà Thiên Cơ đều là của cậu và bạn của cậu hoàn toàn không cần vé vào, cứ đi thẳng vào là được. Lời nói của La Chí Viễn khiến bảo vệ kia sợ đến mức mất hồn mất vía, tim cũng sắp nháy ra ngoài. Anh ta dựa vào quan hệ mới có thể đến tòa nhà Thiên Cơ làm bảo vệ. Cũng biết tòa nhà Thiên Cơ thuộc về thương hội chim ưng đỏ. Nhưng La Chí Viễn lại nói toàn bộ tòa nhà Thiên Cơ đều thuộc về người kia, vậy chẳng phải chứng tỏ địa vị của anh cao hơn rất nhiều sao? Vừa nghĩ đến việc anh ta đi chống đối với một nhân vật lớn như thế,
thân thể của anh ta bèn không ngừng run rẩy. Đồng Yên Nhiên và Bạch Yến cũng bị lời nói của La Chí Viễn làm giật mình. Toàn bộ tòa nhà Thiên Cơ đều là của Vương Nhất. Vương Nhất cũng hơi sửng sốt, ngay cả anh cũng không biết tòa nhà Thiên Cơ là sản nghiệp của anh. Lúc này, Lãnh Nhan tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, cậu chủ, tòa nhà này là doanh nghiệp đứng tên Thương hội Chim Ưng Đỏ, Thương hội là do Thương Si sáng lập, theo quy tắc cũng coi như là của anh. Nghe vậy, Vương Nhất cũng dở khóc dở cười, còn có thể tính như thế à? Nếu nói thế, 8 thương hội do Thương Si sáng lập trải rộng cả nước, chẳng lẽ cả nước đều là sản nghiệp của anh? Đồ mù, ngay cả cậu Vương mà cũng dám đắc tội. La Chí Viễn xoay người, tức giận nói với tên bảo vệ kia. Lời nói ngoài sự tức giận còn mang theo chút sợ hãi. Cũng hết cách, dù ông ta là người tổng phụ trách của Thương hội Chim Ưng Đỏ, nhưng cũng không thể không sợ được. Ông ta vốn được ngài Thương Si phái đến phụ tá cậu Vương, nhưng cậu Vương lại bị coi thường dưới tòa nhà của Thương hội, nếu bị ngài Thương Si biết, vị trí người phụ trách của ông ta cũng khó mà giữ được. Nhưng Vương Nhất lại xua tay, được rồi, anh ta cũng không cố ý, bỏ qua cho anh ta lần này đi. Thấy Vương Nhất không có ý trách tội, La Chí Viễn cũng thở phào, nghiêm túc nói, cậu Vương rộng lòng không so đo với anh, còn không mau cút đi. Cảm ơn cậu Vương, cảm ơn cậu Vương. Bảo vệ kia sợ hãi vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Cậu Đường, chúng ta đi vào thôi. La Chí Viễn đích thân dẫn đường cho Vương Nhất, nhưng Vương Nhất nhíu mày nói, không được, dù tòa nhà này là của tôi cũng không thể đặt cắc quá được, phải đi vào bằng vé vào. Nghe vậy, La Chí Viễn càng tỏ vẻ kính trọng hơn, ông ta lập tức ra lệnh cho người lấy đến một sấp vé vào quý giá, đưa cho Vương Nhất. Cậu Vương, những vé vào này không chỉ của năm nay, mà còn năm sau, năm kia nữa, năm kia nữa. Cậu và người quen, bạn bè của cậu đều có thể đi vào miễn phí. La Chí Viễn nghiêm túc nói. Nhìn đống vé vào vừa nói đã có, còn có cả vé của năm kia, Vương Nhất cũng dở khóc dở cười. Rõ ràng đây là La Chí Viễn có ý tốt, cho nên anh cũng không từ chối mà thẳng thừng nhận lấy. Đồng Yên Nhiên và Bạch Yến đi phía sau đã nhìn đến mức ngây người, lần này, cuối cùng họ cũng hiểu tại sao Vương Nhất lại ném vé vào như rác rồi. Vì vé vào mà người khác mất rất nhiều sức mới có được, Vương Nhất muốn có bao nhiêu là sẽ có bấy nhiêu. Thang máy đi lên trên, La Chí Viễn phải đi gặp người tổ chức buổi đấu giá nên đi trước, mấy người nhóm Vương Nhất tự mình đi tới hiện trường buổi đấu giá. Lúc này buổi đấu giá vẫn chưa bắt đầu, hiện trường ánh đèn mờ tối đã đầy ắp người, đều là người thuộc gia tộc hàng đầu ở Giang Thành. Vương Nhất nhanh chóng nhìn thấy ba người nhóm Hạ Khiêm, Lục Kiệu, Sử Kiến. Dưới sự dẫn dắt của Hạ Khiêm và Lục Kiệu, Sử Kiến nhanh chóng làm quen được đại diện của rất nhiều gia tộc hạng một. Hai bên không ngừng chuyện trò vui vẻ. Bạch Yến tỏ vẻ khó hiểu, trông anh ta dường như không phải đến để tham gia buổi đấu giá. Vì chỉ còn 10 phút nữa là buổi đấu giá sẽ bắt đầu, không ít khách quý đã ngồi vào chỗ, chỉ có mấy người nhóm Sử Kiến vẫn đang cầm rượu cười nói. Đơn giản thôi, mục đích anh ta tham dự buổi đấu giá không phải để đấu giá, mà là để làm quen với những người có địa vị cao. Vương Nhất bình thản nói, nhà họ Đồng sắp loạn lạc. Tất cả mọi người đều muốn giành lấy sản nghiệp của nhà họ Đồng, chỉ khi có được sự ủng hộ của các gia tộc lớn, khả năng thừa nước đục thả câu mới có thể được nâng cao. Bạch Yến hiểu ra, sắc mặt Đồng Yên Nhiên vô cùng khó coi, bọn họ cho rằng tôi chết rồi sao? Còn cô, dù cô là người thừa kế trực tiếp nhất, nhưng cô là phụ nữ, chỉ cần gả cô đi sẽ không còn gì uy hiếp được nữa. Bọn họ nằm mơ đi. Đồng Yên Nhiên cắn răng nói, phụ nữ thì sao? Phụ nữ không thể làm gia chủ à? Đừng ai hòng ép tôi lấy chồng. Sắc mặt Vương Nhất trở nên dịu dàng hơn một chút, anh rất thích suy nghĩ nữ không thua nam của Đồng Yên Nhiên, như thế cũng không phải không được. Tôi từng nói, nếu cô muốn làm gia chủ, tôi sẽ giúp cô, đừng quên vẫn còn một nhà họ Diệp nữa. Vương Nhất. Đồng Yên Nhiên nhìn Vương Nhất bằng khuôn mặt ửng đỏ, anh tốt quá. Sắc mặt Vương Nhất lập tức thay đổi, đừng thân thiết quá. Không phải cô nói đóng giả bạn trai của cô là được rồi à? Sao bây giờ lại động tay động chân rồi? Đồng Yên Nhiên nở nụ cười quyến rũ, đang định tiếp cận thêm thì chợt cảm nhận được có ai đang nhìn cô ta. Cô ta quay đầu nhìn lại, ba người nhóm Hạ Khiêm, Lục Kiệu và Sử Kiến đang lạnh lùng nhìn về phía này, đặc biệt là Sử Kiến, hai mắt anh ta như sắp phun ra lửa đến nơi. Sao các người trà trộn vào đây được? Anh ta lớn tiếng chất vấn.
anh ta biết rất rõ quy tắc của buổi đấu giá Giang Thành, quy định thời gian vô cùng nghiêm khắc, dù có vé thì đến muộn cũng không được vào. Càng không nói đến việc anh ta và Hạ Khiêm còn cố ý dặn dò bảo vệ không được cho bọn họ vào. Chẳng lẽ bọn họ trà trộn vào đây? Hạ Khiêm chậm rãi nói, mấy người nhóm cổ đồng có vé vào, ba tôi và người tổ chức buổi đấu giá có quen biết, nể tình anh xử, tôi có thể để cho bọn họ ở lại. Nhưng cậu, ngay cả vé vào cũng không có lại lẻn vào đây, tuyệt đối không thể bỏ qua. Giọng nói của Hạ Khiêm chợt trở nên lạnh lẽo, ánh mắt cũng xuyên qua nhóm người đồng yên nhiên nhìn về phía Vương Nhất. Anh ta nói rất to, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Khi nhìn thấy cách ăn mặc của Vương Nhất, mọi người lập tức tin lời Hạ Khiêm. Những người ở đây không ai không mặc quần áo đắt tiền, dù áo vest trên người Vương Nhất có giá trị không rẻ, nhưng vẫn không có đủ tư cách tiến vào đây. Đồng yên nhiên lập tức xa sầm mặt, anh ấy là bạn trai của tôi, các người muốn nghi ngờ cả tôi à? Hơn nữa, ai bảo anh ấy không có vé vào? Đồng yên nhiên vừa định nói lại chuyện xảy ra dưới lầu, nhưng Vương Nhất chợt liếc mặt nhìn sang, cô ta lập tức im lặng. Nghe thấy lời nói của Đồng Yên Nhiên, nét mặt Hạ Khiêm, Lục Kiệu và Sử Kiến đều trở nên kỳ lạ. Tôi nhớ cậu Vương đã kết hôn rồi mà, cô là người thứ ba sao? Lục Kiệu hỏi Đồng Yên Nhiên bằng giọng điệu châm chọc. Tôi! Đồng Yên Nhiên lập tức cứng họng, có cảm giác ngậm đắng nuốt cay, khổ nhưng không thể nói thành lời. Cô ta không biết rằng trên hôn lễ của nhà họ Văn, mấy người nhóm Hạ Khiêm đã gặp vợ của Vương Nhất là Lý Khinh Hồng. Sử Kiến cũng như phát hiện ra đại lục mới, cười châm chọc, Đồng Yên Nhiên, cô đường đường là cô cả nhà họ Đồng lại đi làm tình nhân của người ta, tôi nhất định sẽ nói chuyện này với gia chủ, để ông ấy nhốt cô ở nhà. Anh dám! Sắc mặt Đồng Yên Nhiên lập tức trở nên tái mét, cô ta nổi giận quát to. Ánh mắt Vương Nhất trở nên lạnh lùng, nhưng anh cũng không nói mãi về chuyện này, chỉ lạnh lùng hỏi Hạ Khiêm, vậy anh muốn sao? Hạ Khiêm nở nụ cười lạnh lùng. Đơn giản thôi, chúng tôi nghi ngờ anh lén lẻn vào hội trường, để đảm bảo tính an toàn, phải lục soát trước mặt mọi người. Đúng thế. Lục Kiệu cũng hùa theo, nếu không tìm thấy vé vào, anh cứ đợi bên tổ chức đấu giá phạt nặng đi. Hai người nhìn nhau, đều nở nụ cười tự tin. Vì bọn họ từng đưa vé vào cho Vương Nhất, nhưng đã bị từ chối. Bọn họ vẫn còn nhớ cơn tức này, vô cùng tin tưởng rằng Vương Nhất hoàn toàn không có vé vào. Chắc chắn là anh lẻn vào đây. Buổi đấu giá Giang Thành đã tổ chức rất nhiều năm rồi, mỗi năm đều thu hút rất nhiều nhà giàu có máu mặt tham gia, cũng thường có một vài người không có phận sự lẻn vào. Vì thế, lục soát người là một trong những tiết mục không thể thiếu. Trước kia cũng từng xảy ra chuyện như thế. Khoảng 3 năm trước, một người đàn ông áo vải bị cho rằng là tên trộm lẻn vào buổi đấu giá, bên tổ chức đấu giá cũng lục soát người. Nhưng lại tìm ra một tấm thẻ đen bản giới hạn toàn cầu. Sau đó cái tên của ông ta đang vang danh khắp giới kinh doanh. Ông ta tên Thương Kính Tùng, Thương Si nổi tiếng trong thất si. Nhưng trường hợp như thế vẫn là thiểu số, đa số người vẫn có lòng tham, huống hồ bọn họ đã điều tra được thân phận của Vương Nhất rồi, anh chỉ là một tên ở rể bám váy phụ nữ mà thôi. Cho nên Hạ Khiêm và Lục Kiệu nghĩ Vương Nhất chắc chắn là lẻn vào, quyết tâm làm khó anh. Quả nhiên bọn họ vừa nói xong, đã có một ông lão mặc vest xuất hiện. Ông lão có mái tóc hoa râm, nhưng bước đi lại rất vững vàng, hơn nữa trên người còn mang theo một cảm giác thân sĩ quý tộc. Là ông Hàn của ban tổ chức. Nghe nói người tổ chức của mỗi buổi đấu giá đều khác nhau, không ngờ lần này lại là khách khanh của Thương hội Chim Ưng Đỏ, ông Hàn. Xem ra Thương hội Chim Ưng Đỏ rất chú trọng buổi đấu giá lần này. Ông lão tóc bạc vừa xuất hiện. Xung quanh đã vang lên tiếng thẳng thốt, mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Hạ Khiêm lạnh lùng híp mắt lại, tên danh con, cậu toi đời rồi, người tổ chức lần này là khách khanh của Thương hội Chim Ưng Đỏ, ông Hàn là người nổi tiếng công bằng, nếu cậu không thể đưa vé vào ra, tối nay cậu khó mà giữ được mạng mình đấy. Cả các người nữa, Sử Kiến cũng chỉ vào đám người Đồng Yên Nhiên, ra vẻ hả hê, các người thân thiết với tên sao chổi này như thế. Dù không bị đuổi ra ngoài cũng sẽ bị mất tư cách đấu giá, tôi xem cô về nhà ăn nói thế nào. Đồng Yên Nhiên tỏ vẻ vô cùng căng thẳng, đây là lần đầu tiên cô ta tiếp xúc gần với một nhân vật lớn như thế, chỉ khí thế kia đã khiến cô ta không nói được ra tiếng rồi. Trong lúc nhất thời, ngay cả lòng can đảm để nói chuyện cũng không có. Nhưng Vương Nhất lại như không nghe thấy lời của bọn họ,
cười như không cười nhìn ông lão tóc bạc đang từ từ đi xuống. Nhắc tới cũng rất trùng hợp, không ngờ người tổ chức buổi đấu giá hôm nay lại là Hàn Vượng mà anh từng có duyên gặp mặt một lần. Lúc này, ông ta vẫn chưa nhìn thấy Vương Nhất, ông ta đi tới trước mặt Hạ Khiêm, lạnh lùng hỏi, là ai không có vé mà lẻn vào đây? Hạ Khiêm vội chỉ về phía Vương Nhất, ông Hàn, chính là cậu ta, rõ ràng không có vé vào lại lén lẻn vào đây, đúng là không coi ông ra gì. Cả bọn họ nữa, đã đến muộn rồi lại tránh khỏi bảo vệ, lén đi vào đây. Ngay cả Đồng Yên Nhiên mà Sử Kiến cũng không muốn bỏ qua, nói với vẻ mặt dữ tợn. Anh câm miệng cho tôi. Đồng Yên Nhiên nổi giận, vô cùng căm ghét Sử Kiến cáo mượn oai hùng này, cô ta thấy ánh nhìn của Hàn Vượng thì vội nói, ông Hàn, ông đừng nghe bọn họ nói bậy, chúng tôi không lén lẻn vào đây, chúng tôi hoàn toàn quang minh chính đại đi vào bằng vé. Chậc chậc. Lục Kiệu ngồi một bên, dù không bỏ đá xuống giếng, nhưng cũng lắc đầu cười ha hả, sau đó nhìn về phía Vương Nhất. Cậu Vương, bọn họ làm khó cậu, nhưng tôi thì không, ngược lại, tôi còn sẽ giúp cậu. Anh ta chỉ về phía Lãnh Nhan, vẻ đẹp của cô gái này rất thu hút tôi, chỉ cần cậu Vương đồng ý để tôi với cô ấy làm quen, sau này cậu sẽ là anh em của tôi, giúp đỡ anh em, tôi tuyệt đối không chối từ. Những nơi thế này đương nhiên phải nói lời xã giao, Lục Kiệu cũng xứng đáng với danh hiệu cậu chủ phong lưu, sẵn lòng đổi phe vì người đẹp. Nhưng Vương Nhất chỉ cười khẽ một tiếng, cũng không quan tâm đến điều kiện Lục Kiệu nói, mà chỉ dí dỏm nói với Hàn Vượng, ông Hàn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nghe thấy giọng nói này, Hàn Vượng mới nhìn về phía Vương Nhất, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, cậu là người lẻn vào đó à? Vương Nhất không trả lời, chỉ cười nhạt hỏi lại, ông đoán xem. Hàn Vượng trở nên im lặng một cách hiếm thấy, nét mặt nghiêm túc. Thấy cảnh này, mấy người nhóm Hạ Khiêm, Lục Kiệu đều ngây người, ngay cả Đồng Yên Nhiên cũng sửng sốt. Anh có quen biết với ông Hàn ư? Hàn Vượng im lặng một lúc lâu mới nói với giọng điệu chắc chắn, tôi không tin cậu Vương sẽ làm chuyện lẻn vào đây. Nghe thấy lời này, mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Mấy người nhóm Đồng Yên Nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt Hạ Khiêm và Lục Kiệu lại thay đổi. Bọn họ đang định lên tiếng thì Hàn Vượng lại nói, nhưng tôi cũng tin là không có lửa làm sao có khói. Vì thế, Hạ Khiêm và Lục Kiệu lại yên tâm, còn Đồng Yên Nhiên lại trở nên căng thẳng. Trong mắt Vương Nhất lóe lên ánh mắt sắc bén, có nghĩa là ông vẫn muốn soát người. Hy vọng cậu Vương thông cảm. Dưới ánh nhìn của Vương Nhất, Hàn Vượng càng thấy áp lực hơn, nhưng ông ta vẫn nghiêm túc nói, vì lý do công bằng, cậu Vương có thể đưa vé vào ra, nếu bọn họ nói sai, tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Lời nói này vô cùng mạnh mẽ. Vừa nói rõ thái độ vừa công bằng với tất cả mọi người. Hạ Khiêm và Lục Kiệu hơi run rẩy, sợ hãi trước khí thế của Hàn Vượng, nhưng trong lòng cũng thoáng thả lỏng. Có điều nghĩ đến kết quả, bọn họ vẫn lấy lại bình tĩnh. Hôm qua bọn họ thấy rõ Vương Nhất không thèm nể mặt ném vé vào của bọn họ đi, mới một ngày trôi qua, sao Vương Nhất lại có vé vào được? Cậu chết chắc rồi. Nét mặt Hạ Khiêm rất độc ác, còn thấp thoáng vẻ khinh thường. Gia chủ bảo anh ta kiểm tra xem Vương Nhất có thật sự vô dụng hay không, đúng là uổng công vô ích. Sử Kiến đang định nói gì đó, nhưng thấy Đồng Yên Nhiên đang vô cùng bình tĩnh, không hề bối rối thì lập tức tỏ vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ anh thật sự có vé vào ư? Hàn Vượng nhìn chằm chằm Vương Nhất đột nhiên cười khẽ, lắc đầu một cái. Sau đó, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, anh lấy ra một xấp vé vào từ trong túi, sau đó tiện tay ném lên. Ào ào, một xấp vé vào thật dày bị Vương Nhất ném thẳng lên không trung, sau đó rơi xuống. Vương Nhất đứng bên trong, dưới ánh đèn mờ tối, nụ cười trên mặt vô cùng tà mị. Yên tĩnh, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Lúc này, sắc mặt của tất cả mọi người đều vô cùng đặc sắc, cả Hàn Vượng cũng trợn to hai mắt, nhìn cảnh này với vẻ khó tin. Hạ Khiêm, Lục Kiều cũng bị cảnh này làm choáng váng, ly rượu trong tay rơi xuống đất cũng không phát hiện ra. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nhiều vé vào như thế, rất khó tin rằng đây là do một tên ở rể không quyền không thế lấy ra. Tôi không hoa mắt chứ, nhiều vé vào thế. Chắc chắn là đang nằm mơ, anh mau véo tôi một cái, xem có phải tôi đang mơ không. Sau sự yên tĩnh là tiếng xôn xao. Mọi người tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, tình cảnh kích thích đến tâm hồn của tất cả mọi người. Không ít người ở đây vì có một vé vào mà nhờ và không biết bao nhiêu mối quan hệ,
tặng vô số quà, bỏ ra trăm cay nghìn đắng mới có được một tấm vé. Ngay cả nhà họ Hạ và nhà họ Lục giàu có nhất Giang Thành cũng chỉ có 5-6 vé mà thôi, nhưng Vương Nhất lại tiện tay ném ra một sấp vé vào. Chênh lệch quá lớn, lớn đến mức không thể chịu nổi. Có người đeo vàng bạc, ăn mặc sang trọng, nhưng lại là người nghèo. Còn có người ăn mặc bình thường, nhưng lại có tiền có quyền làm nghiêng ngả cả thiên hạ. Sự yên lặng này vẫn kéo dài rất lâu, mới bị tiếng quát lớn của Hàn Vượng phá tan. Mau, mau đi điều tra. Hai người phụ nữ nhanh chóng chạy tới, nhanh nhẹn nhặt số vé trên mặt đất lên, lần lượt sắp xếp lại từng tờ. Các cô ấy một người cầm máy quét tia hồng ngoại, một người lật như bay giống như đếm tiền, sau đó đi tới trước mặt Hàn Vượng. Ông Hàn, chúng tôi đã kiểm tra xong, tất cả đều là vé tham dự cuộc đấu giá. Một câu nói ngắn gọn lại làm đồng tử của Hàn Vượng đột nhiên co lại, trong lòng khẽ run lên. Nếu nói lần trước Vương Nhất chỉ thể hiện sự mưu trí, nhìn thấu lòng người trước mặt Hàn Vượng, vậy lần này là quyền thế chân chính. Thời buổi này, cái gì cũng có thể làm giả, vé cũng thế, cho nên bọn họ mới phải dùng máy quét hồng ngoại để tiến hành phân biệt thật giả. Mà những tấm vé này đều là thật, đủ để chứng minh thân phận của Vương Nhất còn vượt xa sự tưởng tượng của ông ta. Hàn Vượng lau mồ hôi lạnh trên trán, trịnh trọng nhận lấy sấp vé này, dùng hai tay trả lại cho Vương Nhất, trầm giọng nói, ngài Vương, chúng tôi đã kiểm tra qua, tất cả đều là vé vào cửa. Tôi xin lỗi ngài vì sự vô lễ của chúng tôi. Ông ta nói xong, cung kính cúi đầu 90 độ. Cảnh tượng như vậy đã kích thích sâu sắc những người ở đó, đặc biệt là hai người Hạ Khiêm và Lục Kiệu đầy vẻ không thể tin nổi. Sao có thể như vậy được? Chắc chắn là sai ở đâu rồi. Nhiều vé như vậy, khẳng định là do anh ta tìm người làm giả. Hạ Khiêm thẹn quá thành giận hét lớn. Lúc chúng tôi chưa lấy ra vé, anh nói chúng tôi lén vào. Bây giờ chúng tôi lấy ra, anh lại nói đó là vé giả. Rốt cuộc anh tự ti tới mức nào mới phải trốn tránh hiện thực như vậy? Đồng Yên Nhiên đứng sau lưng Vương Nhất, nói với vẻ mặt châm chọc. Thật ra lúc nói những lời này, trong lòng cô ta cũng rất chấn động. Cho dù trong lòng tự tin, biết đó là La Chí Viễn cho, nhưng trong chớp mắt khi Vương Nhất ném ra, trong lòng cô ta vẫn cảm thấy vô cùng kích động. Người đàn ông này quá hấp dẫn rồi. Mắt của Đồng Yên Nhiên cũng muốn biến thành ngôi sao, hạ quyết tâm nhất định phải khiến mình trở thành người phụ nữ của anh, cho dù là tình nhân không công khai cũng được. Lời Hạ Khiêm nói cũng chọc giận Hàn Vượng, ông ta lạnh lùng liếc nhìn Hạ Khiêm, trầm giọng nói, sao hả? Cậu đang nghi ngờ tôi à? Gương mặt Hạ Khiêm lập tức thay đổi, vội vàng lắc đầu, tôi không dám. Tôi chỉ không tin anh ta có thể thật sự lấy ra nhiều vé như vậy thôi. Hàn Vượng cười lạnh, cậu làm sao có thể đoán được thủ đoạn của ngài Vương? Cậu còn không mau xin lỗi ngài Vương đi. Ông ta nói lời này với giọng run rẩy, thật ra không phải cố ý lấy lòng, mà thủ đoạn do Vương Nhất thể hiện ra trong hai lần gặp mặt làm ngay cả ông già đã sống hơn nửa đời người như ông ta cũng cảm thấy khiếp sợ. Không nói lần này, chỉ riêng lần trước anh dùng mưu trí giành lấy tập đoàn Cự Phong, người bình thường đã không thể làm được. Ông ta có dự cảm, nếu mình đối phó với người thanh niên này, sẽ chết thế nào cũng không biết. Hạ Khiêm lập tức trợn trừng mắt, ông Hàn, ngài bảo tôi xin lỗi một người tới ở rể à? Cậu không muốn. Vẻ mặt Hàn Vượng lập tức trở nên thâm trầm, trong đôi mắt già nua chợt lóe lên chút sát khí. Ông ta đã liên tục hai lần suýt nữa thành người đối địch với Vương Nhất, chắc chắn đã làm anh cảm thấy vô cùng bất mãn. Nếu ông ta không làm gì đó, có lẽ sẽ không còn cách nào cứu vãn được nữa. Hạ Khiêm nghiến răng nói, không phải tôi không muốn mà không có khả năng này. Anh ta chắc chắn đã dùng thủ thuật che mắt nào đó, mới lừa gạt ánh mắt của ông Hàn. Trong trường hợp này, ngay cả vợ anh ta còn không có tư cách tham gia, anh ta là một người tới ở rể, có tư cách gì tham gia chứ? Láo xược. Hàn Vượng hét lớn một tiếng, tát một phát thật mạnh vào mặt anh ta, ngay cả gia chủ nhà các cậu cũng không dám trái lệnh tôi, cậu chỉ là một kẻ nối dõi nhà họ Hạ nhỏ bé cũng dám tranh luận với tôi à? Lời này vừa nói ra, bầu không khí ở đây lập tức trở nên nặng nề. Mọi người câm như hến, thậm chí còn không dám thở mạnh. Hạ Khiêm không khỏi liếc nhìn Lục Kiệu, mong Lục Kiệu có thể lên tiếng ủng hộ anh ta. Không ngờ Lục Kiệu lúc trước vẫn ung dung, thoáng cái không lên tiếng, vẻ mặt lại trở nên nghiêm trọng. Nhà họ Hạ và nhà họ Lục có quan hệ thân thiết mấy đời, cho nên hai người cũng thường đi cùng nhau.
Chính Hạ Khiêm rót quan niệm Vương Nhất là người tới ở rể cho anh ta. Nhưng bây giờ, anh ta cảm thấy tình hình rõ ràng không đúng. Đây đâu phải là người tới ở rể chứ. Rõ ràng là một cậu chủ gia đình quyền quý, có bối cảnh mạnh. Sau đó, Vương Nhất chưa từng nói một câu nào, chỉ bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt. Vì vậy, ánh mắt Hàn Vượng càng thêm thâm trầm, nếu cậu không xin lỗi thì lập tức cút ra khỏi đây cho tôi, đồng thời bị xóa tên ở đây. Từ nay về sau, cậu không được tham dự đấu giá nữa. Vẻ mặt Hạ Khiêm cuối cùng trở nên tái nhợt, hít sâu một hơi. Nếu nhà họ Hạ bị xóa tên, vậy gia chủ chắc chắn sẽ không tha cho mình. Anh ta nghĩ đến đây, sắc mặt không ngừng giãy giụa. Sau khi do dự thật lâu, anh ta vẫn đi tới trước mặt Vương Nhất, cung kính cúi đầu 90 độ với anh. Ngài Vương, tôi sai rồi, hy vọng ngài đừng để tâm. Vương Nhất lại cười nhạt, nhìn anh ta với vẻ đùa cợt, nói một câu xin lỗi là xong sao. Hạ Khiêm nghe vậy, vẻ mặt càng thêm khó coi. Anh ta biết, Vương Nhất muốn truy cứu chuyện này tới cùng. Quả nhiên, sau khi Vương Nhất nói xong, Hàn Vượng lập tức nghiêm sắc mặt, trịnh trọng nói, ngài Vương có yêu cầu gì, cứ việc nói ra. Dù sao, tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Không liên quan đến ông. Vương Nhất khoát tay, ngược lại làm trong lòng Hàn Vượng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chỉ thấy tầm mắt của anh đột nhiên nhìn sang Sử Kiến vẫn không nói gì. Sau khi anh móc ra một sấp vé, anh ta lại chưa từng nói một câu nào. Ngay lập tức, toàn thân Sử Kiến run rẩy lợi hại, có cảm giác như bị thú dữ theo dõi. Vương Nhất chỉ vào anh ta, nhìn Hạ Khiêm, anh rất thân với anh ta à? Lời này vừa nói ra, ai nấy đều biết anh muốn ra tay với Sử Kiến. Trên mặt Đồng Yên Nhiên hiện ra một nụ cười lạnh, trong lòng không ngờ lại có cảm giác sảng khoái vì báo được thù. Gương mặt Sử Kiến trở nên tái nhợt, vẻ mặt căng thẳng nhìn Hạ Khiêm. Trong lòng anh ta không ngừng cầu khẩn, hy vọng Hạ Khiêm đừng vứt bỏ anh ta. Nhưng trong lòng Hạ Khiêm bình tĩnh hơn nhiều, lạnh lùng liếc nhìn Sử Kiến, dứt khoát lắc đầu, không thân. Tôi tính gặp anh ta để sau này nâng đỡ anh ta trở thành gia chủ nhà họ Đồng, để tiện về sau thao túng anh ta mà thôi. Dù sao một thế lực ngầm khổng lồ như vậy vẫn có sức cám dỗ rất lớn. Nếu anh không muốn anh ta lên, tôi có thể lập tức vứt bỏ anh ta. Cả nhà họ Lục tôi cũng vậy. Lúc này, Lục Kiệu mở miệng rất đúng lúc, nói, anh ta chỉ có giá trị lợi dụng đối với chúng tôi thôi, không hơn. Trong nháy mắt, gương mặt Sử Kiến trở nên trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy. Bịch! Anh ta lập tức quỳ rạp xuống trước mặt Hạ Khiêm và Lục Kiệu, năn nỉ, cậu Lục, cậu Hạ, cầu xin các cậu đừng vứt bỏ tôi. Chờ tôi thành gia chủ nhà họ Đồng, tôi chắc chắn sẽ chỉ nghe theo các cậu. Cút cho tôi! Hạ Khiêm đá anh ta ngã lăn ra, đầy vẻ lạnh lùng, tôi có thể nói rõ cho anh biết, với loại người như anh thì vĩnh viễn không thể trở thành gia chủ được đâu. Vương Nhất nhìn đến đây, cuối cùng đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ. Đừng có lần sau nữa. Trong chớp mắt, bất kể là Hạ Khiêm hay Lục Kiệu đều giống như rơi vào trong hầm băng. Cả đại sảnh đấu giá hoàn toàn im ắng, chỉ có lời nói lạnh lùng lãnh đạm này vang vọng. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Vương Nhất. Không hề nghi ngờ, người thanh niên này là người bắt mắt nhất ở đây. Anh không chỉ ném ra một nắm vé, còn khiến ông Hàn bên phía đấu giá cũng phải cẩn thận đối xử, không tiếc đắc tội hai cậu cả của nhà họ Hạ và nhà họ Lục, cũng muốn lấy lòng Vương Nhất. Mọi người không khỏi suy nghĩ nhiều, cảm thấy tò mò về thân phận của người thanh niên này. Reng reng. Đúng lúc này, điện thoại di động của Hàn Vượng đổ chuông. Ông ta vừa nhìn qua tên người gọi tới, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Hội trưởng. Giọng điệu ông ta lộ vẻ cung kính, thậm chí cơ thể không nhịn được mà cung kính cúi người. Trong phút chốc, không biết người bên kia điện thoại nói gì, vẻ mặt Hàn Vượng nhất thời sửng sốt, sau đó đồng tử đột nhiên co lại, ánh mắt nhìn về phía bóng lưng Vương Nhất không ngờ còn cực kỳ khủng hoảng. Vẻ mặt ông ta nghiêm túc, vâng, hội trưởng, tôi chắc chắn sẽ chiêu đãi tốt. Mọi người nghe vậy cảm giác đầu óc mơ hồ. Không rõ vì sao chỉ một cuộc điện thoại đã khiến ông Hàn phải cúi đầu khom lưng, không hề có dáng vẻ cao ngạo của bên đấu giá. Trong nháy mắt, Hàn Vượng không ngờ chạy chậm tới trước mặt Vương Nhất đang nhắm mắt dưỡng thần, dưới ánh mắt chăm chú, đầy chấn động của mọi người. Ngài Vương, không biết tôi xử lý như vậy, ngài có thấy hả giận không? Trên gương mặt già nua không ngờ lộ ra vẻ nịnh nọt và lấy lòng. Vương Nhất mở mắt ra, khẽ cười,
danh tiếng nguyên tắc công bằng của ông Hàn đã được truyền xa, tôi đương nhiên thỏa mãn rồi. Có thể khiến cho ngài Vương thỏa mãn, vậy đương nhiên thì tốt rồi. Hàn Vượng lén lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó đầy vẻ nghiêm túc nói, ngài Vương, buổi đấu giá sẽ lập tức bắt đầu. Nếu ngài nhìn chúng vật gì, cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ đưa cho ngài. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đó đều kinh hãi. Ai nấy đều trợn tròn mắt giống như nhìn thấy quỷ. Từ khi buổi đấu giá được tổ chức đến nay, chưa từng xuất hiện chuyện phía đấu giá chủ động giao đồ, để lấy lòng khách. Vương Nhất lại nhíu mày, không phải ông coi trọng công bằng sao? Làm vậy đâu còn được tính là công bằng nữa. Cậu chủ không thiếu tiền. Lãnh Nhan phía sau cũng lạnh lùng cười, lãnh đạm nói. Sắc mặt Hàn Vượng không ngừng thay đổi, mồ hôi lạnh khó lắm mới thu vào lại xuất hiện, cúi đầu khom lưng liên tục nhận sai. Dạ dạ dạ, ngài Vương dạy phải, là tôi đường đột. Ngay cả người tổng phụ trách của hội thương mại biết được thân phận của Vương Nhất cũng phải cẩn thận chiêu đãi. Ông ta là khách lại thậm chí liên tục hai lần suýt nữa xúc phạm anh. Hàn Vượng muốn làm gì đó để cứu vãn hình tượng, không ngờ nịnh nọt không đúng chỗ. Chỉ là cảnh tượng như vậy càng kích thích trái tim của mọi người ở đó. Bọn họ vốn tưởng ông Hàn bên phía đấu giá chỉ thưởng thức người thanh niên này, không ngờ. Là thần phục. Hoàn toàn thần phục vô điều kiện. Ánh mắt Đồng Yên Nhiên nhìn về phía Vương Nhất đều sắp biến thành sao, thầm hận tại sao mình không gặp được Vương Nhất sớm hơn. Nhưng bây giờ vẫn không tính là quá muộn. Cô ta thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bám lấy Vương Nhất bên cạnh. Nhưng Hạ Khiêm, Lục Kiệu không nhìn thấy được cảnh tượng này. Bọn họ mua phòng VIP, lúc này đã đến trong phòng VIP của mình. Hạ Khiêm và Lục Kiệu dùng một phòng VIP, một mình Sử Kiến dùng một phòng VIP. Bộp! Hạ Khiêm vừa vào phòng đã đấm mạnh một phát lên trên vách tường, khinh người quá đáng. Hạ Khiêm tôi đã bao giờ bị thua thiệt như vậy chứ? Lục Kiệu ngược lại ung dung ôm hai người đẹp nhưng sắc mặt vô cảm. Khiêm, bớt giận đi. Theo tôi thấy, có lẽ thằng nhóc này không đơn giản như bề ngoài đâu. Nếu anh ta quả thật là người tới ở rể, có thể có tự tin như vậy sao? Cô cả nhà họ Đồng sẽ cam tâm tình nguyện làm tình nhân của anh ta sao? Lời Lục Kiệu nói đã khiến Hạ Khiêm thoáng bình tĩnh lại, đột nhiên giận dữ nhìn về phía Lục Kiệu, sao vừa rồi anh không nói giúp tôi? Lục Kiệu thả người đẹp ra, vẻ mặt lạnh lùng, trong tình huống như vậy, tôi có thể giúp gì được cho anh chứ? Quan hệ của chúng ta còn chưa tốt đến mức tôi phải chịu đòn cùng anh. Lời nói này vô cùng châm chọc, Hạ Khiêm lại hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Đúng vậy, cho dù hai người bọn họ qua lại rất gần, nhưng dù sao cũng đại biểu cho hai gia đình quyền quý, có thể cùng đánh thiên hạ nhưng không thể cùng hưởng chung thiên hạ. Theo tôi, vấn đề xảy ra ở trên tin tức. Sao anh nói Vương Nhất là một gã con rể vô dụng, không có chút triển vọng nào? Ánh mắt Lục Kiệu chấp hiện, nhìn thẳng vào Hạ Khiêm. Vẻ mặt Hạ Khiêm cũng lập tức trở nên khó coi. Không hề nghi ngờ, tin tức này là do người khác báo cho Hạ Khiêm biết. Nhưng anh ta không nói rõ, chỉ lộ vẻ hung ác, tôi không nuốt trôi được cơn giận này. Anh vẫn muốn ra tay sao? Sắc mặt Lục Kiệu thoáng thay đổi, vội vàng xua tay, lúc này, tôi cũng không theo anh được. Buổi đấu giá bắt đầu rồi, đấu giá trước đã. Trong buổi đấu giá lần này có huy hiệu thân phận chi nhánh của Vương Thị Yến Đô. Phần lớn mọi người ở đây đều tới vì huy hiệu này. Ánh mắt Hạ Khiêm lạnh lùng, chỉ cần tôi mua được huy hiệu này, tôi lại có thân phận chi nhánh của Vương Thị Yến Đô, thừa sức chừng trị một tên ở rể. Bên phía khác, Hàn Vượng nhìn đồng hồ, cao giọng nói, bây giờ tôi tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Mời các vị khách tham dự đấu giá chuẩn bị sẵn sàng. Lời này vừa nói ra, Đồng Yên Nhiên lập tức đặt tay lên trên cái nút, chuẩn bị sẵn sàng đấu giá. Cô ta nhất định phải lấy được củ nhân sâm nghìn năm này. Lãnh Nhan lại nói nhỏ bên tai Vương Nhất, cậu chủ, vừa nãy tôi lẻn vào xem thử, hình như buổi đấu giá lần này có huy hiệu thân phận Vương Thị Vương tộc của Yến Đô. Vương Thị Yến Đô. Vương Nhất nhướng mày, trong mắt thoáng kinh ngạc, sau đó đã bình tĩnh lại. Đúng lúc này, ánh đèn trên đài tăng mạnh. Một người phụ nữ cao gầy mặc váy dạ hội dài quét đất đi tới vị trí trung tâm, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Các đường nét trên gương mặt cô ta tinh tế, gương mặt xinh đẹp, khí chất trên người còn hơn hẳn một số minh tinh lớn. Đó chính là người chủ trì đấu giá tối nay. Vương Nhất cũng nhìn cô ta. Lúc này,
bên tai anh vang lên một giọng nói bất mãn. Hôm nay anh là bạn trai của tôi, anh không được phép nhìn người phụ nữ khác, chỉ có thể nhìn tôi. Vương Nhất nhíu mày, quay đầu nhìn Đồng Yên Nhiên với vẻ mặt bất mãn, cô ta là người chủ trì đấu giá, tôi không nhìn cô ta thì nhìn ai? Còn chưa tới lượt thứ chúng ta muốn đấu giá, anh có thể nhìn tôi trước. Đồng Yên Nhiên chủ động nhích lại gần. Bạch Yến ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đều là phụ nữ, cô ta không làm được loại chuyện chủ động nhào vào lòng như vậy. Chân mày Vương Nhất càng nhíu chặt hơn, đang muốn mượn cớ rời đi, Đồng Yên Nhiên chủ động dựa qua lại đột nhiên ngồi lại vị trí của mình, giơ tay chỉ trên đài với tâm trạng kích động. Nhanh lên, thứ tôi muốn đã bắt đầu rồi. Vương Nhất nghe tiếng kêu thì nhìn lại, chỉ thấy món đồ đấu giá đầu tiên đã được đưa lên. Người đẹp người chủ trì đấu giá đang giới thiệu không ngừng. Đó chính là nhân sâm ngàn năm. Vật đấu giá đầu tiên của tối nay là một củ nhân sâm nghìn năm mọc ở trên Thái Hành Sơn. Giá khởi điểm là 6 tỷ. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 300 triệu. Bắt đầu đấu giá. Người đẹp người chủ trì đấu giá cầm một cái búa nhỏ màu vàng trong tay, gõ nhẹ một cái. Đồng Yên Nhiên không ngờ vật đấu giá ở lượt đầu tiên chính là nhân sâm nghìn năm mà mình cần. Cô ta không do dự nữa, lập tức ấn luôn nút đấu giá. Vương Nhất nhìn thấy cảnh tượng này cũng khẽ lắc đầu. Nói cho cùng, Đồng Yên Nhiên vẫn không hiểu về trường hợp đấu giá này. Thứ tự vật đấu giá trong buổi đấu giá đều căn cứ vào giá trị và chất lượng hàng hóa từ cao tới thấp để quyết định, người có thể tham dự không giàu thì có địa vị cao quý. Cho dù nhân sâm nghìn năm quý hiếm nhưng giá trị không tính là quá cao, so với tranh chữ, tranh cổ khác thì căn bản chẳng đáng kể tới. Đương nhiên được xếp lên đầu. 6 tỷ 300 triệu. Đồng Yên Nhiên nhập số tiền vào. Cô ta còn tưởng không có ai tranh cướp với mình, không ngờ chỉ qua 3 giây, phòng VIP trên tầng đã tăng giá. 9 tỷ. Sử kiến. Trong đôi mắt đẹp của Đồng Yên Nhiên đầy vẻ giận dữ. Cô ta xuyên qua tấm kính trong suốt ở tầng 2, có thể thấy một người đàn ông đang ngồi ở bên cửa sổ, nhìn cô ta cười với vẻ mặt dữ tợn. Chính là Sử Kiến. Đồng Yên Nhiên, tôi biết tính toán của cô còn không phải nghĩ mua được nhân sâm nghìn năm này, có thể kéo dài thêm ngày nào hay ngày đó à? Tôi sẽ không cho cô được như ý đâu. Hai mắt anh ta đỏ ngầu, trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn mang tính báo thù, số cô phải cưới người khác, cô không thay đổi được đâu. Trong phòng có micro, có thể trực tiếp truyền giọng nói bên trong ra ngoài. Đồng Yên Nhiên nghe Sử Kiến nói vậy, gương mặt lạnh lùng. Cô ta không trả lời. Tiếp tục tăng giá. 12 tỷ. Sử Kiến không hề do dự, cũng tăng giá theo. 15 tỷ. Cả hiện trường, ngoài bọn họ đấu giá ra, những người khác đều không tham dự. Chỉ là một củ nhân sâm nghìn năm, bọn họ căn bản coi thường. Mục tiêu của phần lớn mọi người vẫn ở phía sau. 21 tỷ. 24 tỷ. 30 tỷ. Sau khi đấu giá đến 30 tỷ, Đồng Yên Nhiên đột nhiên không lên tiếng nữa. Sắc mặt hơi khó coi. Trước khi tới Giang Thành, Đồng Yên Nhiên tưởng 30 tỷ là đủ mua một củ nhân sâm nghìn năm rồi, cho nên trong thẻ chỉ có chừng đó tiền. Bây giờ Sử Kiến lập tức đẩy số tiền lên đến 30 tỷ, đã ngang với số tiền của cô ta có. Nếu cô ta muốn tiếp tục tăng giá, nhất định phải đưa ra giá cao hơn 30 tỷ. Nhưng vấn đề là cô ta không lấy ra được. Dùng của tôi đi. Bạch Yến đưa thẻ tới. Đồng Yên Nhiên lập tức kinh ngạc nhìn về phía cô ta. Bạch Yến mỉm cười, nếu không nhờ có cô, bây giờ tôi chắc hẳn đã bị ép phải lấy Sử Kiến. Trong đó có 9 tỷ, chắc hẳn có thể giúp được phần nào. Vương Nhất không khỏi nhìn cô ta, bỏ qua chuyện khác không nói, con người cô ta thật ra không tệ. Cảm ơn. Đồng Yên Nhiên vội vàng cảm ơn. Sắc mặt Sử Kiến đầy vẻ thâm trầm, nhìn chằm chằm vào Bạch Yến. Đồ khốn này tưởng đưa tiền cho cô ta thì tôi không mua nổi sao. Còn không chờ Đồng Yên Nhiên tăng giá, anh ta đã tăng giá tiếp. 45 tỷ. Đồng Yên Nhiên và Bạch Yến đô choáng váng, không ngờ Sử Kiến sẽ bỏ ra 45 tỷ để mua một củ nhân sâm nghìn năm. Người chủ trì đấu giá cười đến không ngậm được miệng, ngài ở tầng 2 ra giá 45 tỷ, còn ai cao hơn không? Cô ta vốn tưởng một củ nhân sâm nghìn năm nhiều nhất chỉ tăng đến 15 tỷ là dừng. Không ngờ bị ép đến 45 tỷ. Vậy chính là tròn 30 tỷ lợi nhuận đấy. Tiền trích phần trăm của cô ta sẽ lập tức tăng thêm mấy triệu. Vẻ mặt Đồng Yên Nhiên cực kỳ khó coi, chất vấn,
anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Nếu chỉ dựa vào nhà họ Đồng, anh ta căn bản không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Vậy chỉ còn lại có một kết quả, có người đang giúp đỡ anh ta. Sử Kiến cười lạnh, cô không cần quan tâm tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, cô chỉ cần biết, cô không tranh được với tôi đâu, ha ha ha. Anh ta nói xong thì bắt đầu cười lớn. Anh ta nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Đồng Yên Nhiên, không ngờ có cảm giác vui vẻ vì báo được thù. Bây giờ anh ta đã bị nhà họ Hạ và nhà họ Lục vứt bỏ, cũng hoàn toàn đánh mất khả năng cạnh tranh làm gia chủ, trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ, đó là trả thù. Thứ mà anh ta không có được, Đồng Yên Nhiên cũng đừng mong có được. 60 tỷ. Vào lúc Sử Kiến đang cười như điên, giọng nói bình tĩnh của một người đàn ông đột nhiên vang lên. Tiếng cười của anh ta lập tức dừng lại, cả hiện trường hoàn toàn im ắng. Ai nấy đều nhìn về phía Vương Nhất vừa lên tiếng. Khốn kiếp, lại là mày. Cơ mặt Sử Kiến giật mạnh, trên trán chảy xuống rất nhiều mồ hôi. Tính cả tài chính mà Hạ Khiêm và Lục Kiệu trợ giúp anh ta lúc trước, anh ta cũng chỉ có 75 tỷ mà thôi. Vương Nhất lập tức tăng giá lên tới sát mức anh ta có thể tiếp nhận được, làm anh ta lập tức cảm giác được áp lực cực lớn. Vương Nhất, cảm ơn anh. Gương mặt Đồng Yên Nhiên đầy vẻ cảm kích, nếu điều kiện cho phép, cô ta sẽ lấy thân báo đáp ngay tại chỗ. 75 tỷ. Nhưng Sử Kiến lại tăng giá trong nháy mắt tiếp theo. Anh ta gần như hét lên mấy từ này. Ánh mắt mọi người lại nhìn Vương Nhất, muốn xem thử anh có thể còn tăng giá nữa không. 150 tỷ. Vẻ mặt Vương Nhất bình tĩnh hô giá. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đó đều kinh hãi. Cái miệng nhỏ nhắn của người đẹp người chủ trì đấu giá trên đài hơi mở ra, mắt đẹp trợn trừng rất không có hình tượng, nhìn Vương Nhất với vẻ không thể tin nổi. Những người khác cũng đờ ra, thoáng cái tăng gấp đôi, còn cho người khác sống nữa không? Đặc biệt là sau khi Vương Nhất nói ra giá tiền này, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, giống như anh hô lên không phải là 150 tỷ mà chỉ là 150.000 thôi vậy. Sử Kiến đứng ngây người trước cửa kính, vẻ mặt khó có thể tin nổi. Anh ta mới lần đầu tiên nhìn thấy có người thoáng cái tăng giá lên gấp đôi như vậy. Trong lòng anh ta tự nhiên sinh ra một cảm giác bất lực. Nhưng vẻ mặt anh ta nhanh chóng lại trở nên dữ tợn, giận dữ hét lên, tôi không tin anh ta có thể lấy ra 150 tỷ. Nhỡ đâu anh ta chỉ tùy tiện báo giá thì sao? Bảo anh ta trả tiền, nếu không trả nổi thì ném anh ta ra ngoài. Hỗn xược! Hàn Vượng đang ngồi trong góc lập tức đứng lên, vẻ mặt thâm trầm tức giận gầm lên một tiếng, cậu dám chất vấn ngài Vương. Người đẹp người chủ trì đấu giá nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt, mỉm cười nói, mời ngài thanh toán tiền với hậu trường. Một người đàn ông mặc vest lập tức đi tới trước mặt Vương Nhất, trong tay cầm một cái khay màu đen. Vương Nhất liếc nhìn Lãnh Nhan. Lãnh Nhan lập tức hiểu ý, tiện tay móc ra một thẻ đen cao quý, đặt lên trên khay. Người đàn ông mặc vest cung kính cúi người, sau đó rời đi. 10 phút sau, anh ta cầm khay trở về, hai tay cầm thẻ đen đưa trả lại cho Lãnh Nhan. Thưa cô, tiền trong thẻ đã bị trừ, còn lại. Nhân viên báo ra một chuỗi những con số, mọi người xung quanh không nghe được nhưng Đồng Yên Nhiên và Bạch Yến bên cạnh lại bịch một tiếng, ngã ngồi xuống ghế, vẻ mặt đầy kinh hãi, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn. Chuyện này cũng được truyền đến trong tai của người đẹp người chủ trì đấu giá và Hàn Vượng. Hai người đều lập tức ngẩn người. Sau đó, thái độ của hai người càng thêm cung kính. Chúc mừng ngài đã có được bảo bối trong túi. Người đẹp người chủ trì đấu giá vỗ tay đầu tiên, ở hiện trường cũng lần lượt có người vỗ tay theo. Cho dù bọn họ không biết trong thẻ còn lại bao nhiêu tiền, nhưng từ phản ứng của người chủ trì đấu giá và ông Hàn có thể thấy đó chắc chắn là một con số trên trời. Sử Kiến nhìn cảnh tượng này, hai mắt đờ đẫn thì thào tự nói. Không thể như vậy được, không thể như vậy được. Hàn Vượng nhìn Sử Kiến với ánh mắt sắc bén, đột nhiên vung tay lên, đuổi cậu ta ra ngoài, đánh gãy hai chân và ném ra. Đừng mà, ông Hàn, tôi sai rồi. Gương mặt Sử Kiến lập tức tái nhợt, xoay người muốn trốn. Nhưng hai người áo đen nhanh chóng xông vào, kéo Sử Kiến ra ngoài. A! Sau đó, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, sau đó không còn một tiếng động nào nữa. Người đẹp người chủ trì đấu giá cười khanh khách. Xảy ra chút chuyện nhỏ, đã làm các vị chế giễu rồi. Chẳng qua đây chính là quy định của chúng tôi, ai dám gây sự, bên phía đấu giá chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.
vẻ mặt mọi người ở đó đều trở nên nghiêm túc, câu này còn không phải là đang gõ tất cả đám người bọn họ sao? Được rồi, buổi tiếp tục đấu giá. Vật đấu giá tiếp theo là... Vật đấu giá tiếp theo đều là tranh chữ cổ, giá thật ra còn không bằng vật đầu tiên là nhân sâm ngàn năm. Vương Nhất không tham dự đấu giá nữa, nhắm mắt dưỡng thần giống như đã ngủ rồi. Tiếp theo là vật đấu giá cuối cùng của buổi đấu giá tối nay, huy hiệu chi nhánh Vương Thị của Vương tộc Yến Đô. Người đẹp người chủ trì đấu giá vừa nói ra lời này, hai mắt Vương Nhất đang nhắm chặt lập tức mở. Trong mắt tự nhiên lóe lên một tia sáng. Sau câu này, hiện trường buổi đấu giá trở nên vô cùng yên tĩnh. So với tất cả vật phẩm đã xuất hiện trước đó, rõ ràng huy hiệu thân phận của Vương tộc Vương Thị ở Yến Đô hấp dẫn người khác hơn, dù tất cả vật phẩm cộng lại cũng không có giá trị bằng 1% của nó. Vì nó đại diện cho Vương Thị, một trong 9 vương tộc của Yến Đô, đứng sừng sững trên đỉnh cao quyền lực ở nước Hát, trường tồn trăm năm. Người đẹp đấu giá nhanh chóng cẩn thận bưng ra một cái hộp thủy tinh trong suốt, trong hộp thủy tinh là một huy hiệu ánh vàng rực rỡ. Bên trên có một chữ phồn thể rồng bay phượng múa, Vương. Nhìn huy hiệu này, hô hấp của tất cả mọi người đều trở nên dồn dập. Vương Nhất cũng hơi nheo mắt quan sát nó. Người đẹp đấu giá cười nhẹ nhàng giới thiệu, huy hiệu này là do cậu chủ của Vương Thị Yến Đô đích thân mang đến bán đấu giá. Lúc trước khi nhà tổ của gia tộc sắp xếp lại di vật thì phát hiện có thừa một huy hiệu của Vương Thị. Hơn nữa theo suy đoán thì nó đã có lịch sử 20 mấy năm rồi. Gia tộc từng hỏi tất cả mọi người một lượt, cũng không có ai bị mất huy hiệu thân phận. Vì thế, đây là di vật của một người nhà họ Vương đã mất, để không cũng thế, nên mang đến bán đấu giá. Nếu ai có được huy hiệu này sẽ có thể được xem là thành viên khác họ của Vương tộc Vương Thị ở Yến Đô, được Vương Thị che chở. Nghe thấy câu này, hốc mắt mọi người lập tức đỏ bừng. Người chủ trì buổi đấu giá đã nói rõ, nếu ai đấu giá được huy chương này sẽ có thể trở thành thành viên khác họ của Vương Thị Yến Đô. Một khi trở thành người của Vương tộc Yến Đô, dù chỉ là thành viên khác họ thì cũng sẽ có được lợi ích không thể tưởng tượng nổi, cơ hội cá chép hóa rồng thế này, tất cả mọi người đều không muốn bỏ qua. Trong phòng riêng trên tầng 2, Hạ Khiêm hô hấp dồn dập, kích động đến mức run rẩy. Anh ta liên tục uống 3 ly rượu vang lạnh như băng mới lấy lại được bình tĩnh. Cậu chủ, huy hiệu này. Lãnh Nhan nhìn chằm chằm huy hiệu Vương Thị, rất khó không liên hệ nó với thân thế của Vương Nhất. Nhưng Vương Nhất chỉ hờ hững nhìn cô ta một cái, Lãnh Nhan lập tức im lặng. Vương Triều lấy lại tinh thần, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Cùng lúc đó, trong phòng riêng nào đó của buổi đấu giá. Một người phụ nữ chói mắt như sao trên trời tao nhã ngồi bên trong, trong phòng VIP ánh đèn mờ tối, mặt cô ta bị khuất trong bóng tối, nhưng nhìn từ khí chất cổ điển của cô ta, có thể thấy cô ta chính là tiêu điểm hiếm thấy trong buổi đấu giá tối nay. Bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông anh Tuấn mặc vest trắng, nửa người trên của anh ta cũng bị bóng tối che khuất. Anh ta cười nhẹ nhàng, đây đúng là thành phố bên ngoài Yến Kinh, chỉ một huy hiệu của chúng ta đã khiến bọn họ điên cuồng như thế rồi. Sự kiêu ngạo từ trong xương tủy đó khiến người phụ nữ bên cạnh hơi cau mày, tôi cũng đến từ thành phố bên ngoài Yến Kinh. Người đàn ông khẽ mỉm cười, nhưng em sinh ra ở Vương tộc Yến Đô, trong người có dòng máu của Vương tộc. Người phụ nữ im lặng một lúc lâu sau đó nhìn một người đàn ông bên dưới, có một vài người cũng như thế. Người đàn ông cười. Em đang nói tên ở rể nhà họ Lý kia à? Cậu ta là ngoại lệ. Nói xong, người đàn ông cười châm chọc, hơn nữa, cậu ta cũng không được xem là người của Vương Thị chúng tôi. Một ngày nào đó, các người sẽ phải hối hận. Người phụ nữ nói rất chân thành, nhưng người đàn ông lại không thèm để tâm. Vậy cứ đợi đến ngày đó rồi tính, lần này tôi đến Giang Chiết là để tìm, Di Châu thất lạc trong dân gian của gia tộc chúng tôi. Tùy anh vậy. Người phụ nữ không còn hứng thú nói chuyện nữa, tiếp tục theo dõi buổi đấu giá bên dưới. Mau ra giá đi. Bên dưới có người nôn nóng thúc giục. Người đẹp đấu giá khẽ mỉm cười, sau đó nói, huy hiệu thân phận của Vương tộc Vương Thị ở Yến Đô, được đấu giá với giá khởi điểm là 600 tỷ. Nghe thấy câu này. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không một ai lên tiếng. Rõ ràng không ít người đều chùn bước trước cái giá trên trời như thế. Hạ Khiêm trong phòng VIP trên tầng 2 cũng cứng đờ mặt, 600 tỷ, cái giá này khiến anh ta sợ khiếp hồn. Lục Kiệu ở bên cạnh cười quái gở hỏi, có được không vậy, không được thì đừng mua. Câm miệng, Hạ Khiêm mặt đỏ đến mang tai quát to,
trong mắt lộ vẻ điên cuồng. Dù phải bỏ ra lợi nhuận sau 10 năm cũng phải giành lấy huy hiệu này. Bên dưới vô cùng yên tĩnh, giá khởi điểm 600 tỷ khiến hiện trường vốn đang sục sôi lập tức trở nên im lặng, thậm chí có không ít gia chủ của các gia tộc rời đi trước. Người đẹp chủ trì buổi đấu giá và ông Hàn lại không hề có vẻ lo lắng, giá khởi điểm phải cao như thế là vì loại đi một vài gia tộc không có năng lực tham dự đấu giá, người thật sự muốn có nó, dù táng ra bại sản cũng sẽ giành lấy. 630 tỷ. Cuối cùng cũng có gia chủ của gia tộc không nhịn được run rẩy ra giá. 660 tỷ. 690 tỷ. Có người ra giá trước, nhanh chóng có người đuổi theo, nhưng mức tăng giá vẫn dao động rất nhỏ. Đây đã là giới hạn rồi, số tiền khổng lồ như thế, không khó đoán ra sau tối nay, không ít gia tộc ở Giang Thành sẽ phải đi lùi mấy năm. 900 tỷ. Một tiếng đấu giá hùng hồn vang lên. Lãnh Nhan thầm thở dài, cậu chủ vẫn là có khúc mắc với thân thế của mình. Không ít người nhìn sang, khi nhìn thấy Vương Nhất, bọn họ đều cười khổ, không đấu giá nữa. Trước đó Vương Nhất đã thể hiện sức của anh, khác với mấy người miệng hùm gan sứa như bọn họ, Vương Nhất mới thật sự là người có tư cách cạnh tranh nhất. Xung quanh không có ai lên tiếng nữa. Còn có ai đấu giá nữa không? Thấy xung quanh yên tĩnh, người đẹp đấu giá bắt đầu đếm ngược. 900 tỷ lần thứ nhất, 900 tỷ lần thứ hai, 900 tỷ lần thứ ba, 1.500 tỷ. Người đẹp chủ trì buổi đấu giá đã giơ búa vàng lên, vào lúc đang muốn vỗ xuống thành dao thì một giọng nói khàn khàn đã ngắt lời cô ta. Mọi người đều nhìn sang theo giọng nói, 900 tỷ đã là một cái giá cao rồi, càng không nói đến việc tăng lên 1.500 tỷ. Vương Nhất nhìn sang, khi nhìn thấy là Hạ Khiêm, anh lập tức hiểu ra. Anh ta đang tự tìm đường chết à? Ánh mắt Lãnh Nhan vô cùng lạnh lẽo, huy hiệu này là di vật có thể tiết lộ thân thế của cậu chủ, Hạ Khiêm lại muốn chen chân vào. Đây là nơi đấu giá. Vương Nhất ngăn cản Lãnh Nhan, thản nhiên nhìn thoáng qua Hạ Khiêm, sau đó thu hồi tầm mắt, tiếp tục đấu giá, 1.800 tỷ. Nghe thấy lời này, mọi người đều tỏ vẻ khiếp sợ. Giá của huy hiệu thân phận Vương Thị đã tăng lên đến 1.800 tỷ. Nhưng nó vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi Vương Nhất ra giá, Hạ Khiêm không chút do dự lập tức tăng giá. 2.100 tỷ. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, dần có người phát hiện ra buổi đấu giá trước mắt đã trở thành một buổi cạnh tranh ác ý. Ha 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 ha, thú vị, đúng là thú vị. Trong phòng VIP, người đàn ông mặc vest trắng ngẩng đầu cười to, cười đến mức nước mắt tràn ra. Một huy hiệu thân phận dư thừa của Vương thì tôi lại có thể tăng giá đến 2.100 tỷ ở bên ngoài, đúng là một trò cười. Tranh giành đi, ta cũng muốn xem hai tên ngu xuẩn này có thể tăng giá đến bao nhiêu tiền. Dù anh ta không được chia một đồng nào trong tiền đấu giá, tất cả đều thuộc về thương hội chim ưng đỏ. Anh ta bán huy hiệu này cho thương hội với giá 450 tỷ, nhưng thấy nhiều người điên cuồng vì huy chương này như thế. Anh ta như đang xem một vở kịch buồn cười đến mức phải ôm bụng cười to. Từ đầu đến cuối, người phụ nữ bên cạnh đều lạnh lùng quan sát, không nói một câu. 2.400 tỷ. Vương Nhất không nhanh không chậm nói ra một con số. Cuối cùng sắc mặt Hạ Khiêm cũng trở nên hơi hoảng hốt, đồng thời còn mang theo sự oán hận. Anh ta không ngờ Vương Nhất lại cố chấp muốn cướp huy hiệu này với mình như thế. 2.400 tỷ đã sắp vượt khỏi giới hạn mà anh ta có thể chịu đựng rồi. Vào lúc anh ta đang do dự có nên từ bỏ hay không, anh ta chợt nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất bên dưới, khiến anh ta nhất thời sửng sốt. Đây là ánh mắt gì vậy? Trong sự lạnh lùng mang theo vẻ giễu cợt, như đang cười nhạo anh ta vậy. Sắc mặt anh ta lập tức trở nên u ám, run rẩy nói, 3.000 tỷ. Đây là mức giá cao nhất mà anh ta có thể chịu được. Cao hơn thì anh ta cũng không trả nổi nữa. Dù anh ta hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho Hạ Lãm, bảo gia chủ cho anh ta nhiều tiền hơn, nhưng Hạ Lãm không phải ba của anh ta không dám. Bên dưới vô cùng im lặng, không còn tiếng tăng giá nữa. Vì thế, Hạ Khiêm nở nụ cười dữ tợn, trong giọng nói lộ vẻ điên cuồng. Vương Nhất, dù tôi không biết cậu lấy đâu ra nhiều vé vào như thế, nhưng có tiền mới là quan trọng nhất, cậu không đấu lại tôi đâu. Dù anh ta cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng anh ta vẫn nghĩ vé trong tay Vương Nhất là vé của Lý Khinh Hồng. Người phụ nữ chủ trì buổi đấu giá nhanh chóng đếm ngược. 3.000 tỷ lần 1.
3.000 tỷ lần 2. 3.600 tỷ. Đúng lúc này, giọng nói bình tĩnh của Vương Nhất đột nhiên vang lên. Nụ cười trên mặt Hạ Khiêm lập tức biến mất, thay vào đó là nỗi kinh hãi. Đồng Yên Nhiên cũng nôn nóng nói, anh điên rồi à, bỏ ra 3.600 tỷ để mua một cái huy hiệu nhỏ. Đồng Yên Nhiên không biết Phương Tộc Yến Đô đại diện cho điều gì, chỉ cảm thấy bỏ ra bao nhiêu tiền để mua một huy chương nhỏ là không đáng giá. Vương Nhất không nói gì, im lặng đợi người đấu giá đếm ngược. Khó xử rồi đúng không? Lục Kiệu ngồi trên sofa, ôm người đẹp trong lòng, giễu cợt nói. Nhà họ Lục không tham gia đấu giá, hoàn toàn không có áp lực như Sơn Hải đè lên kia. Câm miệng! Hạ Khiêm nổi giận quát lên một tiếng, như nổi điên nắm lấy tóc mình, trên trán có những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống. 3.600 tỷ, giá cao như thế đã vượt qua phạm vi anh ta có thể chấp nhận được rồi, anh ta đã không còn tiền nữa. Lúc này, người đẹp đấu giá lại bắt đầu đếm ngược. 3.600 tỷ lần thứ nhất. 3.600 tỷ lần thứ hai. Hạ Khiêm nhìn nét mặt của Vương Nhất bên dưới, muốn biết anh thật sự có thể trả 3.600 tỷ hay không. Nếu Vương Nhất chỉ giả vờ, thì anh ta sẽ cắn răng hỏi mượn Lục Kiệu, tiếp tục đấu giá, còn nếu Vương Nhất thật sự có tiền, thì anh ta sẽ từ bỏ. Nhưng từ đầu đến cuối Vương Nhất đều rất bình tĩnh, hoàn toàn không thể nhìn ra suy nghĩ thật sự của anh. 3.600 tỷ lần thứ. Vào lúc người chủ trì đấu giá muốn gõ búa chốt giá, cuối cùng Hạ Khiêm cũng hạ quyết tâm, được ăn cả ngã về không, 4.500 tỷ. 4.500 tỷ, đây đã là lợi nhuận một năm của tập đoàn nhà họ Hạ rồi, vì cái huy hiệu này, có thể nói là anh ta đã bỏ hết vốn liếng. Sau khi ra cái giá này, trong mắt Hạ Khiêm tràn đầy tia máu, anh ta nhìn chằm chằm Vương Nhất. Lần này, Vương Nhất không ra giá nữa, mà lại cười với anh ta, anh thắng rồi. Tôi thắng rồi. Hạ Khiêm tỏ vẻ vui mừng, nhưng còn chưa kịp phản ứng, sắc mặt anh ta đã trở nên cứng đờ. Cậu đang gài tôi. Vương Nhất nhún vai, tỏ vẻ vô tội, tôi chỉ đấu giá cho vui thôi, ai bảo anh theo. Nghe thấy lời này, Hạ Khiêm trợn mắt, trong người như có khí huyết quay cuồng, vô cùng giận dữ. 4.500 tỷ, anh ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế chứ? Cốc cốc cốc. Lúc này, một nhân viên phục vụ mặc vest mở cửa đi vào, mỉm cười nói với Hạ Khiêm, anh Hạ, xin hỏi anh trả 4.500 tỷ này như thế nào vậy ạ? Mặt Hạ Khiêm đỏ như gan lợn, im lặng một lúc lâu mới cười nói, có thể trả tiền theo đợt không, bây giờ tôi chỉ có 3.000 tỷ thôi, 1.500 tỷ còn lại, tôi sẽ trả hết trong vòng một tháng. Nhân viên vẫn nở nụ cười lễ phép, không được thưa anh, nơi này chúng tôi không cho nợ. Nghe vậy, sắc mặt Hạ Khiêm càng nặng nề hơn, nỗi căm hận với Vương Nhất trong lòng cũng cao hơn một bậc. 4.530 tỷ. Đúng lúc này, hiện trường yên tĩnh lại vang lên giọng nói lạnh nhạt của một người phụ nữ. Phụt phụt phụt. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Ngoài Vương Nhất và Hạ Khiêm, còn có người thứ ba có hứng thú với huy hiệu của Vương Thị. Cậu chủ, giọng nói này là... Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Lãnh Nhan hơi thay đổi. Cô ta vô thức nhìn về phía Vương Nhất. Vương Nhất không nói gì, có điều ánh mắt của anh trở nên sâu thẳm hơn. Không ngờ cô ta cũng đến. Hai người Đồng Yên Nhiên và Bạch Yến tỏ vẻ khó hiểu, không biết bọn họ đang nhắc đến ai. Người đẹp đấu giá thoáng sửng sốt, sau đó lập tức tuyên bố, cô này ra giá 4.530 tỷ, còn ai ra giá cao hơn không? Xung quanh không có tiếng đáp lại. Có người ra giá cao hơn, nhân viên kia lập tức rời đi. Hạ Khiêm thở phào một tiếng ngồi sụi lơ xuống sofa, tim đập thình thịch. Giang thành chúng ta lại xuất hiện một người phụ nữ ghê gớm rồi. Lục Kiệu híp mắt, nói một câu với hàm ý sâu xa. Hạ Khiêm lấy lại tinh thần, cũng lập tức nhìn về phía một phòng VIP khác, muốn biết là ai vừa cứu mạng anh ta. Dưới ánh nhìn của mọi người xung quanh, một người phụ nữ với phong cách cổ điển chậm rãi đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng, kiêu ngạo nhìn xuống bên dưới. Kim Thúy Như, nhà họ Kim ở Thiên An. Có người nhận ra cô ta, lập tức trợn mắt hét lên. Không ngờ lại là cô ta. Hạ Khiêm tỏ vẻ khiếp sợ, không biết tại sao, đối diện với người phụ nữ này, anh ta hoàn toàn không có nổi dù là một ý định phản kháng. Trong mắt Vương Nhất có ánh sáng sắc bén lóe lên, anh nhìn chằm chằm bóng dáng xinh đẹp tuyệt trần kia. Kim Thúy Như đột nhiên đảo mắt, cũng nhìn về phía anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau.
tia lửa bắn khắp nơi, bầu không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo. 4.560 tỷ. Sau đó Vương Nhất cất lời, tiếp tục tăng giá. Mọi người đều khiếp sợ. Ai cũng nhìn Vương Nhất và Kim Thúy như bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, không biết tại sao, bọn họ lại cảm thấy hai người này rất xứng đôi. Tôi nhớ ra rồi, 5 năm trước trong hôn lễ của Kim Thúy Như, chú rể không rõ tung tích, người vứt bỏ Kim Thúy Như trong đêm đám cưới chính là Vương Nhất. Đột nhiên có người hô to, nói ra câu chuyện cũ này. Mọi người xung quanh lập tức tỏ vẻ rung động hơn. Giang Thành và Thiên An rất gần nhau, gần như nơi nào xảy ra chuyện lớn, thì nơi khác cũng sẽ biết ngay. Chuyện hôn lễ của Kim Thúy Như 5 năm trước đã xôn xao khắp Giang Thành. Chỉ không ngờ Vương Nhất lại là chú rể bỏ chạy đó. Những người đang có mặt đều không đi, nhìn Vương Nhất và Kim Thúy Như với ánh mắt tràn đầy mong đợi, nhìn hai người suýt trở thành vợ chồng, yêu hận tình thù này. Nhưng sau khi Vương Nhất ra giá, Kim Thúy Như lại ngồi xuống, không đấu giá tiếp nữa. Còn ai ra giá không ạ? Người đẹp đấu giá cũng phát hiện bầu không khí kỳ lạ, không dám làm sôi động bầu không khí thêm nữa, dò hỏi. Không một lời đáp lại. Vì thế, cô ta vội vàng gõ búa chốt giá. Chúc mừng anh Vương lấy được huy hiệu thân phận của Vương tộc Vương Thị Yến Đô. Vương Nhất im lặng, ánh mắt sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì. KTN ngồi trong phòng VIP, nhàn nhã uống rượu vang, không biết rằng sắc mặt của người đàn ông áo trắng ngồi bên cạnh cô ta đã trở nên vô cùng u ám. Đây là có ý gì? Anh ta lạnh lùng chất vấn. Kim Thúy Như buông ly rượu xuống, bình tĩnh nói. Nơi này là nơi đấu giá, ai cũng đều có tư cách tham gia, tôi cũng thấy rất hứng thú với huy hiệu này. Nếu đã thế vì sao chỉ tăng 30 tỷ rồi không tham gia nữa? Người đàn ông càng tỏ vẻ tức giận hơn, anh ta đột nhiên đứng dậy vung tay lên, chuẩn bị tát tới. Kim Thúy Như không hề tránh né, nghênh đón bàn tay của anh ta, còn kiêu ngạo ngẩng mặt lên, đợi anh ta đánh. Cô! Người đàn ông nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay, lạnh lùng nói. Dù gì tôi cũng là chồng chưa cưới của cô, không được có lần sau nữa. Sao anh ta không hiểu mục đích của Kim Thúy Như chứ? Cứu Hạ Khiêm chỉ là thuận tay mà thôi, mục đích chính vẫn là để Vương Nhất giành được huy hiệu này. Sau khi Vương Nhất dùng 4.560 tỷ giành được huy hiệu thân phận của Vương tộc Vương Thị ở Yến Đô, buổi đấu giá này cũng kết thúc. Các gia tộc lớn rối rít rời đi, Vương Nhất làm xong thủ tục bàn giao cũng rời khỏi tòa nhà Thiên Cơ. Dù tiêu tốn 4.500 tỷ, nhưng chút tiền này hoàn toàn không là gì với Vương Nhất, huống hồ thương hội chim ưng đỏ vốn đang do La Chí Viễn quản lý, Vương Nhất coi như bỏ tiền ra mua đồ của mình, di chuyển tiền như thế, vẫn xem như là không tiêu tiền. Hơn nữa so sánh với nhau, Vương Nhất quan tâm huy hiệu này có thể liên quan đến thân thế của anh hay không hơn. Lý Thiên Dương nói rằng anh là trẻ mồ côi, không biết ba mẹ là ai, anh bị đặt trước cửa nhà họ Lý trong một đêm mưa to gió lớn. Lý Thiên Dương thấy anh đáng thương cho nên nhận nuôi anh. Còn về cái tên Vương Nhất, lúc Lý Thiên Dương bế anh vào nhà, thì thấy có người viết hai chữ Vương Nhất trên cánh tay anh. Lý Thiên Dương vừa nuôi dưỡng Vương Nhất lớn lên, vừa đợi xem có người của nhà họ Vương đến gặp hay không, nhưng hoàn toàn không có một ai, tựa như Vương Nhất đã bị quên lãng vậy. Cậu chủ, thế nào rồi, có nhìn ra được gì không? Lãnh Nhan đuổi theo anh, nôn nóng hỏi. Vương Nhất quan sát một lúc lâu, sau đó lắc đầu, hoàn toàn không có manh mối gì. Anh đã ngắm nghía rất lâu, huy hiệu được làm bằng vàng, hoa văn cao quý, ngoài ra thì không còn gì đặc biệt nữa. Lãnh Nhan tỏ vẻ hơi thất vọng, cô ta cũng là trẻ mồ côi, tuổi thơ còn thê thảm hơn cả Vương Nhất, cho nên cô ta thật lòng hy vọng có một ngày Vương Nhất có thể tìm thấy gia đình của mình. Vương Nhất chỉ cười cười, hoàn toàn không thèm để tâm, anh ngắm nghía thêm một hồi, sau đó bỏ vào trong túi. Không tìm thấy thì không phải tìm nữa, dù sao cuộc sống bây giờ cũng rất tốt mà. Thật ra Vương Nhất cũng không coi trọng thân thế của mình cho lắm, chỉ cần gia đình anh và bạn bè người thân bên cạnh ấm áp vui vẻ là được rồi. Còn về huy hiệu này, Vương Nhất tin tưởng sau này nó sẽ có tác dụng. Có nó, sau này dù là Lý Thị hay Tần Thị cũng đều phải đắn đo suy nghĩ rồi. Anh cũng có thể hành động không kiêng dè hơn, dù sao cũng có Vương tộc Vương Thị ở Yến Đô chắn trước mặt mà. Tạm biệt ở đây đi. Vương Nhất cười nói với Đồng Yên Nhiên sau lưng. Hả? Sắc mặt Đồng Yên Nhiên lập tức thay đổi, cô ta còn muốn đi cùng Vương Nhất thêm một lúc nữa, vẫn còn sớm mà,
hơn nữa khó khăn lắm chúng tôi mới có thể đến Giang Thành một lần, không bằng đi trải nghiệm cuộc sống về đêm ở Giang Thành đi. Cô ta không ngừng mời gọi, nhưng Vương Nhất lại lắc đầu, không được, ngày mai vợ con tôi sẽ đến tìm tôi, các cô đi đi. Nói xong, anh dẫn theo Lãnh Nhan rời đi. Đồng Yên Nhiên đứng tại chỗ sửng sốt một lúc lâu, sau đó mới tỏ vẻ mất mát. Lúc này, Bạch Yến đi tới, nhỏ giọng nói, ngày mai vợ anh ta sẽ đến, nếu cô không đi, bị bắt tại trận thì phải làm sao? Đồng Yên Nhiên vô thức gật đầu, sau đó chợt sửng sốt, thẹn quá hóa giận, cô nói cho rõ ràng, cái gì mà bị bắt tại trận, tôi cũng không phải tình nhân của anh ta. Bạch Yến giật mình, vội nói, có phải hay không có quan trọng à, tin tức cô đi cùng với anh Vương hôm nay sẽ nhanh chóng được lan truyền. Bạch Yến cho rằng Đồng Yên Nhiên sẽ sợ, không ngờ cô ta ngẫm nghĩ, sau đó bỗng nhiên sáng mắt lên. Bạch Yến, cô nói đúng trọng điểm rồi. Cô ta kích động nắm lấy bả vai Bạch Yến, sau đó nói, có phải hay không có quan trọng à? Không phải lời đồn cuối cùng cũng sẽ biến thành thật ư? Bạch Yến sửng sốt một lúc lâu, không hiểu tại sao, cô ta cứ cảm thấy hình như bản thân đã truyền bá tư tưởng sai lệch rồi. Ở một hướng khác, Vương Nhất và Vương Nhất đang định lên xe, sau lưng lại chợt vang lên tiếng hét giận dữ. Đứng lại! Vương Nhất quay đầu nhìn lại, sau đó nheo mắt một cách nguy hiểm, là anh. Chỉ thấy cách đó không xa, Hạ Khiêm dẫn theo một đám người đi tới với nét mặt u ám, bao vây lấy Vương Nhất và Lãnh Nhan. Vương Nhất, cậu đúng là chán sống rồi, ngay cả thứ tôi coi trọng mà cũng dám cướp. Hạ Khiêm lạnh lùng quát to, trong mắt có sát khí lượn lờ. Nghe thấy thế, Vương Nhất chỉ cười khẩy, tôi đã cho anh cơ hội rồi, chỉ là anh không thể trả được nhiều tiền như thế mà thôi. Cậu còn dám nói. Lời nói này như kích thích Hạ Khiêm, khiến anh ta càng tức giận hơn, nếu không vì cậu cố ý lên giá, sao giá có thể lên đến 4.500 tỷ chứ? Tôi cũng sẽ không mất mặt trước ông Hàn, đều là cậu gây ra, không cho cậu một bài học, tôi cũng khó dằn lại nỗi hận trong lòng. Nhìn từ số người của đối phương và thời gian hai bên gặp nhau, e rằng Hạ Khiêm đã đợi ở đây từ rất lâu rồi. Có điều Vương Nhất cũng không sợ, anh còn tùy tiện hỏi ngược lại, vậy anh muốn dạy dỗ tôi thế nào? Đơn giản thôi. Hạ Khiêm cười khẩy, giơ hai ngón tay lên, một là đưa huy hiệu thân phận của Vương Thị ra đây, sau đó tự chặt đứt hai tay mình, tôi sẽ tha cho cậu một mạng, hai là phải chết. Sau khi anh ta nói ra chữ chết, mấy người áo đen xung quanh lập tức bao vây, trong tay mỗi người đều cầm một con dao sắc bén, lạnh lùng nhìn bọn họ. Vương Nhất và Lãnh Nhan thấy thế thì đều lắc đầu, xem ra nhà họ Văn bị tiêu diệt và nhà họ Hồ bị cảnh cáo vẫn chưa đủ để anh rút ra một bài học. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Hạ Khiêm càng tươi hơn, nhà họ Văn là do nhà họ Hạ và nhà họ Lục tôi tiêu diệt, nhà họ Hồ là do người của thương hội chim ưng đỏ sau lưng cậu uy hiếp, có liên quan gì đến cậu? Vương Nhất không khỏi bật cười, anh nhìn anh ta với vẻ châm chọc, anh thật sự nghĩ thế à? Thấy Vương Nhất không có ý định đưa huy hiệu ra, nét mặt Hạ Khiêm cũng trở nên dữ tợn, nếu đã thế thì cậu đi chết đi. Anh ta vừa dứt lời, tất cả người áo đen đều tiến lên. Con dao trong tay bọn họ có ánh sáng lạnh lóe lên, bọn họ đồng loạt đâm về phía Vương Nhất và Lãnh Nhan. Vương Nhất và Lãnh Nhan lạnh lùng quan sát, vào lúc Hạ Khiêm cho rằng bọn họ sẽ bị dao đâm chết, thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng động cơ đinh tai nhức óc. Một chiếc Mercedes thương vụ ầm ầm dừng lại, một người đàn ông trung niên mày kiếm mắt sáng, nét mặt nghiêm túc đi xuống. Nhìn thấy người của Hạ Khiêm đang cầm dao trong tay, đang muốn đâm Vương Nhất và Lãnh Nhan. Ông ta lập tức trợn tròn mắt, hét to, dừng tay cho ta. Tiếng quát này tràn đầy khí thế, không chỉ khiến tất cả người áo đen dừng lại mà cả Hạ Khiêm cũng thay đổi sắc mặt. Anh ta quay đầu nhìn lại, không ngờ lại thấy gia chủ đứng sau lưng. Anh ta lập tức hoảng hốt, trợn mắt há mồm, gia chủ, sao ngài lại đến đây? Nếu ta không đến, toàn bộ nhà họ Hạ đều bị cháu làm liên lụy rồi. Sắc mặt Hạ Lãm tái mét. Ông ta đẩy những người áo đen kia ra, nhanh chóng đi tới trước mặt Diệp Huyên, lo lắng hỏi, cậu thế nào rồi, không bị thương chứ? Là ông. Vương Nhất nheo mắt, nhận ra Hạ Lãm là ba của cô gái bị ngất xỉu trước kia. Gia chủ, ngài đang làm gì thế? Cậu ta là tội đồ đã phá hoại chuyện tốt của chúng ta đó. Thấy cảnh này Hạ Khiêm vô cùng khiếp sợ, không nhịn được hỏi. Chát! Hạ Lãm tát anh ta ngã ra đất, vô cùng giận dữ. Đồ có mắt không thấy Thái Sơn, cậu ấy là ân nhân cứu mạng chân đấy,
cháu lại dám ra tay với cậu ấy. Nghe Hạ Lãm nói thế, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đặc biệt là Hạ Khiêm, nếu không vì nửa bên mặt vẫn còn cảm giác đau rát, anh ta cũng không dám tin đây là bị gia chủ đánh. Có điều đây vẫn chưa phải điều khiến anh ta sợ hãi nhất, thứ khiến Hạ Khiêm cảm thấy giật mình là Vương Nhất là ân nhân cứu mạng của em họ anh ta. Sao có khả năng đó chứ? Hạ Khiêm ngây người một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, chỉ vào Vương Nhất lớn tiếng nói, gia chủ, có phải ngài hiểu lầm ở đâu đó rồi không? Tên danh con này hoàn toàn không phải người của Giang Thành, chân còn bị bệnh nặng, không đi ra ngoài, sao cậu ta có thể cứu chân một cách trùng hợp như thế được? Hạ Lãm cười châm chọc, ta đã đích thân gặp gỡ chàng trai trẻ này, chuyện này còn có thể là giả chắc. Hạ Lãm lúc này vô cùng khí phách. Ông ta là gia chủ của nhà họ Hạ giàu có, đương nhiên là rất có khí thế, cho dù là nét mặt hay khí chất của ông ta cũng đều khiến Hạ Khiêm cảm thấy khiếp sợ. Điều khiến anh ta thấy khó tin nhất là gia chủ lại đích thân đi gặp Vương Nhất, sao có thể được chứ? Người trẻ tuổi có quyền có thế ở Giang Thành nhiều như cá qua sông, ai cũng liều mạng muốn gặp gia chủ một lần mà không có cơ hội, còn một tên ở rể không có tiếng tăm lại khiến gia chủ đích thân gặp gỡ, điều này khiến anh ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Vương Nhất cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Người trung niên trước mặt chính là người đưa tiền cho anh trước đây, có điều anh không ngờ ông ta lại là gia chủ nhà họ Hạ. Thật ra khi đó Vương Nhất chỉ cần nói ra tên của anh, vấn đề sau đó sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng Vương Nhất không có thói quen tiết lộ thân phận với người lạ. Gia chủ. Sắc mặt Hạ Khiêm vô cùng khó coi, anh ta còn muốn nói gì đó nhưng Hạ Lãm đột nhiên hét to, câm miệng. Hạ Khiêm thầm run rẩy, sau đó không dám nói nữa, kinh hồn bạt vía nhìn Hạ Lãm. Tình hình của nhà họ Hạ không giống với một vài gia tộc có người thế hệ trước làm chủ, thế hệ trước của nhà họ đều đã bị bệnh mà qua đời, Hạ Lãm từ năm 40 tuổi đã là gia chủ, hơn nữa còn dẫn dắt nhà họ Hạ phát triển thành hào môn, có thể thấy ông ta có thủ đoạn đến mức nào. Đối với ông ta, việc may mắn duy nhất chính là bệnh tim di truyền của ông nội bỏ qua Hạ Lãm. Di truyền cho con gái duy nhất của ông ta là Hạ Chân, việc này cũng dẫn đến người thừa kế tương lai của nhà họ Hạ sẽ được lựa chọn giữa anh ta và em trai của anh ta, Hạ Bình. Anh ta phải nghe lời Hạ Lãm vô điều kiện, như thế mới có thể thuận lợi trở thành gia chủ. Hạ Lãm lạnh lùng nhìn anh ta, sau đó không thèm để tâm mà xoay người, cười ha hả nói với Vương Nhất, thưa cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi, lần này, cậu có thể cho tôi biết tên rồi đúng không? Vương Nhất gật đầu. Đối phương giúp anh giải vây, nếu anh còn không nói ra tên của mình thì có vẻ không hợp tình hợp lý cho lắm. Vì thế anh thuận miệng nói, tôi tên Vương Nhất. Cái gì, Vương Nhất? Nghe thấy câu này, Hạ Lãm phản ứng rất kịch liệt. Ánh mắt ông ta rét lạnh, trong lòng thầm run rẩy, giống như lần đầu tiên quen biết Vương Nhất, quan sát anh từ trên xuống dưới. Vương Nhất cũng không biết tại sao Hạ Lãm lại có phản ứng như thế, híp mắt nói. Hình như gia chủ Hạ rất ngạc nhiên khi biết tôi tên Vương Nhất. Hạ Lãm cười đáp, thì ra là cậu Vương, truyền kỳ của cậu đã được truyền bá rộng rãi khắp Giang Thành rồi, ai mà không biết đến chứ. Nghe thấy thế, Vương Nhất cười nhạt. Thấy Vương Nhất không nghi ngờ, Hạ Lãm cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu để anh biết ông ta cũng muốn thăm dò anh, do nên mới bảo Hạ Khiêm đưa vé vào cho anh, thì có lẽ thiện cảm sẽ giảm đi nhiều. Ông ta đột nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn Hạ Khiêm. Ánh nhìn này khiến Hạ Khiêm như rơi xuống hầm băng, sắc mặt vô cùng khó coi. Anh ta biết mình đã làm sai lệnh gia chủ muốn dò xét thực lực của Vương Nhất mà không chạm đến ranh giới cuối cùng của anh, bây giờ thì hay rồi, không dò xét được thực lực mà còn xích mích thành thù với Vương Nhất. Tất cả mọi người, kể cả cậu đều xếp thành một hàng cho tôi, nói xin lỗi cậu Vương. Quả nhiên, Hạ Lãm đảo mắt nhìn một vòng, quát to. Tất cả người áo đen đều cúi đầu không dám nói một lời, nhanh chóng xếp hàng cúi người nói xin lỗi Vương Nhất. Xin lỗi anh Vương. Chỉ có Hạ Khiêm vẫn đứng im, anh ta cắn răng, tỏ vẻ do dự. Gia chủ, cháu dẫn người bao vây cậu ta là có lý do, cậu ta cướp đồ của nhà họ Hạ chúng ta. Gia chủ dặn dò cháu nhất định phải lấy được huy chương thân phận của vương tộc Vương Thị ở Yến Đô, cháu vốn có thể lấy được dễ như trở bàn tay, nhưng lại biết tên này cướp mất. Cho nên cháu đợi buổi đấu giá kết thúc rồi chặn đường người ta à? Hạ Lãm không hề bị thuyết phục, lạnh lùng chất vấn. Hạ Khiêm do dự một hồi, sau đó gật đầu. Đồ chết tiệt! Hạ Lãm nổi giận quát một tiếng, sau đó tát mạnh lên mặt Hạ Khiêm.
Trên hội đấu giá dựa vào bản lĩnh của bản thân, người có bản lĩnh sẽ giành được vật phẩm, cháu không đấu lại người ta thì có thể trách ai. Thế thì thôi đi, sau đó cháu còn dùng vũ lực để chặn đường người ta, nếu bị người của thương hội chim ưng đỏ biết, cháu có biết sẽ có hậu quả gì không? Ông ta lớn tiếng chất vấn, Hạ Khiêm nghe xong cũng tái hết cả mặt. Anh ta vốn bí quá hóa liều, muốn cược một lần, không ngờ lại làm lớn chuyện như thế. Quy định đầu tiên của hội đấu giá Giang Thành chính là sau khi đấu giá được vật phẩm, những người khác không được ghi thù, cũng không thể dùng sức mạnh đến cướp đoạt. Nếu bị phát hiện, nhà họ Hạ không chỉ bị mất tư cách tham gia cả đời, mà việc làm ăn trong Giang Thành cũng sẽ bị thương hội chim ưng đỏ cho vào danh sách đen, thực lực gia tộc thụt lùi 10 năm 30 năm. Nghĩ đến đây, cả người anh ta lạnh như băng, tay không ngừng run rẩy. Đưa cậu ta về, phạt theo gia quy. Hạ Lãm vô cùng tức giận, quát to một tiếng. Phịch! Nghe thấy lời này, Hạ Khiêm sợ đến tái mặt. Gia chủ, cho cháu một cơ hội nữa đi, cháu biết lỗi rồi. Anh ta quỳ xuống đất cầu xin Hạ Lãm. Sắc mặt Hạ Lãm vô cùng lạnh nhạt, ông ta vung tay lên, đưa cậu ta đi. Hai người áo đen lập tức đi tới, cậu chủ, xin đắc tội. Bọn họ một trái một phải đỡ tay Hạ Khiêm, đưa anh ta vào trong xe. Trước khi đi, Hạ Khiêm còn nhìn Vương Nhất bằng ánh mắt căm hận, giống như tất cả mọi chuyện đều do Vương Nhất gây ra vậy. Nhưng nét mặt Vương Nhất lại vô cùng hờ hững, bình tĩnh nhìn anh ta bị đưa đi, tựa như tất cả đều không liên quan đến anh ta. Cậu Vương, con cháu trong gia tộc ngu xuẩn lỗ mãng, Hạ Lãm tôi thay mặt nó xin lỗi cậu. Hạ Lãm khom người 90 độ, nói với nét mặt vô cùng ấy náy. Vương Nhất không đỡ ông ta dậy, với anh, đây là chuyện ông ta phải làm. Không sao, sau này dạy dỗ thêm là được, nếu ông Hạ không còn chuyện gì nữa thì tôi xin đi trước. Vương Nhất nói xong câu này, Hạ Lãm mới đứng thẳng người dậy. Nhìn bóng lưng Vương Nhất và Lãnh Nhan rời đi, ông ta như nhớ ra điều gì, đột nhiên hô to, xin cậu Vương dừng bước. Còn có chuyện gì sao? Vương Nhất xoay người, lạnh lùng hỏi. Không giấu gì cậu, tôi còn có một yêu cầu quá đáng. Hạ Lãm hơi khó xử, chần chừ một lúc mới nói. Cô gái cậu Vương từng cứu, chính là con gái của tôi, bây giờ con bé đã tỉnh, hy vọng có thể gặp ân nhân cứu mạng mình một lần. Nghe thấy lời của Hạ Lãm, Vương Nhất lập tức im lặng. Gặp cô gái kia một lần cũng không phải là không thể, có điều bây giờ đã quá muộn, anh sợ làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi. Có điều Hạ Lãm lại cho rằng anh đang khó xử, vì thế lại nói, cậu Vương đừng hiểu lầm, con gái chỉ muốn gặp cậu, sau đó nói cảm ơn cậu một tiếng mà thôi. Nét mặt Vương Nhất trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, gia chủ Hạ không cần phải khách sáo, đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, có điều hôm nay quá muộn, không làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi nữa, ngày mai đi. Anh nói chuyện rất thoải mái, Hạ Lãm cũng tỏ vẻ biết ơn, đồng ý nói, được, sáng mai tôi sẽ phái người đến đón cậu Vương. Vương Nhất vừa định từ chối thì Hạ Lãm đã rời đi dưới sự hộ tống của vệ sĩ nhà họ Hạ. Lúc này, anh cười khổ, trở về cùng với Lãnh Nhan. Cùng lúc đó, ở nhà họ Hạ, Hạ Khiêm bị đánh một trận như tử, nhưng anh ta vẫn vác thân thể chồng chất vết thương chạy xe ra ngoài. Xe của anh ta dừng lại bên dưới một câu lạc bộ tư nhân, được người đỡ, khập khiễng đi vào một căn phòng trên tầng 3. Không phải anh Hạ đây à, đã muộn thế này rồi, sao còn rảnh rỗi đến tìm tôi thế? Một thanh niên đẹp trai còn trắng hơn cả phụ nữ cầm quạt xếp trong tay, nhẹ nhàng phe phẩy, cười to nói. Nhưng khi thấy dáng vẻ khập khiễng của Hạ Khiêm, chàng trai lập tức thay đổi nét mặt trêu đùa, nghiêm túc hỏi, anh Hạ, ai khiến anh bị thương thế này? Đừng nói nữa, bị phạt theo gia pháp. Hạ Khiêm xua tay, nét mặt anh ta chợt trở nên u ám, Nhan Dịch Phi, không phải cậu nói Vương Nhất chỉ là một tên ở rể không có bối cảnh, ngoài việc giỏi đánh nhau thì không còn gì nữa à, sao tin tức lại khác những gì cậu nói thế? Chàng trai tuấn tú đang phe phẩy quạt xếp trong tay chính là Nhan Dịch Phi của nhà họ Nhan. Vương Nhất từng bảo Tăng Quốc Vinh điều tra rất nhiều lần, nhưng nhà họ Nhan luôn rất hiên phận. Có điều Nhan Dịch Phi đã đến Giang Thành từ lâu rồi. Người tiết lộ tin tức của Vương Nhất cho Hạ Khiêm cũng chính là Nhan Dịch Phi. Có điều, lúc này anh ta lại tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Không thể nào, tin tức tôi đưa cho anh tuyệt đối là chính xác, Vương Nhất chỉ là một tên ở rể mà thôi. Nhan Dịch Phi lắc đầu, vô cùng bình tĩnh nói, anh nói lại chuyện vừa diễn ra cho tôi nghe xem. Hạ Khiêm tỏ vẻ không vui,
nhưng vẫn kể lại ngọn nguồn câu chuyện. Cứu con gái của gia chủ nhà họ Hạ. Sắc mặt Nhan Dịch Phi hơi nặng nề, anh ta chợt nhìn về phía Hạ Khiêm, nói một câu sâu xa, anh Hạ, theo tình hình bây giờ, tương lai có lẽ sẽ rất bất lợi cho việc tranh giành vị trí gia chủ của anh. Có ý gì? Hạ Khiêm cau mày hỏi. Nhan Dịch Phi nghiêm túc đáp, vấn đề nằm ở chỗ em gái của anh, Vương Nhất đó cứu con gái của gia chủ, khiến gia chủ rất thuận mắt với cậu ta, phản ứng dây chuyền, lỡ như quan hệ của Vương Nhất và con gái gia chủ trở nên thân thiết hơn, sau đó cậu ta trở thành con rể ở rể nhà họ Hạ, thì anh gần như không có hy vọng với vị trí gia chủ nữa. Nghe vậy, Hạ Khiêm nhíu mày, không phải cậu ta đã kết hôn rồi à? Đúng là cậu ta đã kết hôn, nhưng sau này chắc chắn cậu ta sẽ ly hôn với Lý Khinh Hồng. Nhan Dịch Phi nở nụ cười lạnh lùng. Sao cậu lại biết? Hạ Khiêm đang muốn truy hỏi thì lại bị Nhan Dịch Phi ngắt lời. Đừng hỏi vì sao, chỉ cần biết tôi biết là được, vì phía sau có một người thân phận cao quý đang chơi cờ. Hạ Khiêm im lặng một lúc, không ngừng nghĩ tới chuyện trong buổi đấu giá hôm nay, dò hỏi, Vương tộc ở Yến Đổ à? Nhan Dịch Phi nở một nụ cười sâu xa, không trả lời mà chỉ nói, đây là một hiệu ứng cánh bướm, dính dáng đến rất nhiều người, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng ở bên nhau ngăn cản lợi ích của rất nhiều người. Hai nhà Kim, Thẩm đã sụp đổ, nhà họ Lương phục tùng, chỉ còn lại nhà họ Nhan ta chống đỡ một mình, chỉ có thể thống nhất sức mạnh của Giang Thành các anh mới có thể hoàn thành được mục tiêu này. Nhìn đêm tối phồn hoa của Giang Thành, trong mắt Nhan Dịch Phi hiện lên dã tâm. Hạ Khiêm nhếch môi, nhưng không nói thêm gì nữa. Không biết vì sao, anh ta chợt có cảm giác sau này Giang Thành sẽ trở thành chiến trường chính. Hôm sau khi thức dậy, Vương Nhất nhìn đồng hồ, sắp xếp xong lịch trình hôm nay. Buổi sáng đi gặp con gái của Hạ Lãm, buổi chiều lại đi gặp Lý Khinh Hồng. Vừa nghĩ đến vợ con ba ngày không gặp, trên mặt Vương Nhất lại hiện lên ý cười dịu dàng. Cậu Vương, cậu đã chuẩn bị xong chưa? Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói của Hạ Lãm. Vương Nhất ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài, xuất phát thôi. Hạ Lãm lập tức dẫn đường phía trước, 20 phút sau, bọn họ đi tới bệnh viện của nhà họ Hạ. Đẩy mở cửa phòng bệnh VIP, Vương Nhất lập tức nhìn thấy cô gái đang ngẩn người ngắm nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Vì quá tập trung, ngay cả mấy người nhóm Vương Nhất đi vào mà cô ta cũng không phát hiện ra. Chân! Hạ Lãm nhẹ nhàng gọi một tiếng, giọng điệu dịu dàng, hoàn toàn khác với lúc khiển trách Hạ Khiêm tối qua. Vương Nhất thầm nghĩ, chắc chắn ông ta rất yêu thương con gái. Nghe thấy có người gọi tên mình, cô gái mới xoay người lại, sau đó vui mừng cười một tiếng. Ba! Nhưng ngay sau đó, cô ta đã nhìn thấy Vương Nhất đứng sau lưng Hạ Lãm. Cậu ấy là người đã cứu con hôm đó. Hạ Lãm khẽ mỉm cười, nói xong, ông ta bèn rời khỏi phòng bệnh, để lại không gian riêng cho Vương Nhất và con gái. Hành động này khiến Vương Nhất có ấn tượng tốt với Hạ Lãm hơn nhiều. Anh là người đã cứu tôi hôm qua sao? Vì kích động, trên khuôn mặt tái nhợt của cô gái thoáng ửng đỏ, hai màu đỏ trắng làm nền cho nhau, màu đỏ càng đỏ, màu trắng cũng càng trắng. Tôi tên Hạ Chân, tôi có thể biết tên của anh không? Cô ta cẩn thận đưa tay ra với Vương Nhất, lúc này Vương Nhất mới phát hiện thật ra cô gái tên Hạ Chân này rất xinh đẹp. Mắt ngọc mày ngài. Ngũ quan xinh đẹp như búp bê, đặc biệt là đôi mắt to của cô ta. Đây là đôi mắt đẹp và thuần khiết nhất mà anh từng thấy. Không hề có tính toán và âm mưu, chỉ có hy vọng với thế giới này. Vương Nhất, anh nói ra tên của mình, đồng thời duỗi tay ra bắt tay với Hạ Chân. Hai bàn tay một lớn một nhỏ vừa chạm vào nhau đã buông ra, Vương Nhất quan sát Hạ Chân cũng nhìn Vương Nhất. Trong mắt cô ta chứa đựng vẻ sợ hãi, cũng có tò mò. Giống như một con mèo mướp gặp được thức ăn, từng chút, chậm rãi tiếp cận. Anh có thể làm bạn trai của tôi không? Cô gái đột nhiên nhìn Vương Nhất bằng ánh mắt chờ mong. Vương Nhất thoáng sửng sốt, sau đó cười đáp, tôi kết hôn rồi. Ồ, cô gái có vẻ hơi thất vọng, cũng rời mắt khỏi Vương Nhất, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu rọi lên mặt cô ta, rất ấm áp, nhưng cô ta vẫn khoác một cái chăn trên người. Vương Nhất nhìn một lúc lâu, có vẻ là không nỡ thấy cô gái đau lòng, cho nên hỏi, sao cô lại hỏi vấn đề này? Hạ Chân quay đầu lại, cô ta cười khẽ, vì tôi muốn hẹn hò. Vương Nhất thấy khó hiểu, vì muốn hẹn hò nên tìm đến anh. Sau đó Hạ Chân nói tiếp,
tim tôi có vấn đề, di truyền cách thế hệ, bác sĩ nói tôi chỉ sống được 3 năm. Nghe thấy câu này, Vương Nhất Thoáng ngây người. Không hiểu tại sao, trái tim anh như bị ai siết chặt. Cho nên tôi muốn hẹn hò một lần trước khi chết, để hiểu xem yêu là cảm giác gì. Cô gái hơi giơ tay che đi ánh mắt trời đang chiếu rọi lên mặt, hé miệng cười với Vương Nhất, anh cứu tôi, còn hôn tôi, đó là nụ hôn đầu của tôi chỉ có thể tìm anh thôi. Nhưng đó là hô hấp nhân tạo. Vương Nhất nhọc nhằn giải thích, chẳng biết là vì đồng tình hay là vì áy náy do ban nãy đã từ chối mà sắc mặt anh trông rất khó coi. Tôi biết, nên tôi rất biết ơn anh. Hạ Chân vẫn đang mỉm cười, nhưng Vương Nhất lại thấy nụ cười đấy rất buồn bã, nhưng nếu anh đã kết hôn rồi thì thôi vậy. Vương Nhất nặng nề nói, bệnh tim mạch vành không phải là bệnh không chữa được. Tôi quen một bác sĩ rất giỏi, chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh của cô. Thế nên cô đừng từ bỏ. Anh ít khi hứa lắm, nhưng một khi đã hứa thì sẽ dốc hết sức mình để làm cho được. Cảm ơn anh. Hạ Chân cảm kích mỉm cười, tôi không từ bỏ mà. Chỉ là tôi đang cố gắng để mình sống có ý nghĩa hơn thôi. Trong mỗi giai đoạn đều có thứ mình cần theo đuổi, bây giờ tôi muốn yêu đương. Vương Nhất nói chuyện phiếm với cô ta đã giúp cho tâm trạng của cô ta tốt hẳn lên, cô ta ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ rồi cười nói, hồi nhỏ, hồi mẹ vẫn còn ấy, tôi hỏi bà yêu là thứ cảm giác như thế nào. Bà sẽ sờ đầu tôi và nói tôi còn nhỏ, bảo tôi lớn lên sẽ biết. Nhưng tôi đâu còn sau này nữa, thế nên bây giờ tôi muốn biết. Tôi lên mạng viết yêu như bị điện giật vậy, tt. Nếu ai có thể khiến cho tôi có cảm giác đó, vậy tức là tôi đã yêu. Nói đến đây, cô ta nhìn Vương Nhất, khi tôi đau tim và bị ngã không đứng dậy nổi, trừ anh cứu tôi ra thì chẳng có người đi đường nào cứu tôi cả. Khi đó tôi đã cảm nhận được cảm giác đó. Đó chỉ là ảo giác. Không, tuy khi đó tôi không nhúc nhích được nhưng tôi không hề ngất đi, tôi cứ nhìn anh mãi, thực sự là tôi đã rung động trước anh. Hạ Chân nhìn Vương Nhất, tuy anh đã kết hôn nhưng tôi không để ý đâu. Vương Nhất không dám nhìn thẳng vào mắt cô ta, trong lòng rất loạn, anh chưa từng thấy bối rối như lúc này. Cứ tưởng chỉ là cứu người thôi, ai ngờ cứu xong lại xảy ra chuyện thế này. Nghĩ đến Lý Khinh Hồng chiều nay sẽ đến Giang Thành, trong lòng anh lại thấy áy náy. Xin lỗi, tôi không thể đồng ý với cô được. Vương Nhất vẫn quyết định trầm giọng nói. Tuy làm thế này thì hơi tàn nhẫn với cô gái này, nhưng anh biết rằng đồng ý mới khiến cô ta tổn thương. Thôi được. Trong mắt Hạ Chân cũng chẳng thấy gì gọi là thất vọng, cô ta chỉ bình tĩnh nở nụ cười. Dậy để kiểm tra nào. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói của y tá. Vâng. Hạ Chân xuống giường rồi mang giày, chỉ có mấy việc này thôi mà cô ta đã mệt đến mức thở hổn hển rồi. Cô ta mang đôi giày vải. Dây giày vương vãi sang một bên. Đột nhiên một người ngồi xổm xuống buộc dây giày cho cô ta. Thế là Hạ Chân sững sờ, cô ta sửng sốt nhìn cảnh này. Vương Nhất buộc dây giày rất nghiêm túc, ở bước cuối cùng anh còn thắt hình nơ bướm rất đẹp, sau đó mới đứng dậy và cười nói, không phải chỉ có người yêu mới làm mấy việc này đâu. Tôi nói rồi, cô sẽ không chết đâu. Sắc mặt anh rất nghiêm túc, giọng nói trầm trầm. Nói xong câu này, anh xoay người rời đi. Hạ Chân đứng đó nhìn một lúc lâu, khi bóng dáng Vương Nhất đã biến mất khỏi tầm mắt, cô ta mới cúi đầu nhìn hình nơ bướm xinh đẹp trên chiếc giày. Đang nhìn thì cô ta rơi nước mắt, sau đó ôm mặt bật khóc. Chắc chắn cô ta không biết rằng, đời này Vương Nhất chỉ từng buộc dây giày cho hai người. Một người là con gái của anh, Vương Tử Lam. Người còn lại chính là cô ta. Ra khỏi phòng bệnh, Hạ Lãm đang đứng hút thuốc một mình cạnh cửa sổ. Thấy Vương Nhất đi ra, ông ta lập tức đi tới rồi cười khổ, để cậu Vương chê cười rồi. Sắc mặt Vương Nhất rất nghiêm túc, có gì để chê cười đâu. Hạ Lãm thở dài, đây là bệnh di truyền cách thế hệ. Ông nội con bé đi rồi thì đến phiên con bé. Tôi sẽ nghĩ cách chữa bệnh cho cô ấy, tôi sẽ cố gắng hết mình sẽ chữa khỏi cho cô ấy. Vương Nhất trầm giọng nói với thái độ nghiêm túc. Hạ Lãm nghe thế thì thái độ cũng trở nên kính trọng hơn. Đột nhiên ông ta cúi người chào Vương Nhất, cậu Vương, tôi xin lỗi. Vương Nhất ngạc nhiên nhìn ông ta, ông Hạ, sao tự dưng xin lỗi vậy? Hạ Lãm nặng nề nói, trong lòng tôi thấy hổ thẹn. Cậu Vương lo nghĩ cho con gái tôi như thế, thế mà trước đó tôi lại còn định thử cậu. Vương Nhất nghe thế thì ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng,
nhưng anh cũng không giận dữ gì. Với anh, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng anh thích thái độ của Hạ Lãm, kết quả của việc chủ động nói ra và bị Vương Nhất phát hiện khác nhau lắm. Không sao, đây là điều bình thường. Vương Nhất lạnh nhạt khoát tay, bảo Hạ Lãm thẳng người lại. Cậu Vương, kể từ bây giờ nhà họ Hạ tôi sẽ dốc hết sức ủng hộ cậu. Sau khi đứng lên, Hạ Lãm trầm giọng nói bằng thái độ rất nghiêm túc, ai làm khó cậu cũng tức là đang làm khó nhà họ Hạ tôi. Vương Nhất không nói gì mà ra khỏi bệnh viện. Anh gọi điện thoại cho Khương Nhã Mi và nói về bệnh tình của Hạ Chân. Nhưng lần này Khương Nhã Mi tự dưng im lặng. Sao thế, có chữa được không? Giọng nói của Vương Nhất cũng trở nên căng thẳng. Khương Nhã Mi im lặng một lúc rồi nói, có thể thử coi sao, nhưng không nắm chắc lắm. Sắc mặt Vương Nhất trở nên khó coi. Khương Nhã Mi là bác sĩ quân y giỏi nhất mà còn nói không chắc lắm, vậy thì căn bệnh này khó chữa đến mức nào đây? Nếu anh không yên tâm thì có thể gọi thêm một người này, chắc là anh ta nắm chắc hơn tôi đấy. Khương Nhã Mi nói. Ai? Vương Nhất lập tức hỏi. Thần y Khương Sinh. Nói ra cái tên này xong, Khương Nhã Mi cúp máy ngay lập tức. Sắc mặt của Vương Nhất cũng trở nên ngạc nhiên. 3 giờ chiều, Vương Nhất đúng giờ có mặt ở nơi đã hẹn với Lý Khinh Hồng. 3. Mới đến được một lúc thì nghe thấy Tiêu kêu đầy kích động. Vương Nhất nghe tiếng nhìn lại. Vương Tử Lam kích động chạy về phía Vương Nhất. Tử Lam, để ba ôm xem có bị gầy đi không nào. Vương Nhất cũng rất vui mừng mà ôm lấy Vương Tử Lam. Vương Tử Lam kêu căng rẩu môi, gầy rồi ạ, mấy ngày ba đi vắng con sụt cân ghê lắm, không tin thì ba sờ xem đi. Nói xong, con bé cầm tay Vương Nhất đặt lên mặt mình. Vương Nhất cười to, anh đặt con bé xuống rồi mới nhìn bóng người chậm chậm đi tới ở sau lưng. Chồng à! Lý Khinh Hồng cũng đến trước mặt anh và nhìn anh bằng sắc mặt đầy xúc động. Cô như định nói gì đó. Hai người 3 ngày chưa gặp nhau rồi. Lý Khinh Hồng biết hình như Vương Nhất bận chuyện của Hồ Hoàng Việt nên không làm phiền anh. Nếu cô không đến Giang Thành để bàn chuyện làm ăn thì còn lâu hai người mới gặp nhau. Thấy Lý Khinh Hồng muốn nói rồi lại thôi, Vương Nhất nở nụ cười, sao thế, nhớ anh à. Nói xong anh dịu dàng ôm lấy Lý Khinh Hồng. Cả người Lý Khinh Hồng run lên, sau cái lần hai người phá bỏ phòng tuyến cuối, cô trở nên cực kỳ nhạy cảm. Bị Vương Nhất ôm là cả mặt cô đỏ bừng, cô giữ tợn trợn mắt nhìn anh, nhưng núi băng trong lòng lại dần tan đi. Lúc này Vương Tử Lam cũng chen chân vào nói với sắc mặt cực kỳ thật thà, ba ơi, mấy hôm nay mẹ cứ nói là muốn cho con một đứa em trai. Cô bé vừa nói xong thì Vương Nhất giật mình trợn mắt. Lý Khinh Hồng thì lại không nói gì. Nhưng mặt cô thì còn đỏ hơn trước, như sắp chảy nước luôn vậy. Nhìn đôi gò má đỏ đỏ của Lý Khinh Hồng một lúc lâu, Vương Nhất đột nhiên nhận ra đây không phải là trò đùa dai của Vương Tử Lam, mà là Lý Khinh Hồng thật sự có suy nghĩ này. Thế là sắc mặt anh cũng dịu dàng hơn. Tuy hai người có một cô con gái rồi, nhưng sự xuất hiện của Vương Tử Lam chỉ là một bất ngờ tuyệt vời thôi. Có thể nói, mang thai Vương Tử Lam chính là khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời Lý Khinh Hồng. Mang thai 10 tháng nhưng vẫn vác bụng bầu đi gây dựng sự nghiệp, đã thế còn phải luôn luôn để ý đến sự uy hiếp của hoàng tộc ở Yên Đô. Có trời mới biết cô làm sao mà trải qua những ngày tháng đó. Có lẽ đứa con trong bụng chính là niềm tin duy nhất để cô cắn răng kiên trì. Giờ Vương Nhất đã trở lại và đã có khả năng mang lại hạnh phúc cho cô, thế nên Lý Khinh Hồng muốn sinh cho Vương Nhất một đứa con trai. Em nghĩ kỹ chưa? Chăm chú nhìn người phụ nữ trước mắt. Trong mắt Vương Nhất đầy dịu dàng. Anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, chỉ cần Lý Khinh Hồng không muốn thì anh sẽ không bao giờ ép cô. Lý Khinh Hồng cũng nhìn Vương Nhất, cô nghĩ đến những vất vả phải chịu trong 5 năm qua thì mắt đỏ lên, rồi cô nghiêm túc gật đầu. Dạ rồi. Được. Vương Nhất ôm cô vào lòng không chút do dự, rồi anh nghiêm túc nói, anh từng phụ tình em một lần nhưng sẽ không bao giờ có lần thứ hai, nếu không anh sẽ bị xét. Anh còn chưa nói xong thì một đôi môi căng mọng đã chặn miệng anh lại. Lý Khinh Hồng chủ động hôn lên môi anh khiến đầu óc Vương Nhất trở nên trống rỗng, khi anh phản ứng lại thì ra sức hôn lại cô. Vương Tử Lam đứng bên cạnh cười khúc khích, con bé giơ tay lên che mắt nhưng lại nhìn lén quay khe hở giữa hai ngón tay. Ôi, mình đang ở ngoài đường. Lý Khinh Hồng bỗng nhớ ra gì đó, thế là dùng rằng đẩy anh ra. Xung quanh đúng là có người vây xem thật. Nhưng chẳng có ai lên tiếng chê bai gì cả,
mà chỉ có tiếng vỗ tay đầy thiện ý thôi. Thế mà điều này vẫn khiến cho Lý Khinh Hồng thấy rất xấu hổ. Vương Nhất cũng không ngại người nhiều, anh sờ miệng rồi đột nhiên cười hài hước nói, Son em ăn ngon thật đấy. Lý Khinh Hồng nhất thời không phản ứng lại, cô sửng sốt một giây, sau đó là tức giận. Vương Nhất, cô nói rồi định đánh Vương Nhất, nhưng Vương Nhất lại thuận tay ôm lấy cô. Lý Khinh Hồng mềm mại ngã vào lòng anh, sau đó nói bằng những lý trí còn sót lại, đừng ở đây, đến khách sạn anh ở. Nhanh chóng đến khách sạn, Vương Nhất không chờ nổi nổi mà đặt Lý Khinh Hồng lên giường. Một tiếng sau, hai người mồ hôi nhễ nhại đi ra. Vương Tử Lam ngẩng đầu lên nhìn rồi chạy tới, ba mẹ, khi nào con mới có em trai ạ? Lý Khinh Hồng sửng sốt, sau đó cô đỏ mặt trợn mắt nhìn Vương Nhất, đều tại anh cả đó, tiếng động to quá khiến Tử Lam nghe được đấy. Vương Nhất lúng túng sờ đầu, đột nhiên anh nhận ra trẻ con mà tiếp xúc với mấy chuyện này sớm quá thì không tốt lắm, thế là anh ngồi xổm xuống và kiên nhẫn hỏi, Tử Lam, sao con biết ba mẹ sẽ cho con một đứa em trai vậy? Tử Lam chớp mắt nói, bạn cùng bàn của con là Tiểu Linh nói thế đó, ba mẹ bạn ấy ôm nhau ngủ một giấc xong là có em trai. Về phòng, trong lòng Vương Nhất và Lý Khinh Hồng vừa mừng mà vừa lo. Mừng là vì Vương Tử Lam chỉ mới biết đến chuyện này chứ không biết chuyện đấy làm như thế nào. Lo là vì Vương Tử Lam còn bé quá, tiếp xúc với chuyện này quá sớm sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành sau này. Xem ra mình nên cho con bé đi học mấy lớp năng khiếu. Sắc mặt Lý Khinh Hồng đầy buồn rầu, không thể để con bé ở nhà chơi không cả ngày được, phải bồi dưỡng năng khiếu cho con bé. Vương Nhất lại lắc đầu, Tử Lam còn nhỏ lắm, để vài năm nữa rồi cho đi học. Không được. Lý Khinh Hồng nhướn mày, không hề cho Vương Nhất cơ hội để phản bác, con nhà người ta mới 3 tuổi đã đi học lớp năng khiếu rồi, Tử Lam đã 5 tuổi rồi, có nhỏ nữa đâu. Giờ mà không đi thì sẽ thua người ta ở vạch xuất phát luôn đấy. Vương Nhất biết là trong chuyện này cô sẽ không nhượng bộ, nên anh chỉ đành thỏa hiệp, vậy em định bồi dưỡng năng khiếu nào cho con bé? Lý Khinh Hồng giơ tay ra đếm, ngữ văn, toán học, tiếng Anh, âm nhạc, hội họa, thể dục, cái nào cũng không được thiếu. Vương Nhất trợn mắt sửng sốt, em xác định cho con bé học mấy cái này sao? Con bé mới 5 tuổi thôi. Khi em bằng tuổi con em đã tự học bài của chương trình lớp 5 rồi. Lý Khinh Hồng nói với sắc mặt không cảm xúc. Không ngờ Lý Khinh Hồng lấy trải nghiệm của bản thân để áp đặt lên Vương Tử Lam, về chuyện này cô hà khắc quá, Vương Nhất không cần nghĩ ngợi gì thêm đã phản đối. Em là em, Tử Lam là Tử Lam, đừng nhập một mà nói. Lý Khinh Hồng tức giận, Vương Nhất, ý anh là sao? Kết quả là hai người gặp bất đồng trong cách dạy con. Sau cùng họ học theo cách của người xưa, đó là quyết định cho Vương Tử Lam tự lựa chọn. Thấy sắc mặt của cả Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đều đầy nghiêm túc, Vương Tử Lam ngoan ngoãn đứng trước mặt họ bỗng thấy căng thẳng. Cô bé lắp bắp hỏi, ba mẹ có việc gì sao? Lý Khinh Hồng hỏi, Tử Lam, trong mấy cái này con thích cái nào nhất? Vương Tử Lam nhìn một đống đồ trước mặt mình, có một đống đồ gồm bút lông, máy tính cầm tay, sáo. Thế là sắc mặt nhăn lại như mướp đắng vậy. Có đồ ăn không ạ? Cô bé cẩn thận hỏi. Không. Lý Khinh Hồng bất lực không còn gì để nói. Vương Tử Lam rụt cổ, sắc mặt đau khổ đứng chọn đồ trong đống này. Trong quá trình chọn, trong lòng Vương Nhất và Lý Khinh Hồng cũng lo lắng theo, sắc mặt rất căng thẳng. Suy nghĩ của Lý Khinh Hồng cũng đơn giản lắm, cô muốn đào tạo Vương Tử Lam thành một con người toàn năng như cô. Còn Vương Nhất thì cảm thấy bồi dưỡng cho con từ bây giờ thì sớm quá, lỡ phản tác dụng thì gay gâu. Vương Tử Lam nhìn một lúc lâu. Bất chợt cô bé nhìn thấy một thanh kiếm mô hình bị đè dưới cùng đống đồ, thì là con bé sáng mắt cầm nó lên. Sau đó cô bé cầm lên khoe cho Vương Nhất và Lý Khinh Hồng nhìn, con chọn cái này. Soạt! Thấy thế, sắc mặt Lý Khinh Hồng trở nên xa sầm, mắt giật giật một cách mãnh liệt. Vương Nhất thì nheo mắt, một suy nghĩ đầy mạnh dạn hiện lên trong đầu anh. Không được, con gái mà múa đao múa kiếm cả ngày thì ra thể thống gì? Lý Khinh Hồng tức giận. Nói rồi cô định giật cây kiếm mô hình trong tay Vương Tử Lam. Vương Tử Lam lập tức trốn ra sau lưng Vương Nhất và giấu thanh kiếm ra sau, sau đó khóc to. Mẹ xấu quá, mẹ bảo con chọn trong đống đồ này mà. Vương Nhất vội vàng ôm con bé để dỗ, rồi anh nhìn thanh kiếm trong tay cô bé và hỏi, Tử Lam, con nói cho ba nghe tại sao con chọn cái này nhé.
Vương Tử Lam sợ hãi nhìn Lý Khinh Hồng, sau đó mới nghiêm túc nói, vì con muốn được cùng ba bảo vệ mẹ. Cô bé vừa nói xong đã khiến cả Vương Nhất và Lý Khinh Hồng cùng kinh ngạc, Lý Khinh Hồng run người, mắt đỏ bừng. Khi ba chưa trở về thì hay có mấy chú mấy gì xấu tính đến nhà mình bắt nạt mẹ, mẹ sẽ giấu con trong ngăn tủ và dặn con đừng lên tiếng. Họ mắng mẹ rồi còn đánh mẹ nữa. Mẹ thì giận lắm nhưng mẹ không dám phản kháng. Có nhiều lần khi ngủ, con thấy mẹ trộm khóc một mình. Vương Tử Lam ôm chặt thanh kiếm và khóc to nói, thế nên con muốn bảo vệ mẹ, mấy thứ khác đều vô dụng cả, chỉ có thanh kiếm này hữu dụng thôi. Nói đến cuối, Vương Tử Lam gần như hét lên. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng sợ ngây người. Trẻ con nói chuyện không kiêng kỵ gì cả, nhưng từng câu từng chữ trong lời Vương Tử Lam như cây búa vừa to vừa nặng gõ thẳng vào tâm khảm họ. Lý Khinh Hồng không mắng con nữa, mắt cô đỏ bừng nhìn Vương Tử Lam. Vương Nhất hít thở sâu rồi nói với Vương Tử Lam, được, vậy ba sẽ dạy con học võ, chúng ta cùng nhau bảo vệ mẹ. Tối đó, Lý Khinh Hồng mất ngủ. Đến tận bây giờ mà lời nói của Vương Tử Lam vẫn khiến lòng cô chấn động, mỗi lần nhớ đến nó, trong lòng cô không thể nào bình tĩnh nổi. Nhìn Vương Tử Lam đang say giấc, Lý Khinh Hồng đột nhiên đứng dậy, cô nhìn Vương Nhất và nói, chồng à, em sai rồi thật sao? Vương Nhất cũng rất đau lòng, anh lắc đầu nói, em không sai, Tử Lam cũng không sai, người sai là anh. Nếu anh không biến mất 5 năm thì sao mẹ con cô lại bị người ta bắt nạt được? Nhưng anh không hối hận, bởi vì nếu lúc đó anh không chọn nhập ngũ thì sẽ không bao giờ có được sức mạnh để bảo vệ Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam, Lý Khinh Hồng sẽ coi thường anh. Giờ anh đã công thành danh toại, họ thành vợ con của chiến thần, ai dám nhục nhã họ nữa? Chẳng lẽ sau này mình đưa Tử Lam đi học võ thật sao? Vừa nghĩ đến cảnh tượng sau này Vương Tử Lam đi tập võ, Lý Khinh Hồng vô cùng tuyệt vọng. Vương Nhất nở nụ cười, chuyện này chưa chắc là chuyện xấu em à. Lý Khinh Hồng nhớn mày, cô muốn nói gì đó nhưng lại nghe thấy Vương Nhất nói tiếp, anh biết em đang lo lắng điều gì. Em sợ con bé bị thương, chảy máu, thân là con gái mà không giống con gái đúng không? Lý Khinh Hồng không nói gì, xem như là thừa nhận. Vương Nhất lại lắc đầu, Tử Lam khác với đám trẻ con cùng tuổi, suy nghĩ của con bé trưởng thành lắm. Tuổi tác trong suy nghĩ của con bé bây giờ chắc phải tầm 13-14 tuổi rồi. Sắc mặt Lý Khinh Hồng trở nên nghiêm trọng. Đúng là có lúc nói hay làm, Vương Tử Lam không giống như đứa bé trong độ tuổi này. Điều này chứng tỏ con bé đã nghĩ kỹ rồi. Vương Nhất nghiêm nghị nói, võ phải tập từ nhỏ. Ban nãy anh xem cho con bé, em đoán xem anh thấy gì. Anh thấy gì? Trong lòng Lý Khinh Hồng chấn động. Thiên phú của con bé tốt lắm. Nếu được dạy dỗ từ nhỏ thì có khi thành tựu sau này sẽ hơn cả anh đấy. Vương Nhất nghiêm túc nói. Lý Khinh Hồng sợ hết hồn, sắc mặt không thể nào tin. Còn giỏi hơn cả Vương Nhất. Cô đã thấy Vương Nhất ra tay rồi, gần như chẳng có ai có thể đỡ được hai hiệp của anh. Tương lai Vương Tử Lam còn giỏi và mạnh hơn cả Vương Nhất. Lý Khinh Hồng nghĩ rồi bỗng thấy hoảng hốt, không thể nào tưởng tượng nổi. Thế nên mình để con bé thử đi. Nếu không được thì đổi, dù sao con cũng còn nhỏ, có thể thử nhiều cái mà. Lời nói của Vương Nhất đã thuyết phục Lý Khinh Hồng. Nếu đúng như lời Vương Tử Lam nói, một nhà mà có hai chiến thần thì hoàng tộc Yên Đô là cái thá gì chứ? Vung tay một cái là bị diệt vong. Vương Nhất nói tiếp, về phần cuộc sống sau này thì em khỏi lo, mọi việc đều có anh rồi, chỉ cần con bé vô tư mà sống, làm chuyện con bé muốn làm là được. Nói rồi. Một bản kế hoạch về tương lai cũng nổi lên trong đầu Vương Nhất. Một tiền đề quan trọng để anh có được mọi thứ như bây giờ chính là sức mạnh. Nếu Vương Tử Lam có thể nối nghiệp anh, một ngày nào đó trong tương lai sức mạnh đạt đến đỉnh cao, vậy thì anh có thể giao lại tất cả cho Vương Tử Lam. Chẳng một ai đi tính kế cao thủ chí tôn cả, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều chịu thua. Thế cũng được. Cuối cùng Lý Khinh Hồng cũng bị thuyết phục nên không còn lo nghĩ nữa. Nhưng chắc không muốn mất mặt nên cô kêu căng hừ một tiếng, sau này anh dạy con đi nhé, chứ em có biết võ gì đâu. Ha ha, được. Vương Nhất vui vẻ đồng ý. Anh tin rằng khi Vương Tử Lam lớn lên, cô bé không chỉ kế thừa vẻ bề ngoài và đầu óc kinh doanh của Lý Khinh Hồng, mà còn kế thừa cả sức mạnh, tiền bạc và địa vị của anh, trở thành thiên kim đệ nhất thế giới thực thụ. Hôm sau, Vương Nhất đưa Vương Tử Lam đến chỗ Lãnh Nhan,
còn anh thì đi tham gia một cuộc họp đàm phán với Lý Khinh Hồng. Nội dung đại khái là bàn về dự án xây dựng liên quan đến sông Thiên An của tập đoàn Lệ Tinh sẽ đi qua địa phận Giang Thành, do đó họ cần đàm phán với ba hào tộc của Giang Thành. Lý Khinh Hồng dùng mọi cách để từ chối. Cô thấy mình tự đi là được, với khả năng của cô thì chắc chắn sẽ thành công. Nhưng Vương Nhất biết rõ hiện nay Giang Thành không yên ổn lắm, cô có nói gì cũng không chịu để cô đi một mình. Lý Khinh Hồng không nói nổi anh nên chỉ đành đồng ý cho anh đi cùng. Cuộc họp diễn ra ở một tòa làm việc cao cấp, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng định đi vào thì thấy một người ở xa xa đi tới. Không ngờ là Thành Trâm. Cô ta biết quan hệ giữa Vương Nhất và Lý Khinh Hồng rồi nhưng vẫn nói bằng giọng điệu rất quái gở, úi cha, chẳng phải Vương Tổng đây sao, sao anh cũng ở Giang Thành thế? Lý Khinh Hồng lập tức nhíu mày, anh ấy là chồng tôi, sao lại không thể ở Giang Thành? Thành Trâm cười lạnh nói, anh ta đúng là chồng cô thật, nhưng mong cô phân rõ trường hợp. Chúng ta đi bàn chuyện làm ăn chứ không phải để hai người đi hẹn hò. Tôi dẫn theo anh ấy thì sao? Cô đừng quên, tôi mới là chủ tịch của tập đoàn. Lý Khinh Hồng giận dữ trước lời nói của Thành Trâm, nhưng vừa nói xong, cô lại quay đầu áy náy nhìn Vương Nhất, xin lỗi chồng, em quên nói với anh là Thành Tổng cũng đi cùng em. Những năm qua, Thành Tổng chuyên tâm mở rộng thị trường ở Giang Thành nên quen biết không ít gia tộc bản xứ ở đây. Cuộc họp lần này là nhờ cô ấy mời gia chủ của những gia tộc ấy đến. Không sao. Vương Nhất cười tỏ vẻ không sao, nhưng sau đó, ánh mắt anh nhìn Thành Trâm lại trở nên lạnh lùng. Tuy giữa anh và Thành Trâm đã có mấy cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ, nhưng trong mắt anh không coi thứ người như Thành Trâm ra gì cả, là cô ta gây hấn với anh hết lần này đến lần khác. Sao mà anh không nghe ra việc Thành Trâm ỷ mình là chủ nhà mà vênh mặt hất hàm sai khiến anh đâu? Chúng ta vào đi. Lý Khinh Hồng nói rồi định kéo Vương Nhất vào, nhưng Thành Trâm lại tiến lên một bước tách Vương Nhất và Lý Khinh Hồng ra. Lý Tổng, cô có thể đi vào nhưng anh ta thì không thể. Thành Trâm chỉ Vương Nhất và lạnh lùng nói. Vừa nói xong, ý muốn giết người bỗng hiện lên trong mắt Vương Nhất, Lý Khinh Hồng cũng lập tức bùng nổ, Thành Trâm, cô đừng có quá đáng. Anh ấy là chồng tôi, sao anh ấy không được vào trong? Thành Trâm cười lạnh rồi nói năng hùng hồn, những gia tộc tôi mời toàn là gia tộc hàng đầu Giang Thành này, họ rất hứng thú với dự án xây dựng thành phố của chúng ta, nhưng họ có điều kiện là họ chỉ gặp tôi và Lý Tổng thôi, còn những người khác thì ai cũng không gặp. Đây là điều kiện do ai đề ra thế, đúng là không thể hiểu nổi. Lý Khinh Hồng càng tức giận hơn, cô giận dữ nhìn Thành Trâm. Nhưng Thành Trâm lại từ từ nói. Chuyện này thì tôi không biết. Nhưng tôi biết là nếu Lý Tổng còn không chịu đi vào thì gia chủ của các gia tộc lớn sẽ ra về đấy. Thấy Thành Trâm trông như tiểu nhân đắc ý, trong lòng Lý Khinh Hồng bỗng thấy hối hận. Lúc đầu cô điều Thành Trâm đến Giang Thành, ngoài mặt thì nói là mở rộng thị trường, nhưng thực tế là trục xuất trá hình, giờ xem ra phong thủy Giang Thành tốt quá đã giúp cô ta gặt hái được thành quả. Đúng lúc này, Vương Nhất đột nhiên lạnh lùng hỏi. Xin hỏi Thành Tổng mời những gia tộc lớn nào vậy? Nhắc đến đây, Thành Trâm kiêu căng hẳn, có nhà họ Cao, nhà họ Lăng, nhà họ Tiêu. Thành Trâm liệt kê ra một đống gia tộc mà Vương Nhất chưa từng nghe tên, sau đó khinh thường nhìn anh, dù sao đó đều là những gia tộc hàng đầu Giang Thành, trong đó, nhà họ Cao, nhà họ Tiêu và nhà họ Lăng là gia tộc phụ thuộc của nhà họ Hồ quyền thế ở Giang Thành này đấy. Thôi, có nói anh cũng không hiểu đâu. Nói xong câu đó. Sắc mặt Thành Trâm đầy kiêu ngạo, như thể việc quen biết những gia tộc hàng đầu Giang Thành là chuyện vinh quang lắm ấy, đã thế còn nhìn Vương Nhất và Lý Khinh Hồng bằng ánh mắt khinh thường. Cô ta không chỉ khinh thường mỗi Vương Nhất mà là khinh thường cả Lý Khinh Hồng. Mấy năm trước việc Lý Khinh Hồng trá hình trục xuất cô ta khiến Thành Trâm cực kỳ bất mãn, cảm thấy Lý Khinh Hồng không xứng giữ chức chủ tịch tập đoàn. Song thực tế vừa vặn ngược lại, ở Giang Thành, cô ta như cá gặp nước vậy. Nếu không nhớ đến chuyện báo thủ Lý Khinh Hồng thì cô ta đã cắm rễ ở Giang Thành này rồi. Mấy năm qua, cô ta quen biết không ít gia chủ của các đại gia tộc và cũng biết thói quen của những người đó. Nhà quyền thế có quy tắc của nhà quyền thế. Họ không cho phép một chồng hai vợ, nhưng chơi đùa thì được, chỉ cần không gây ra chuyện thì có thể sống yên ổn với nhau. Thành Trâm rất biết khống chế giới hạn, vừa có quan hệ thực sự nhưng sẽ không đến nhà quyền thế làm ầm lên. Dần ra cô ta trở thành người tình bí mật của rất nhiều chủ nhà quyền thế. Đây cũng là lý do mà cô ta muốn đi cùng Lý Khinh Hồng, cô ta muốn nhục nhã Vương Nhất và Lý Khinh Hồng một phen ở cuộc họp này.
Lời nói của Thành Trâm khiến sắc mặt Lý Khinh Hồng trở nên nghiêm trọng. Trong lòng Thành Trâm càng đắc ý hơn, nhưng khi nhìn về phía Vương Nhất thì sắc mặt cô ta bỗng cứng đờ. Không có chút gì gọi là sợ hãi trên mặt Vương Nhất, đã thế anh còn nhếch miệng lạnh lùng nói, đây mà là gia tộc lớn mà cô nói ư. Đối với anh, nhà họ Cao, nhà họ Lăng, nhà họ Tiêu gì đó còn chẳng bằng một con kiến, hất tay cái là xử lý xong. Điều duy nhất khiến Vương Nhất ngạc nhiên đó là ở Giang Thành còn có cái gọi là gia tộc phụ thuộc. Gia tộc phụ thuộc tức là rất nhiều gia tộc sống dựa vào một gia tộc lớn, hàng năm nộp 30% lợi nhuận cho gia tộc lớn đó, để trao đổi, gia tộc lớn sẽ giúp đỡ gia tộc nhỏ phát triển. Nghĩ đến đây, thái độ trào phúng hiện rõ rành rành trên mặt Vương Nhất. Cái thứ vô dụng như anh thì biết gì? Tuy Thành Trâm giận nhưng cô ta cũng không nổi cáu, mà là tiếp tục nhìn anh mà ánh mắt đầy khinh thường. Sắc mặt vẫn cứ kiêu căng như cũ, cái thứ bám váy vợ như anh thì có tư cách gì mà gặp gia chủ nhà họ Cao, nhà họ Lăng với nhà họ Tiêu chứ? Anh chưa từng nghe nói là bình thường. Thành Trâm, chú ý lời cô nói. Nghe thấy Thành Trâm sỉ nhục chồng mình như thế, sắc mặt Lý Khinh Hồng trở nên lạnh lùng. Có điều Vương Nhất chẳng thèm để ý, anh cười nhạt, cô nói nhà họ Cao, nhà họ Lăng và nhà họ Tiêu là gia tộc phụ thuộc của nhà họ Hồ, vậy cô đã nghe chuyện này chưa nhỉ? Anh dừng lại rồi nói tiếp, nhà họ Hồ suýt bị diệt cả nhà, sau cùng chủ nhà họ Hồ phải xử tử cháu ngoại mình mới cho chấm dứt mối họa đó. Anh vừa nói xong, trong lòng Lý Khinh Hồng bỗng rất kinh hãi, bởi vì cô biết Vương Nhất đến Giang Thành là vì chuyện của Hồ Hoàng Việt. Chồng cô suýt diệt cả nhà họ Hồ sao? Thành Trâm thì sửng sốt, có chuyện này nữa à? Nghe thế, Vương Nhất cười không nói, sắc mặt đầy nghiền ngẫm. Thành Trâm lại chẳng muốn dây dưa với Vương Nhất nữa, Lý Tổng, chúng ta mau vào thôi, cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Nói xong thì vội vàng kéo Lý Khinh Hồng đi vào trong. Lý Khinh Hồng quay đầu nhìn Vương Nhất, sắc mặt đầy áy náy, chồng à, anh ở đây đợi em một lúc này, họp xong em ra tìm anh liền. Vương Nhất vui vẻ đồng ý. Thành Trâm thì lại cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, cô còn muốn ra tìm tên vô dụng này ư. Có khi xong chuyện thì cô đang nằm trên giường của mấy ông gia chủ rồi đấy. Vương Nhất đứng dưới lầu đợi một lúc, đột nhiên một chiếc Rolls Royce đậu trước cửa, một người đàn ông trung niên mày kiếm mắt sao xuống xe. Thấy Vương Nhất đang đứng trước cửa, mắt người đó bỗng sáng trưng, cậu Vương. Vương Nhất quay đầu lại nhìn rồi cười, ông Hạ. Người vừa đến không phải ai khác mà chính là Hạ Lãm, gia chủ nhà họ Hạ. Ông ta ngạc nhiên nhìn Vương Nhất, sao cậu Vương lại ở đây? Vương Nhất khoát tay, vợ tôi đi bàn chuyện làm ăn ở đây, tôi đứng đây đợi cô ấy. Ra là thế. Hạ Lãm đã hiểu, biết vợ của Vương Nhất chính là chủ tịch xinh đẹp nhất Thiên An, nếu mình tiếp đón tốt thì chắc chắn sẽ để lại ấn tượng tốt trong lòng cậu Vương. Thế là ông ta cười rất tươi, cậu Vương, hiếm lắm cậu và vợ mới đến Giang Thành một chuyến, thân là chủ nhà ở đây, mong cậu cho tôi một cơ hội tiếp đón hai người, nếu không lòng tôi bất an lắm. Vương Nhất ngẩn ra. Sau đó mỉm cười, đúng lúc quá, tôi và vợ đang định tìm một nơi để thưởng thức các món đặc sản ở đây đấy. Hạ Lãm mừng rỡ, đã thế thì chúng ta đến khách sạn Châu Tế của nhà họ Hạ tôi nhé. Vương Nhất nghĩ rồi vui vẻ đồng ý. Cùng lúc đó, trong văn phòng ở tầng cao nhất, dưới sự hướng dẫn của Thành Trâm, Lý Khinh Hồng đi vào phòng họp. Mở cửa ra thì thấy một đám đàn ông trung niên mặc đường trang, tuy hơi mập nhưng rất có khí thế. Họ chính là các gia chủ ở Giang Thành mà Thành Trâm mời đến. Xin lỗi các vị gia chủ, chúng tôi đến hơi muộn. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là Lý Tổng, chủ tịch tập đoàn chúng tôi. Vừa vào phòng thì Thành Trâm như cá gặp nước vậy, cô ta chào hỏi với các vị gia chủ. Các vị gia chủ cũng vội vàng quan sát Lý Khinh Hồng đứng bên cạnh Thành Trâm, ai nấy cũng sáng mắt lên. Dáng dấp của Thành Trâm cũng được đó. Nhưng khi so với Lý Khinh Hồng thì cách xa như trời với đất vậy. Thế là họ rối rít bắt tay với Lý Khinh Hồng. Tôi là gia chủ nhà họ Cao, Cao Tử Hào. Tôi là gia chủ nhà họ Lăng, Lăng Thiên Hợp. Tôi là gia chủ nhà họ Tiêu, Tiêu Thế Hải. Trong số những gia tộc trong này thì ba gia tộc này đứng đầu. Lý Khinh Hồng lễ phép bắt tay với họ, vừa chạm tay là rút ra, sau đó mỉm cười nói, thế thì mình bắt đầu họp nhé. Đây là hợp đồng của dự án xây dựng thành phố. Lý Khinh Hồng nói xong thì định đi lấy hợp đồng, ba người Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp và Tiêu Thế Hải nhìn nhau rồi cùng híp mắt. Lý Tổng, đây là chuyện nhỏ,
chuyện này chúng ta bàn sau nhé. Lý Khinh Hồng dừng tay lại và hỏi, tôi đến bàn chuyện làm ăn, thế chuyện gì mới được coi là chuyện lớn vậy? Thành Trâm mừng thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt lại cười nói, Lý Tổng à, có tôi ở đây rồi, chuyện không phức tạp thế đâu. Những người ngồi đây đều là những người có máu mặt ở Giang Thành, có chuyện gì mà không thể vừa ăn vừa bàn sao? Lý Tổng à, cô kính các vị đây vài ly, các vị vui là đồng ý ngay ấy mà. Nghe thấy lời nói của Thành Trâm, sắc mặt Lý Khinh Hồng lập tức trở nên lạnh lùng, giờ mà còn không biết ý định của cô ta nữa sao? Xin lỗi các vị, trưa nay tôi phải đi ăn với chồng tôi. Đã thế thì chúng ta không cần tiếp tục cuộc họp này nữa. Cô đứng dậy đi không hề do dự. Mục đích của cuộc họp này là để giúp cho dự án xây dựng thành phố diễn ra suôn sẻ hơn thôi, nó cũng chẳng quan trọng đến mức cô phải tiếp rượu lấy lòng đám gia chủ này. Nhưng Lý Khinh Hồng vừa đứng lên thì gia chủ nhà họ Cao là Cao Tử Hào nheo mắt cười, Lý Tổng, cô làm thế không thích hợp lắm nhỉ? Tôi nể mặt Thành Tổng và tốn công mời những vị gia chủ này tới là để dự án xây dựng thành phố của tập đoàn cô được tiến hành thuận lợi. Chúng tôi được nghe về tiếng tăm của cô Lý đây đã lâu rồi, thế nên chúng tôi muốn cùng ăn bữa cơm để làm quen thôi. Đây là chuyện làm ăn, cô Lý không từ chối đâu nhỉ? Lý Tổng, cô phải hiểu là nếu để lỡ lần này thì không còn cơ hội nào khác nữa đâu. Lăng Thiên Hợp và Tiêu Thế Hải cũng nói theo. Tuy gia chủ những nhà khác không nói gì nhưng họ vẫn nhìn Lý Khinh Hồng bằng thái độ rất cân nhắc, họ không hề lo cô sẽ đi. Bởi vì nếu Lý Khinh Hồng đi thì sau này cô đừng mong hợp tác thành công ở đất Giang Thành này. Sắc mặt Lý Khinh Hồng rất khó coi, bao đấu tranh tâm lý hiện rõ hết trên mặt. Cô đã hứa là Vương Nhất là đi ăn trưa với anh, nhưng việc này lại liên quan đến lợi ích của tập đoàn. Lý Tổng, chỉ cùng đi ăn một bữa thôi mà. Chẳng lẽ cô không tin tưởng nhân phẩm của các vị đây sao? Lúc này Thành Trâm đứng lên đúng lúc và nói. Lời này đã chặn hết mọi đường lui của Lý Khinh Hồng lại. Cao Tử Hào khoát tay hào phóng nói, được, nếu thế thì tôi làm chủ nhé, chúng ta đến khách sạn Châu Tế ăn cơm. Được người đẹp như Lý Tổng đây nể mặt, bữa cơm này chắc chắn sẽ dễ chịu lắm đây, ha 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 ha. Lăng Thiên Hợp và Tiêu Thế Hải cười ha ha. Cứ thế. Lý Khinh Hồng bị Thành Trâm đẩy nên phải xuống lầu theo. Thấy Lý Khinh Hồng đi ra, Vương Nhất đang định qua đón, nhưng anh lại thấy Lý Khinh Hồng bị nhiều gia chủ vây quanh rồi đi lướt qua anh. Trong lòng Lý Khinh Hồng rất không đành, cô quay đầu nhìn Vương Nhất, ánh mắt đầy áy náy và không nỡ. Vương Nhất lập tức hiểu ra, sắc mặt bỗng trở nên lạnh lẽo. Thành Trâm khinh thường nhìn anh, vợ anh đến khách sạn Châu Tế với các vị gia chủ này đấy. Cái thứ vô dụng như anh cứ đứng đây chờ tiếp đi. Nói xong cô ta còn nhổ một bãi nước miếng xuống đất thật mạnh. Thấy Thành Trâm đắc ý ngồi vào một chiếc Audi A6, trong mắt Vương Nhất có sự tức giận thoáng hiện lên rồi biến mất. Dù anh không theo sát cả quá trình, nhưng kết quả thế này chắc chắn không thể thoát khỏi liên quan với Thành Trâm. Nhưng sau đó, ánh mắt Vương Nhất dần trở nên lạnh lẽo, anh nở một nụ cười giễu cợt. Khách sạn Châu Tế. Lúc này, Hạ Lãm cũng đã xong việc đi ra từ trong tòa nhà, nhìn thấy Vương Nhất, anh ta lập tức tiến lên. Anh Vương, cô Lý đâu? Vương Nhất lạnh nhạt đáp, không cần đợi, đi luôn thôi. Thấy nét mặt lạnh lùng của Vương Nhất, Hạ Lãm biết chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì. Vì thế ông ta cũng không lề mề, đích thân mở cửa xe cho Vương Nhất, nếu cậu Vương không chê thì ngồi xe của tôi đi. Vương Nhất đáp lại một tiếng rồi ngồi vào. Hạ Lãm lập tức hét to. Dùng tốc độ nhanh nhất đi tới khách sạn Châu Tế. Tài xế đạp chân ga, tăng tốc độ đến mức tối đa. Chỉ mất khoảng nửa tiếng đã đến được khách sạn Châu Tế. Vương Nhất xuống xe, híp mắt quan sát kiến trúc của khách sạn. Thiết kế sang trọng, nhân viên lễ tân bên trong đều mặc sườn xám thanh hoa đặt may, cực kỳ xinh đẹp. Chỉ thế thôi đã có tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao rồi. Cậu Vương, cậu cứ yên tâm. Liên Lục Địa là chuỗi khách sạn của nhà họ Hạ tôi, có chuyện gì chỉ cần thông báo với tôi một tiếng là được. Hạ Lãm biết đã xảy ra chuyện nên cũng không nhiều lời, chỉ nghiêm túc nói. Vương Nhất gật đầu, sau đó bảo Hạ Lãm rời đi. Giám đốc và cô gái của quầy lễ tân bên cạnh nhìn thấy ông chủ cung kính với một chàng trai trẻ như thế càng không dám thờ ơ. Thưa anh, Tổng Giám đốc Hạ đã sắp xếp cho anh phòng Tổng thống cao cấp nhất và phòng ăn ở vườn hoa ngoài trời trên sân thượng. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều được vận chuyển bằng đường hàng không từ nước ngoài đến đây.
Giám đốc Lễ Tân vừa nói vừa tò mò quan sát Vương Nhất. Dù là cô cậu chủ trong nhà cũng không có đãi ngộ thế này. Rốt cuộc chàng trai trẻ này có lai lịch gì? Nhưng Vương Nhất lại lắc đầu, không cần phải phiền phức như thế, tôi đợi người đến rồi mới ăn. Giám đốc và cô gái Lễ Tân đều ngạc nhiên, ngay cả anh cũng phải đợi người, vậy người mà anh đợi có thân phận cao quý đến mức nào đây? Đúng lúc này, một chiếc Audi A6 dừng lại trước cửa, một đám người bước vào. Thấy rõ người đến, giám đốc Lễ Tân lập tức tỏ vẻ thất vọng. Những người này đều là gia chủ của gia tộc Tuyến 1, còn không tính là hào môn. Chỉ có một người khiến anh cảm thấy bất ngờ là người phụ nữ được các gia chủ này vây quanh, không chỉ có dung mạo tuyệt trần mà khí chất cũng có một không hai. Khinh Hồng. Vương Nhất lập tức tiến lên. Lý Khinh Hồng vốn đang mất hứng vừa nhìn thấy Vương Nhất thì lập tức tỏ vẻ vui mừng, vội vàng vẫy tay với anh, ông xã, bên này. Bây giờ mọi người mới hiểu thì ra người đẹp này là vợ của anh đây. Vương Nhất, sao anh lại ở đây? Nhìn thấy Vương Nhất, Thành Trâm lập tức làm như thấy ma, tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông xã, chuyện quái gì vậy? Sắc mặt của mấy gia chủ Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải đều trở nên u ám, nhìn về phía Thành Trâm bằng thái độ khó chịu. Người là do Thành Trâm dẫn tới, kế hoạch cũng là do cô ta nghĩ ra, bây giờ giữa đường lại xuất hiện chồng của Lý Khinh Hồng, hoàn toàn làm loạn kế hoạch của bọn họ. Sắc mặt Thành Trâm cũng cực kỳ khó coi, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất cũng như muốn giết người. Cô ta cũng thấy khó hiểu, không phải Vương Nhất còn đang ngu ngốc đợi dưới phòng làm việc ư, sao bây giờ anh còn đến khách sạn Châu Tế nhanh hơn bọn họ thế này. Nhưng sắc mặt Thành Trâm nhanh chóng bình thường trở lại, cô ta gượng cười, nhỏ giọng nói với mấy người nhóm Cao Tử Hào, các vị gia chủ không cần lo lắng, anh ta chỉ là một tên vô dụng bám váy vợ thôi, hơn nữa anh ta đến không phải càng tốt à, tôi đã gọi 5 két bia, 2 thùng rượu trắng rồi, cô ta muốn không say cũng khó. Đến lúc đó, các ông có thể xử vợ của tên vô dụng kia ngay trước mặt anh ta. Nghe thấy lời này, mấy gia chủ kia lập tức không còn tức giận nữa. Trong đầu bọn họ tưởng tượng đến một vài hình ảnh, sau đó cười tâu toét. Được, nếu đã là chồng của cô Lý thì cũng là bạn bè, thêm một cái ghế đi. Cao Tử Hào nói với giám đốc Lễ Tân. Nét mặt giám đốc Lễ Tân vô cùng lạnh lùng, chỉ là người nhà họ Cao lại dám không coi anh này ra gì. Phải biết đây là người mà tổng giám đốc Hạ của bọn họ cũng phải khách sáo đấy. Mọi người nhanh chóng ngồi vào chỗ, Thành Trâm lập tức kéo Lý Khinh Hồng đi tới một chỗ. Nào, Lý Tổng, cô ngồi đây đi. Bên trái là Cao Tử Hào, bên phải là Lăng Thiên Hợp, vừa khéo ngồi giữa hai người. Nhưng Vương Nhất lại nhanh hơn một bước, ngồi xuống bên cạnh Lý Khinh Hồng. Vương Nhất, đây là chỗ của gia chủ Cao, còn không mau cút đi. Thành Trâm lập tức quát lên với Vương Nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.